Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 48. Chính là nguy hiểm. Thân là thần. Trên đời này đã rất ít thứ gì đó có thể khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Nhưng, lúc này, cảm giác nguy hiểm kia quả thật đã giáng xuống, rơi vào trong cảm nhận của bọn họ. Cùng lúc đó, bọn họ phát hiện tiếng cười lớn trong cổ điện đã biến thành từng tiếng gào thét thê lương thảm thiết. Trên thực tế, không chỉ ba vị thần, trên trăm vị cường giả đã xông lên, tất cả đều phát giác nguy hiểm. Nhưng, đã muộn, cổ điện kim loại giống như dã thú, miệng há to như chậu máu, trong phút chốc nuốt trọn hơn 100 người. Cho dù là thần, khoảng cách gần như vậy, không kịp chạy trốn. Vừa tiến vào bên trong cổ điện, ba thần linh lớn, 21 vô lượng tôn, hơn 40 đại chí tôn, hơn 6 đại tôn trong nháy mắt xa vào ao đầm vũng bùn. Đồng thời có thể thấy rõ ràng, 16 cường giả cấp tôn đi vào đầu tiên đã hóa thành xương cốt, không có chút khí tức sinh mệnh. Có chuyện gì vậy, Bạch Lăng cau mày, anh ta có thể cảm nhận được, thời gian và không gian ở đây rất khác, tồn tại độc lập, vận hành độc lập, rõ ràng bọn họ ở trong điện cổ, nhưng lại như chìm vào một đại thế giới vô biên vô tận, không nhìn thấy tận cuối, không nhìn thấy con đường phía trước. Nơi này hình như có sức mạnh không gian và sức mạnh thời gian, một vị thần của nước thông thiên nói, hắn tên là Đạo Thư, cũng là nhân vật hết sức quan trọng của nước thông thiên. Đúng thế. Hy Lăng của nước băng hàn gật đầu, điện cổ này rất thần dị, không giống như mộ huyệt. Ba người, cho dù là cấp thần nhưng lúc này cũng khó có thể nhìn thấu ngọn nguồn, bọn họ đứng riêng biệt trên hư không, bị đạo tác vô hình trói buộc, nhất thời cũng khó mà thoát được. Nói cách khác, bọn họ không rằng có dãy giụa thực sự, còn muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Còn những người khác đều đang đấu tranh, điên cuồng tung ra các loại võ kỹ, thậm chí thánh nữ Tử Vi khoác lên một bộ giáp vàng kim. Chiến lực tăng đến cấp đại chí tôn, nhưng vẫn không làm gì được. Đừng nói đại chí tôn, kể cả vô lượng tôn cũng không thể thoát ra được. Hơn nữa, bọn họ kinh hãi phát hiện, thế giới này hình như thực sự ngăn cách với thế giới đại thiên, nguyên khí trong cơ thể bọn họ tiêu hao đi từng chút một, sau khi tiêu hao, hoàn toàn không thể hấp thụ được nguyên khí mới. Thế này là thế nào? Rốt cuộc có chuyện gì? Người nào cũng sợ hãi sờn tóc gáy, vô cùng kinh hãi. Hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không biết tại sao. Bay lên. Bên ngoài, Trần Đức có thể cảm nhận rõ ràng được tình hình của tất cả mọi người. Cũng không chần chừ, lập tức trầm giọng quát một tiếng, điện cổ khổng lồ lập tức thu nhỏ, dâng bay lên, biến thành độ cao như con người, chậm rãi bay đến trước Trần Đư Xê. Việc này, nhìn thấy cảnh này, lão yêu hoàng cũng thôn người. Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Chiến lại trợn mắt há hốc miệng. Kể cả đoàn sơn nhạc là cấp thần cũng chấn hãi không thể chấn hãi hơn. Số ít cường giả cấp tôn vây xem bên ngoài ranh giới và các tu sĩ của các gia tộc lớn và các thế lực càng thộn mặt hơn, đầu óc quay vòng vòng. Mẹ kiếp! Chuyện gì vậy? Tại sao điện cổ kim loại đó lại nghe theo lệnh của Trần Bát Hoang? Chỉ một từ bay lên, nó, đã bay lên thật. Nhóc Trần, rốt cuộc là thế nào, lão yêu hoàng cũng phải thở gấp. Ông ta cũng không hiểu chuyện gì. Điện cổ kim loại này đã bị tôi luyện hóa, tóm lại, nó là của tôi, Trần Đức nói, bọn họ đi vào đó cũng có nghĩa là bọn họ đi vào thế giới của tôi. Tôi, muốn luyện hóa người ở bên trong. Cái gì, Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Liệt đều ngẩn người, vô cùng kinh hãi, phải biết rằng, bên trong có hơn 100 cường giả, trong đó, người có cảnh giới thấp nhất cũng là Đại Tôn. Thậm chí còn có ba vi thần. Trần Bát Hoang. Muốn, luyện hóa bọn họ ư. Hoàng Thiên Vương, cậu, thực sự có thể luyện hóa bọn họ ư, trái tim của Hiên Viên Chiến cũng sắp nhảy ra ngoài rồi, nếu thực sự luyện hóa những người này, tuyệt đối sẽ làm chấn động cả thế giới đại thiên, quan trọng nhất là, bên trong có cường giả của 8 thế gia, 3 thế lực viễn cổ, 3 nước lớn và không biết bao nhiêu cường giả trụ cột của thế lực hàng đầu. Trần Đức muốn luyện hóa bọn họ, việc này rất quan trọng. Một khi bọn họ chết, Trần Bát Hoang sẽ là kẻ địch của toàn thế giới. Đoàn Sơn Nhạc cũng nói, chuyện này phải thận trọng. Trong lòng tôi tự có tính toán, Trần Đức cười nói, trong này có những người không thù không oán với tôi, đương nhiên tôi sẽ không giết bọn họ, nhưng... đến thì cũng đến rồi, cũng không thế để bọn họ cứ thế quay về chứ. Muốn luyện hóa tất cả, Trần Đức tự nhận vẫn chưa giỏi đến mức ấy, không nói người khác, chỉ riêng ba vị thần cũng đã rất khó. Nhưng...
không chết, thì cũng phải cho bọn họ lột lớp ra chứ. Đặc biệt là Bạch Lăng của nước Vĩnh Hằng. Tiền bối Đoàn, ông có đồng ý ở đây bảo vệ cho tôi, tránh có cường giả tấn công từ bên ngoài không? Trần Đức hỏi. Được. Đoàn Sơn Nhạc gật đầu, hiện giờ, về mặt ý nghĩa nào đó, nước Vạn Thánh không muốn tham dự vào cuộc lấy đi mạng người, đã đối địch với ba nước lớn, Trần Đức muốn luyện hóa những người đó, đương nhiên ông ta cũng vui vẻ quan sát. Lão Yêu Hoàng, ông ở đây cùng tiền bối Đoàn, nếu có cường giả lại gần Điện Chấn Thần, lập tức thông báo cho tôi. Chính là Điện Chấn Thần. Đây là cái tên của Trần Đức đặt cho điện cổ kim loại. Bởi vì nó, hôm nay nó sẽ chấn thần. He he, được. Đương nhiên Lão Yêu Hoàng không có ý kiến khác, giữa ông ta và Trần Đức có giao ước, một khi có biến cố, có thể thông báo cho đối phương với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, giao ước này cũng cần Trần Đức đồng ý. Hơn nữa, phải ở khoảng cách gần mới được, nếu anh cố ý che giấu, Lão Yêu Hoàng tuyệt đối không thể phát hiện. Nhưng, cậu Trần, tôi cũng muốn xem tình hình bên trong. Được, việc này không khó. Được, việc này không khó. Trần Đức thầm niệm, kết nối thần hồn với Lão Yêu Hoàng, từ bây giờ, chỉ cần anh nhìn thấy gì thì Lão Yêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy cái đó. Còn Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Liệt, Trần Đức không sắp xếp việc gì cho họ, dù sao, bên trong có rất nhiều người quen của bọn họ, Trần Đức không làm khó hai người. Sau đó, Trần Đức bước vào trong Điện Chấn Thần. Lúc này, trong Điện Chấn Thần, hơn 100 người đã yên lặng, bọn họ không dám giãy giụa, bởi vì, càng giãy giụa thì tiêu hao càng lớn, như vậy, chỉ bằng tiết kiệm sức lực, xem sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao, ba vị cường giả cấp thần cũng còn yên lặng, như đang đợi điều gì. Đúng lúc mọi người chờ đợi, trong thế giới đó, bỗng nhiên có một cánh cửa truyền tống xuất hiện trên không trung. Thần hồn của bọn họ run lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa lớn đó. Dưới sự quan sát của mọi người, bóng hình Trần Đức cũng bước từng bước đi ra từ sau cánh cửa đó. Nhìn thấy anh, tất cả mọi người đều ngẩn người. Hiển nhiên, không ai ngờ, người đi ra sau cánh cửa lại là Trần Bát Hoang. Vãi, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, chị à, anh chàng này là tên ngốc phải không? Rõ ràng trong điện cổ xảy ra chuyện, anh ta còn dám đi vào, đúng là ngu ngốc, Chu Nhan Lạc chế nhạo nói, hắn vốn có ân oán với Trần Đức, sau khi được biết thân phận của Trần Bát Hoang, tuy hơi sợ hãi, nhưng vẫn rất không vui, hơn nữa, còn thể hiện ra rõ ràng. Nếu là 11 năm trước, cho Chu Nhan Lạc mượn một vạn lá gan, hắn cũng không dám coi thường Trần Bát Hoang, nhưng bây giờ thì khác, trong cơ thể Trần Bát Hoang không còn chút nguyên khí. Cho dù dùng một vài thủ đoạn khó hiểu giết chết Trình An, nhưng vẫn không thay đổi được sự thực anh là rác rưởi. Rác rưởi, phế vật, thì phải bị dẫm dưới chân, bị người khác chế nhạo, chẳng phải sao. Thánh nữ Tử Vi nhẹ giọng nói, chỉ là con chó bỏ đi thôi, em trai, em không nên tập trung sự chú ý đến tên rác rưởi này. Sau khi rời khỏi điện cổ, phải chú trọng tu luyện nhiều hơn, thực lực mới là vương đạo, biết chưa? Vâng, chị. Em biết rồi, nhưng em vẫn muốn giết anh ta, Chu Nhan Lạc lóe lên sát ý, kẻ khiến em không vui thì phải chết. Được, chị đồng ý, có cơ hội, chị giúp em giết anh ta, thánh nữ tử. Vì đầy vẻ cương triều, Trần Bát Hoang hiện giờ, một ngón tay của chị cũng có thể khiến anh ta gọi mẹ. Sau khi thấy Trần Đức đi vào, đám người trong điện cũng hoàn toàn mất hứng, dù sao, tuy anh rất mạnh, uy danh lừng lẫy, nhưng trong mắt đám cường giả hàng đầu như bọn họ. Cho dù anh có chiến lực như trong thời kỳ đỉnh phong, thì cũng chỉ vậy thôi, kể cả sau khi nhập ma, anh rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Huống hồ, bây giờ Trần Bát Hoang chỉ là con gà yếu ớt, cây củi bỏ đi. Tóm lại, Trần Bát Hoang không đáng để quan tâm. Hơn 100 người, bao gồm cả ba vị thần, lập tức cũng không còn ai chú ý đến anh nữa, hoàn toàn không nhìn đến anh. Trần Đức đứng trên không trung, cúi nhìn từng người phía dưới. Khóe miệng nhếch cười, hít sâu một hơi, sau đó dùng sức mạnh thần hồn, hét lớn nói. Cướp đây! Ai không muốn chết thì giao hết thiên tài địa bảo, các loại bảo vật, nguyên thạch cho tôi. Một tiếng quát lớn vang khắp điện chấn thần. Giống như tiếng sấm rền, liên miên không dứt, vang vọng hồi lâu. Lập tức, trong cả điện chấn thần đều yên tĩnh lại. Mười mấy giây sau. Ha ha ha, tên nhóc đó làm gì vậy hả? Vãi! Ăn cướp. Buồn cười chết mất, một tên cặn bã ngay cả nguyên khí cũng không có, mà còn đến cướp của chúng ta.
người nào cũng phì cười kiểu đừng trách ta vô tình. Trần Dược nhà họ Trần nhìn chằm chằm anh như ép bức, chắc không phải tên này bị thần kinh rồi chứ. Ha ha, ai mà biết, có thế trận đại chiến 11 năm trước đánh cho hắn hỏng não rồi, một cường giả cấp tôn nhà họ Trần nói hùa theo, hắn tên là Trần Vạn Chi, cũng là đại chí tôn, nhưng vẫn yếu hơn Trần Dược rất nhiều. Chắc tên đó bị hỏng não rồi. Đừng nói bây giờ không có nguyên khí, cho dù hắn giống như 11 năm trước, cũng không có tư cách ăn cướp của chúng ta, ha ha. Không chỉ nhà họ Trần, mà đám người của Tống Thị, tộc Công Tây, tộc Bách Lý, Thánh Địa Âm Dương đều không nhịn được cười chế nhạo anh, một số cường giả siêu cấp không còn nhiều thọ nguyên, cấp vô lượng tôn càng hận không thể xông lên giết Trần Bát Hoang, vào lúc này còn trêu chọc bọn họ, cũng thật to gan đấy, người nào cũng đầy sát ý. Ngay cả ba vị thần cũng phì cười. Kiến Hôi, đúng là điếc không sợ súng, Bạch Lăng cười lạnh lùng ha ha, đương nhiên, tuy nói như vậy, nhưng sau đó, anh ta vẫn muốn đưa Trần Đức về, mấy năm nay, thần đế Vĩnh Hằng vẫn luôn tìm anh, có thể đưa anh về, cũng là lập công lớn. Đạo thư không nói gì, nhưng sự khinh thường trong ánh mắt hiện lên rõ ràng. Tên nhóc này thật thú vị. Thần của nước băng hàn, Hy Lăng lại đỡ hơn, thậm chí còn có vẻ thích thú, phải biết rằng, dám trêu chọc hơn 100 người gần như đứng trên đỉnh kim tự tháp thế giới đại thiên có mặt ở đây, cũng cần dũng khí rất lớn. Đổi lại là người khác, chưa chắc dám làm như anh. Trần Bát Hoang, đầu óc mày có vấn đề phải không? Trong đám đông, Chu Nhan Lạc thực sự không nhịn được, tao lớn đến từng này, vẫn chưa từng thấy ai mắc bệnh đến vô phương cứu chữa như mày, biết đây là nơi nào không? Mẹ kiếp, đây là cung điện của bát thần, đâu? Thể cho mày hỗn xược, còn ăn cướp, mẹ kiếp, mày có thể tiến vào nửa bước không? Trần Đức đứng trên không trung, không hề động đậy. Chu Nhan Lạc cho rằng anh cũng bị giam cầm, không thể tiến lên. Dựa vào mày mà cũng ăn cướp, mẹ kiếp, cho dù tao bày bảo bối trước mặt mày, mày cũng không lấy đi được. Chu Nhan Lạc nhạo báng Trần Đức, muốn xả cục tức khi ở quán rượu, trực tiếp nói lời độc ác, lại đây, đến cướp tao đi, tao có 5 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, đúng là chết cười, ha ha ha. Từng trận cười vang lên, Chu Nhan Lạc chế nhạo, giễu cợt một cách vô tình. Không chỉ là anh, có mấy chục người cũng cười theo. Trong cả điện chấn thần đều vang vọng tiếng cười chói tai. Cười. Trần Đức mặt không cảm xúc, sau khi nhả ra một chữ, bỗng nhiên giơ một tay. Sau đó, đột ngột, Chu Nhan Lạc biến mất tại chỗ. Một luồng bóng tối nuốt chừng anh ta. Gần như cũng một giây, anh ta xuất hiện trong lòng bàn tay của Trần Đức. Có thể thấy rõ ràng, Trần Đức đã biến thành khổng lồ. Lòng bàn tay như núi, hùng vĩ tráng lệ. Khi Chu Nhan Lạc xuất hiện, vẻ mặt vẫn còn nở nụ cười chế nhạo. Em trai, thánh nữ Tử Vi kinh hãi kêu lên, sờn tóc gáy, Chu Nhan Lạc qua đó bằng cách nào? Phải biết rằng, vì sự an toàn của Chu Nhan Lạc, từ sau khi tiến vào thiếu thế giới, cô ta vẫn luôn dần theo Chu Nhan Lạc, dõi theo anh ta. Mọi lúc mọi nơi, lo sợ anh ta xảy ra chuyện, thậm chí, đã truyền một phần thần hồn vào trong cơ thể anh ta, anh có ta hành động lạ gì, thánh nữ Tử Vi sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng, vừa nãy, Chu Nhan Lạc lại biến mất một cách bất ngờ. Cả quá trình, cô ta không hề nhận được phản hồi gì. Lập tức, thánh nữ Tử Vi toát mồ hôi lạnh, trong lòng chấn hãi khó hiểu. Đồng thời, Chu Nhan Lạc cũng định thần lại, làm rõ hoàn cảnh của mình. Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, muốn bỏ chạy theo bản. Năng! Nhưng, anh ta phát hiện bất luận chạy thế nào cũng không chạy ra khỏi được lòng bàn tay của Trần Bát Hoang. Cười đi, sao không cười nữa, chẳng phải mày rất thích cười hả? Trần Đức nhìn chằm chằm anh ta, thản nhiên nói. Trần Bát Hoang, tốt nhất là mày thả tao ra, Chu Nhan Lạc ổn định tinh thần, bất kể mày làm được bằng cách nào, tao nói cho mày biết, mày giết tao, Thánh Địa Tử Vi sẽ không tha cho mày đâu. Chị của tao. Chu Nhan Lạc còn chưa nói hết, đột nhiên, không hề báo trước, Trần Đức khép 5 ngón tay lại. Phụt, tiếng máu tươi bắn tung tóe xen lẫn tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, có thể thấy rõ ràng, Chu Nhan Lạc hóa thành miếng bánh máu tại chỗ, méo mó đến không còn hình người. Con người tao ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Trần Đức búng nhẹ một cái, xương máu bắn ra, cơ thể tàn tạ còn sót lại của Chu Nhan Lạc cũng nổ tung như pháo hoa, không còn lại gì. Lúc này, thánh nữ Tử Vi phát hiện rõ ràng, Chu Nhan Lạc đã chết. Chết không thể chết thêm. Thần hồn hoàn toàn không còn khí tức.
vẻ mặt của thánh nữ tử vi trở nên băng lạnh, như sương mùa đông, nhìn chằm chằm Trần Đức, một luồng sát khí khó mà che đậy trào ra, cả người dường như run lên điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, phát ra tiếng gầm tức giận, Trần Bát Hoang, anh! Muốn chết hả? Cùng lúc đó, bộ giáp màu vàng bao phủ cô ta, nguyên khí đáng sợ như gì ó bão điên cuồng phát ra. Xung quanh, bộ giáp màu vàng kim giống như sâu trùng trên xương, phát ra từng trận sóng âm kim loại. Keng, keng, keng. Chưa đến ba hơi thở, đã bao phủ cả người thánh nữ tử vi, khoảnh khắc bộ giáp hoàn toàn bao phủ lấy cô ta, nguyên khí trong cơ thể cô ta cũng tăng lên, cô ta vốn là đại tôn thất trọng, lúc này lại tăng thẳng đến chiến lực đại chí tôn. Hơn nữa đã vượt qua đại chí tôn bình thường. Tăng lên như vậy, cho dù là Trần Đức cũng rất chấn hãi. Đây chính là thánh địa tử vi sao? Quả nhiên rất mạnh. Trong ba thế lực viễn cổ, thì thánh địa tử vi là mạnh nhất, tất cả những thứ liên quan đến máy móc của thế giới đại thiên, hầu như đều do thánh địa tử vi lũng đoạt, e rằng địa vị của bọn họ cộng thêm thế gia viễn cổ, cũng có thể xếp hàng đầu. Đôi mắt Trần Đức lóe lên vẻ kinh ngạc, nếu có thể có được 80-100 bộ giáp đó, xây dựng một chiến đội cơ giáp, thì tuyệt biết mấy. Trần Bát Hoang, anh có biết tôi chỉ có một cậu em trai này không? Giọng của thánh địa tử vi xuyên qua bộ giáp, băng lạnh, vô tình, sát ý đáng sợ lan rộng dập dờn xung quanh. Tuy ở đây, cô ta không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại. Nhưng không cản trở cô ta giết người. Cường giả cấp tôn, cách ngàn dặm cũng có thể chiến đấu, huống hồ, Trần Đức cách bọn họ không quá 100 mét. Quan trọng nhất là, trong không gian ở đây, không chỉ có mình cô ta không thể động đậy, Trần Bát Hoang cũng không thể nhúc nhích. Nói cách khác, với cô ta, Trần Bát Hoang chính là tấm bia đỡ, muốn giết, rất dễ dàng. Bù! Trong cơ thể thánh nữ tử vi, nguyên khí thuận theo bộ giáp, không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay cô ta, bộ giáp chỗ cánh tay. Thánh nữ tử vi cũng đang không ngừng biến hóa, hóa thành đầu rồng, trong đầu rồng, nguyên khí đáng sợ dao động lóe lên phát sáng, đang dồn lực liên tục, cùng với mỗi lần cô ta dồn lực, xung quanh cánh tay bị dao động đáng sợ dấy lên từng tầng gọn sóng. Muốn bắn đạo hồ bác ư? Trần Đức nhướng mày, đứng im, tiếp tục xem cô ta biểu diễn. Làm sao, sợ đến ngu ngốc rồi phải không? Giết em trai tôi, anh nên nghĩ đến hậu quả này, thánh nữ tử vi cất giọng khàn khàn, có thể thấy rõ cơn lửa giận. Đạn long phệ nguyên khí. Một tiếng quát lớn. Ầm ầm ầm. Trong đầu rồng, nguyên khí hội tụ được bắn ra, giống như một vầng mặt trời nóng rực xông ra, hào quang rực rỡ, lập tức diễn hóa Trần Đức đến mức chiếu cho cả thế giới này vô cùng chói mắt, rất nhiều người nhắm mắt theo bản năng. Gần như cùng lúc, năng lượng khủng bố tuyệt thế che lấp cả người Trần Đức, bỗng chốc bùng nổ ra, giống như bom nguyên tử phát nổ, không gian xuất hiện vòng xoáy bạo loạn, năng lượng hội tụ, tạo ra một đám mây hình nấm, thế giới này khẽ run lên theo năng lượng đó, chấn hãi lòng người. Kể cả rất nhiều vô lượng tôn cũng bị chấn hãi, cảnh giới cấp đại tôn, lại thêm bộ chiến giáp vàng kim, có thể đạt đến uy lực thế này. Một số vô lượng tôn không còn nhiều thọ nguyên cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng, bọn họ như mặt trời sắp lặn. Chỉ có cảnh giới vô lượng tôn, thực sự chưa chắc có thể đánh ra một chiêu có uy lực lớn như vậy. Quan trọng là, không biết thánh nữ tử vi quá tức giận, hay quá thận trọng, sau khi tấn công, hoàn toàn không có ý dừng lại, năng lượng liên tiếp bắn ra từ trong đầu rồng, điên cuồng tấn công đến cùng một vị trí, giống như pháo hoa bắn ra, chiếu sáng bầu trời, khuấy đảo không gian. Phải đến 20-30 quả pháo được bắn ra, cô ta mới dừng lại. Các cường giả cấp tôn đều cạn lời muốn chết, có đến mức thế không? Chỉ một Trần Bát Hoang thôi, tấn công một quả pháo thì thành bã rồi đấy. Vốn dĩ một quả pháo đã là giết gà bằng dao mổ trâu rồi, mẹ kiếp, lại còn 20-30 quả pháo. Chẳng trách Chu Nhan Lạc dám hống hách, càn rỡ không kiêng sợ ở Đông Bộ Châu như vậy. Cô gái này đúng là kẻ điên. Vô cùng bảo vệ em trai. Mọi người đều nhìn sang không gian hỗn loạn, sập đổ đó. Không khỏi bất giác dùng mình. Ở đó, đã không thấy bóng dáng của Trần Bát Hoang, rất bình thường. Đối diện với võ kỹ có uy lực như vậy, cho dù là 100 Trần Bát Hoang cũng bị nổ chết, nổ thành vũng máu ấy chứ. Nếu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, mới gọi là bất bình thường. Yếu đến mức ấy hả, đúng là khiến người ta thất vọng. Thất vọng tột cùng, thật không hiểu tại sao thần đế lại có hứng với người này, Bạch Lăng khẽ hừ lạnh lùng, trong mắt anh ta.
ngay cả võ kỹ rác rưởi đến mức không thể rác rưởi hơn mà anh cũng không đỡ được. Trần Bát Hoang, đúng là không xứng để anh ta ra tay. Trần Bát Hoang, cho anh chết như vậy, thực sự quá lợi cho anh rồi. Bộ giáp biến mất, khuôn mặt của thánh nữ Tử Vi lộ ra, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ tức giận và sát ý, nắm chặt nắm đấm, khóa chặt phía trước đã bị tấn công tan tành, rất không vui, nếu là ở bên ngoài, tôi nhất định cho anh sống không bằng chết. Cho dù Trần Bát Hoang bị đánh thành bã, thánh nữ Tử Vi vẫn không hả giận. Nhưng như lời cô ta nói, nơi này không phải bên ngoài, mà là trong điện cổ, không phải cô ta muốn làm gì thì làm. Tôi thực sự cảm ơn cô đấy. Thánh nữ Tử Vi vừa dứt lời, bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng lười biếng, có thế nào nói thế ấy, cô bắn pháo rất tốt đấy. Khoảnh khắc giọng nói có chút uế oải này vang lên, vẻ mặt của thánh nữ Tử Vi liền cứng đờ, như cái máy, quay người nhìn sang vị trí bên cạnh. Thánh nữ Tử Vi quay đầu. Một khuôn mặt thanh tú, khí chất cũng hiện lên trong đôi mắt cô ta, khi hoàn toàn nhìn rõ đối phương, đồng tử của cô ta bỗng co lại. Trên thực tế, không chỉ cô ta, tất cả mọi người có mặt đều rất kinh ngạc, kể cả ba vị thần, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ không thể tin được. Người lên tiếng, là, Trần Bát Hoang. Anh chưa chết. Không những không chết, thậm chí còn rất ổn, lành lặn không tổn hại. Vừa nãy đợt tấn công đạn nổ điên cuồng của thánh nữ Tử Vi không làm tổn thương đến một cọng lông của anh. Trần Bát Hoang, anh, trong lòng thánh nữ Tử Vi sóng dữ nổi lên ngút trời, miệng lưỡi khô khốc, muốn lùi lại theo bản năng, nhưng đã lùi 2-3 bước, mà vẫn ở tại chỗ. Xung quanh, hơn 100 tu sĩ cấp tôn cũng thôn người, chấn hãi. Trần Bát Hoang không chết cũng không là gì, vấn đề là, anh đang ở cách xa hơn 100 mét. Mà xuất hiện bên cạnh thánh nữ Tử Vi bằng cách nào? Anh có thể di chuyển? Làm sao có thế? Phải biết rằng, hơn 100 người bọn họ và cả 3 vị thần cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. Trần Bát Hoang, làm sao làm được? Người nào cũng chấn hãi đến tim đập điên cuồng, nghĩ đến trước đó Trần Đức nói muốn ăn cướp, bỗng dưng, một cảm giác bất ổn lập tức dâng lên trong lòng. Trần Bát Hoang, tại sao cậu có thể di chuyển, cuối cùng? Một vị vô lượng tôn không nhìn được lên tiếng quát hỏi. Nhưng Trần Đức phớt lờ ông ta, không thèm nhìn đến. Mà nối hứng, lười biếng nhìn chằm chằm thánh nữ Tử Vi từ đầu đến chân, nhìn đến khiến cô ta sớn gai ốc. Bất giác, thánh nữ Tử Vi lại muốn ra tay, nhưng cô ta phát hiện, trong cơ thể không còn nhiều nguyên khí, quan trọng nhất là, cô ta lại không thể vận nguyên khí, động đậy cũng không động đậy được, giống như có sợi dây vô hình trói buộc cô ta. Cô, chẳng phải muốn cho tôi sống không bằng chết sao, Trần Đức cười nhìn cô ta, tôi ở ngay đây, ngẩn ra làm gì, mau ra tay đi. Đôi mắt thánh nữ Tử Vi đỏ bừng, cả đồng tử cũng run lên, tức giận, sợ hãi, trái tim cô ta đập càng nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, lồng ngực dưới bộ giáp không ngừng phập phồng, sóng lớn nổi lên. Cô không ra tay, thì đến lượt tôi biếu diễn rồi, Trần Đức thu lại nụ cười, trong đôi mắt lóe lên sương lạnh. Chẳng phải cô rất quan tâm em trai cô à, rất tốt. Bốp! Trần Đức búng ngón tay. Bỗng nhiên, ở vị trí Chu Nhan Lạc chết trước đó xuất hiện từng sợi xích trật tự, một luồng sức mạnh thời gian đáng sợ nổi lên tuôn chảy, lúc này, thời gian như đảo ngược. Có thể thấy rõ ràng, chỗ hỗn loạn đó đang dần khôi phục, từng chút máu thịt ngưng tụ, rất nhanh, trong một hai hơi thở, Chu Nhan Lạc lại xuất hiện lành lặn không tổn hại. Trên khuôn mặt anh ta còn có vẻ sợ hãi. Chính là nỗi sợ hãi khi xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Đức. Nhưng bây giờ, ở đó không có Trần Đức, chỉ có một mình anh ta. Chu Nhan Lạc xuất hiện, đồng thời thánh nữ Tử Vi có thể cảm nhận rõ ràng, cảm ứng giữa cô ta và Chu Nhan Lạc đã xuất hiện trở lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói cách khác, đó là Chu Nhan Lạc chân chính có máu có thịt, không phải huyền hóa thành. Xảy ra chuyện gì vậy, Chu Nhan Lạc mặt đầy nghi ngờ, vừa rồi không phải hắn vẫn còn ở trong lòng bàn tay Trần Đức, tận mắt nhìn thấy sau khi anh gập 5 ngón tay, hắn thật sự cảm nhận được nỗi đau đớn, sao? Hắn lại không sao. Trong nháy mắt, hắn nhớ đến thánh nữ Tử Vi. Nhất định là chị hắn đã cứu hắn. Chu Nhan Lạc xoay người, đang muốn nói gì đó. Bốp! Lại một tiếng chỉ vang lên. Chu Nhan Lạc bị chia 5 xẻ 7, chết thêm lần nữa. Trần Bát Hoang, thánh nữ Tử Vi gầm thét, rốt cuộc anh đã làm gì Nhan Lạc? Xiết rồi. Trần Đức thản nhiên nói,
nhưng tôi có thể khiến hắn sống lại. Lại một tiếng chỉ vang lên. Thời gian chảy ngược, Chu Nhan Lạc lại xuất hiện. Thủ đoạn như vậy khiến thánh nữ Tử Vi, thậm chí người xung quanh một lần nữa khiếp sợ, hoảng hốt. Trần Bát Hoang. Đây là đang thao túng với thời gian. Cái này, từng người không thể nào tưởng tượng nổi, thân là cường giả nằm ở chóp đỉnh cây LM tự tháp của đại thiên thế giới. Đương nhiên bọn họ có thể tưởng tượng, Chu Nhan Lạc sống lại là vì thời gian chảy ngược. Nói chính xác, là liên quan đến thời gian chảy ngược Chu Nhan Lạc chết đi, vì vậy hẳn mới có thể chết đi sống lại. Loại thủ đoạn, quả đúng là thần. Không, nói chính xác, dù là thần, chắc chắn 10.000% cũng không làm được. Trên đời này ai có thể tùy ý thao túng thời gian? Bây giờ, không có ai. Nếu như có thể thao túng thời gian, những người này đã trường sinh và bất tử từ lâu rồi. Từng người bao gồm cả ba nhân vật cấp thân cũng không thế nào bình tĩnh nổi. Nhóc Trần, chuyện gì đây, ngoại giới, lão yêu hoàng nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì đã xảy ra, ông ta xem như có kiến thức rộng, nhưng vẫn không hiểu. Trần Bát Hoang đột nhiên mạnh như vậy. Tôi nói rồi mà, tôi đã hấp thu và luyện hóa cố điện, trong này có lực không gian thời gian và thái âm thái dương. Tôi ở đây chính là thần. Có thể thao túng thời gian, đùa giỡn không gian, điều khiển tất cả, Trần Đức nói, quá trình luyện hóa điện chấn thần như thế nào cũng nói cho lão yêu hoàng. Đồng thời, nội tâm cũng càng thêm bội phục bát thần. Có thể làm ra món bầu điện như vậy, bản thân bát thần chắc phải mạnh lắm. Thằng nhãi cậu, đúng là số mệnh độc nhất vô nhị, lão yêu hoàng sắp hộc máu, ban đầu ông ta đi cùng văn nhân Hạo Nguyệt, thân là chủ nhiệm kỳ kia của ấn ký thiên tâm. Nhận được đại đạo thượng thương quan tâm, cơ duyên của văn nhân Hạo Nguyệt đã quá nghịch thiên, đủ khoa trương. Kết quả thì sao? Mẹ nó chứ, so với Trần Bát Hoang, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lãi rồi, ha ha, nhóc Trần, kiếm được quá, sau chấn động, lão yêu hoàng cười lớn. Cách đó không xa, Chu Nhan Lạc lại một lần nữa xuất hiện, mặt tái nhợt, hẳn có thể cảm nhận rõ ràng mình đã trải qua hai lần chết. Hai lần chết thật. Sau trong nội tâm hẳn là nỗi sợ cùng cực. Lập tức, ngay cả nói cũng không dám nói. Trần Bát Hoang, anh muốn thế nào, trong đôi mắt trong trẻo của thánh nữ Tử Vi là vẻ hoảng sợ khó mà che giấu. Sợ, hắn thật sự sợ. Trên thực tế, không chỉ hắn. Người trong toàn bộ cổ điện đều chìm vào im lặng. Bọn họ không ngốc, cũng đã đoán ra, Trần Đức có thể đi lại tự do trong cổ điện, hơn nữa còn điều khiển thời gian trong cổ điện. Nói cách khác, ở đây, anh là vô địch, hơn 100 người bình thường mạnh mẽ, số ít còn cảm thấy sợ hãi. Ba vị thần cũng nhìn nhau, nhưng, bọn họ vẫn ổn, chí ít vẫn còn khá bình tĩnh, không nhìn ra chấn động gì. Vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi muốn cướp đoạt, cô điếc à, Trần Đức thản nhiên nói, bắt đầu từ cô, muốn em trai cô không chết, vậy thì, lấy ra tất cả bảo vật, thiên tài bảo vật, nguyên thạch, cơ giáp. Thánh nữ Tử Vi, cô ta rất không muốn lấy. Mặc dù, Trần Bát Hoang có thể khống chế không gian thời gian ở đây, nhưng cô ta rất rõ ràng, bởi vì bọn họ mạnh, không thể cưỡng ép đồ trên người bọn họ. Nhưng, không lấy ra được sao? Hiển nhiên không được. Phải, Trần Bát Hoang không thể lấy đồ trên người bọn họ, nhưng có thể khiến cô ta chết, sau khi chết thì lấy nó. Cũng có thể khiến em trai cô ta chết 1.000 lần chục ngàn lần. Mà cô ta không còn cách nào khác. Bù. Cơ giáp trên cánh tay thánh nữ Tử Vi cởi xuống, tay ngọc lộ ra, trên ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đổ theo huyền quang xuất hiện. Không chờ cô ta nói gì. Trần Đức trực tiếp kéo cô ta, dùng thần hồn dò xét vào trong, cưỡng ép làm mờ đi thần hồn cô ta để lại, sau đó nhìn đồ vật bên trong. Không tệ. Trần Đức khá hài lòng. Không hổ là thánh nữ, quả giàu có, nói cách khác. Chiếc nhẫn tu di nạp cũng là thượng đẳng trong thượng đẳng, cực phẩm trong cực phẩm, không gian trong đó chỉ ít cũng trên 10.000 mét vuông. Mà bên trong, dược liệu gì đó gần như chất đống thành núi. Nguyên thạch thượng phẩm, khoảng 30.000 cân. Nguyên thạch trung phẩm, hạ phẩm đếm không hết. Còn có các loại vũ khí, thép dòng, cùng với một vài nguyên tố đặc thù như hỏa, lôi, thủy, v.v. Đương nhiên những nguyên tố này tương đối bình thường. So với ly hỏa và hỗn độn tử kim lôi của Trần Đức trước đó hoàn toàn là cặn bã trong cặn bã. Nhưng cũng không thể so sánh như vậy,
những nguyên tố của thánh nữ Tử Vi ở bên ngoài cũng là bảo vật, dù sao thì đồ được một thánh nữ thế lực viễn cổ cất giữ sẽ tệ sao. Ngoài ra, còn có hơn 100 bộ cơ giáp bạc trắng, một bộ cơ giáp hoàng kim. Cơ giáp hơi thiếu, cơ giáp hoàng kim sao chỉ có một bộ, Trần Đức rất không hài lòng, anh vốn muốn lấy 180 bộ. Toàn bộ thánh địa Tử Vi của chúng tôi cũng chỉ có 30 bộ cơ giáp hoàng kim, thánh nữ Tử Vi nói, Trần Bát Hoang, đồ tôi đã cho anh rồi, hy vọng anh nói lời giữ lời, đừng làm tổn thương em trai tôi nữa. Yên tâm, Trần Bát Hoang tôi trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng... đồ của cô mặc dù cho tôi, nhưng vẫn không phải cho hoàn toàn. Trần Đức đưa mắt nhìn thánh nữ Tử Vi, thản nhiên nói, cởi bộ cơ giáp trên người cô xuống cho tôi. Thánh nữ Tử Vi mặt liền biến sắc, Trần Bát Hoang, cơ giáp này theo tôi trên 10.000 năm, anh không thể lấy đi. Xem ra cô vẫn chưa yêu thương em trai rồi, tôi nói cho cô biết, thời gian cháy ngược có thể khiến em trai cô sống lại, nhưng quay ngược thời gian quá nhiều lần, hắn cũng không sống nổi nữa. Trần Đức ra vẻ, lại muốn vận chuyển trình tự thời gian. Chờ chút, mặt đẹp của thánh nữ Tử Vi u ám, lần này cô ta thật sự khó khăn, Trần Bát Hoang, anh phải hiểu một đạo lý, làm người phải để lại một con đường, ngày sau dễ gặp lại nhau. Ngày sau ai còn gặp tôi chứ, bớt nói nhảm, nhanh lên. Trần Đức cười lạnh, nếu không phải anh ở trong điện chấn thần đủ mạnh, hôm nay anh sẽ không cướp đoạt một cách đơn giản như vậy, Chu Nhan Lạc và thánh nữ Tử Vi chắc chắn sẽ giết anh. Mà anh bây giờ chỉ cướp chút đồ, ăn xong chùi mép mà thôi, quá đáng sao. Keng keng keng. Chiến giáp hoàng kim cởi xuống, co rút lại thành một nguồn năng lượng hạt nhân lớn bằng lòng bàn tay, thánh nữ Tử Vi tay cầm hạt nhân, quyến luyến không thôi. Trần Đức cướp lẩy. Tu sĩ xung quanh trố mắt nhìn nhau. Mẹ kiếp. Thổ phỉ quá. Nhóc Trần, cô ta còn có đồ tốt chưa đưa cho cậu. Đúng lúc này, giọng nói của lão yêu hoàng đột nhiên vang lên. Bộ đồ cô ta mặc chế tạo từ tơ tằm máu yêu, giá trị cao dùng tiền cũng không mua được, mặc lên người có thế gia tăng sức mạnh phòng ngự rất cao. Hả? Lão yêu hoàng nói xong, lúc này Trần Đức mới phát hiện quả đúng bộ đồ này khác với chất vải thông thường, trong nhẫn tu di nạp còn có mười mấy bộ đồ giống vậy, ban đầu Trần Đức không chú ý, bây giờ, sau khi quan sát, quả thật quần áo cũng không phải đồ vật bình thường. Được rồi, thứ cô ta mặc tôi không cần, tôi cũng chán ghét lắm. Trong nhẫn thu di nạp còn có mười mấy bộ đồ mới, Trần Đức nói. Vậy không được, một món cũng không thể bỏ qua, lão yêu hoàng ca thán. Ông muốn bộ đồ kia sao, Trần Đức có chút khinh bỉ, tôi không nỡ chọc phá ông đâu. Khụ, nhóc Trần, cậu nghĩ đi đâu vậy, thiên yêu hoàng tôi cả đời này không có ưu điểm gì, chỉ là đơn thuần hiền lành vĩnh viễn không thay đổi, bớt bêu xấu tôi đi. Trần Đức, thiên yêu hoàng đơn thuần hiền lành, tôi đã nói gì đâu. Ông giải thích cái gì? Lão yêu hoàng yên lặng, không nói. Trần Đức khẽ mỉm cười, lão già háo sắc này, chút tâm tư kia sao anh có thể không biết? Nhưng nụ cười của anh đã rơi vào trong mắt thánh nữ Tử Vi, trong mắt lại có một loại dự cảm không lành. Cô ta cố nén sợ sãi, Trần Bát Hoang, đồ đã cho anh rồi, em trai tôi. Trả lại cho cô. Trần Đức vung tay lên. Một giây tiếp theo, Chu Nhan Lạc xuất hiện trước mắt Trần Đức. Lúc này, Chu Nhan Lạc không dám nói chuyện, so với vẻ phách lối trước kia, hoàn toàn đã biến thành người khác, nhìn thấy Trần Đức giống như nhìn thấy quỷ, toàn thân run rẩy. Trần Đức thản nhiên nói, đồ trên người anh cũng giao hết ra đây. Miệng môi Chu Nhan Lạc run rẩy, không chút do dự nào. Tài sản của hắn ít hơn nhiều so với Tử Vi, nhưng cũng miễn cưỡng cho qua. Anh có một chị gái tốt. Trần Đức đẩy hắn đến bên cạnh thánh nữ Tử Vi, nói thật. Thánh nữ Tử Vi đúng là một chị gái hoàn mỹ. Đương nhiên cũng chỉ là đối với Chu Nhan Lạc mà thôi. Giải quyết hai người xong, Trần Đức cũng chẳng buồn quan tâm với bọn họ, anh bơi giữa hư không, ánh mắt quét qua hơn 100 người, thậm chí là ba vị thần, tiếp theo đến lượt các người. Bốp! Trần Đức lại vang một tiếng chỉ, Chu Nhan Lạc theo bản năng run rẩy, nhưng lần này hắn không sao. Mà là vị trí của hơn 100 cường giả cấp tôn xảy ra thay đổi. Từng người theo thứ tự trước sau, xếp thành một hàng dài. Ngay cả ba vị thần cũng vậy. Từng người trố mắt nhìn nhau, phải biết rằng toàn bộ quá trình bọn họ không hề xê dịch, nhưng không gian đã xoay chuyển tất cả. Trần Bát Hoang chỉ búng ngón tay. Con mẹ nói là muốn xếp hàng cướp đoạt. Trần Bát Hoang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu có thể di chuyển,
trở thành chúa tể của thế giới này, một vị vô lượng tôn mở miệng chất vấn, ngôn ngữ có vẻ không vui, mau nói cho chúng tôi phương pháp, nếu không thì hơn 100 cường giả chúng tôi liên thủ sẽ băm vằng cậu thành vạn đoạn. Không sai, Trần Bát Hoang, nếu cậu thông minh và thức thời, tốt nhất nói ra phương pháp, ha ha, Trần Dược cười lạnh, chúng tôi không phải cô bé để mặc người ta làm thịt, phẫn nộ của hơn 100 cường giả cấp tôn, cậu có thể chịu đựng nổi sao? Cô bé trong miệng ông ta đương nhiên là chỉ Thánh Nữ Tử Vi. Thánh Nữ Tử Vi hung hăng trợn mắt nhìn ông ta, nhưng không nói gì, nếu hơn 100 người thật sự có thể liên thủ, cô vẫn sẽ lựa chọn liên thủ không một chút do dự. Không có gì khác. Sở dĩ cô ta bị cười nhạo đều là vì Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang, anh, tự sắp xếp ổn thỏa đi, tên Bạch Lăng lúc này mới miệng nói, ra lệnh với dáng vẻ cao cao tại thượng, cho anh thời gian 10 cái hít thở, nói hết bí mật nơi này cho tôi, nếu không anh sẽ hối hận. Trần Bát Hoang, đạo thư cũng nói, ba vị thần chúng tôi ở đây, dù anh có thể điều khiển cả trời đất này, nhưng không nhốt được chúng tôi đâu, điểm này chắc anh rất rõ. Phi Lăng chập hai tay sau lưng, thằng nhãi, tôi có lời khen ngợi với anh, có muốn gia nhập nước băng Hàn, làm con trai tôi không? Ầm ầm, Trần Đức trực tiếp dùng động tác trả lời bọn họ. Lực thời gian, không gian, thái âm, thái dương đồng thời trào dâng, ngưng tụ thành một cối xay khổng lồ, đồng thời trấn áp về phía ba vị thần. Cối xay cực lớn giống như núi, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, bốn loại bản nguyên thế gian dung hợp lẫn nhau, như đại đạo đang nổ ầm ầm, toàn bộ không gian vang lên từng tiếng chống trận, thoáng chốc, tiếng sấm vang dội, điện lóe như biển mênh mông, từng luồng sức mạnh phút chốc bao trùm ba người. Rõ ràng có thể thấy, ba vị thần giống như bị cô lập trong một thế giới khác, thế giới của bọn họ đang gặp phải tận thế, hơn 100 người còn lại thì yên ắng, không có chút động tĩnh gì. Thần, thần là thứ gì? Thần là có thể ngang ngược. Hôm nay điện chấn thần của tôi phải chấn áp thần. Áo Trần Đức tung bay, sợi tóc điên cuồng như thác nước, sừng sững giữa trời cao, đối mặt với ba vị thần, hồn nhiên không sợ hãi, điều khiến bốn sức mạnh vĩ đại nhấn chìm ba vị thần. Mẹ kiếp, hẳn điên rồi sao, dám ra tay với thần. Thằng nhóc này ngông cuồng quá mức rồi. Cũng tốt, cứ như vậy chúng ta có thể tìm cơ hội ra tay với tên nhãi kia, tôi có dự cảm, muốn thoát khỏi trói buộc, chỉ có tên nhãi kia chết mới được. 2N. Trần Bát Hoang, mày tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, Bạch Lăng lập tức nổi giận, một kẻ rác rưởi không có nguyên khí mà dám khiêu khích hắn. Hẳn cảm thấy thật nhục nhã. Nhưng Bạch Lăng cũng không dám khinh thường. Cối xay kia đang nghiền ép xuống, sức mạnh trong đó khiến anh ta mang từng tia chấn động. Ầm. Hai. Trong phút chốc, tay anh ta xuất hiện một chiếc búa màu tím, lập tức khiến nơi này sôi trào. Phi Lăng, đạo thư cũng vô cùng phẫn nộ, một con kiến hôi dám ra tay với thần, tôn nghiêm của bọn họ bị làm nhục, ba người liên thủ hành động. Răng rắc. Bọn họ bước lên một bước, lúc này thoát khỏi thời không trói buộc, có thể tiến về phía trước. Ầm. Dưới một kích của ba người, cối xay kia trong chớp mắt lắc lư muốn ngã, xuất hiện từng vết nứt, bất chợt, cối xay kia nổ tung tại chỗ, bốn phía tản ra. Đại chiến vừa chạm liền bùng nổ. Ba vị thần liên thủ, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Lúc này, ba người thoát khỏi hạn chế của không gian và thời gian, khôi phục tự do hành động, đánh vỡ cối xay Trần Đức ngưng tụ. Bạch Lăng tay cầm búa màu tím, khi cua múa, huyền quang bung ra, khuấy động sấm sét, đạo thư choàng đạo phục, trên đạo phục âm dương ngư tỏa ra quỷ quyệt mà thần bí, trong tay Hy Lăng xuất hiện một cây đinh ba giống như chế tạo từ núi băng, óng ánh trong suốt, mang theo giá rét cùng cực. Ba vị thần cùng xuất chiêu, không gian sụp đổ, trật tự thời gian tan vỡ, trong nháy mắt thoát khỏi không gian như đầm lầy, đứng giữa trời cao, mang theo bá đạo tuyệt đối, nhìn xuống Trần Đức, nhìn xuống tất cả. Đây chính là thần sao. Mạnh quá. Các cường giả cấp tôn đều vô cùng chấn động, bọn họ dù thế nào cũng không thể tiến về không gian phía trước, ba vị thần chưa đến nửa cái hít thở đã phá thủng, còn đánh nát công kích Trần Bát Hoang ngưng tụ. Sức mạnh như vậy cực kỳ khủng khiếp, ở đây không có bất kỳ ai có thể làm được. Trần Bát Hoang, có thể khiến ba vị thần đồng thời ra tay, mày cũng kiêu ngạo đấy, Hy Lăng tay cầm cây đinh ba, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút cảm tình nào. Đạo thư vô cùng bình tĩnh, giống như không có chuyện gì, nhưng khí tức trên người lại đang dạo dực. Đừng nói nhảm, giết hắn. Bạch Lăng giọng như sấm rền, một búa càn quét bầu trời,
toàn bộ thế giới đều đang vang lên tiếng vù vù, không gian cổ điện như sạt lở, liên tục sụt lún. Cùng giây đó, Đạo Thư và Hy Lăng cũng ra tay. Cấp thần quả nhiên quá mạnh, nội tâm Trần Đức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên giao đấu với thần chân chính, hơn nữa người vẫn ở trong điện chấn thần, anh chiếm ưu thế tiên thiên tuyệt đối, nhưng không có cách nào nhốt được đối phương. Có điều, mặc dù kinh ngạc, anh vẫn có một chút bất ngờ. Nếu có thể giết chết bọn họ dễ dàng, bọn họ sẽ chẳng phải thần, mà là rác rưởi. Trần Đức nâng cánh tay lên giống như thiên đao, xoẹt qua hư không, lập tức, một con sông âm dương xuất hiện, ngăn cách anh và ba vị thần, lực công phạt của ba người giống như lọt vào biển khơi, nổi lên từng trận sóng lớn, nhưng không hề bị thương chút nào. Ba vị thần đã đủ kiêu ngạo, các người cũng coi trọng bản thân quá, sắc mặt Trần Đức lạnh lùng, nếu như trước đó không có phần thẳng và lá bài tẩy khổng lồ, làm sao anh có thể lừa ba người này vào cổ điện, làm sao có thể đặt tên cổ điện này là điện chấn thần. Điện chấn thần là bát thần để lại. Mặc dù Trần Đức vẫn chưa hoàn toàn sở thấu, nhưng có một điểm anh rất rõ ràng, không gian điện chấn thần này hoàn toàn độc lập, có thể nói không có một chút xíu liên quan đến đại thiên thế giới, anh có thể khống chế mỗi một loại nguyên tố ở đây. Thời gian, không gian, thái âm, thái dương. Bốn loại lực lượng là bản nguyên của trời đất. Nắm giữ được chúng, Trần Đức có lòng tin tuyệt đối đánh được một trận với ba người. Cánh tay Trần Đức động đậy, trong hư không, âm dương gặp nhau, dung hợp nguyên tố hỏa lấy được từ trong tay thánh nữ Tử Vi, thoáng chốc mảnh đất này hóa thành biển lửa, ngọn lửa hừng hực lan tràn vô tận, lực âm dương sôi trào, muốn luyện hóa ba thần. Đáng chết! Mặt Bạch Lăng lạnh lùng, ra vẻ coi thường ngọn lửa, nguyên khí trong cơ thể như gió lớn trào ra, búa lớn trong tay hoành hành. Có thể so với từng tòa núi lớn, xé toạc hư không, ép về phía Trần Đức, đồng thời trên người anh ta xuất hiện bốn cánh tay, tạo kết ấn, huyễn hóa ra một con thú lớn xông về phía trước. Đinh ba của Hy Lăng chấn động hư không, lập tức từng tầng khí tức băng hàn chập chờn, ngọn lửa hừng hực dưới băng hàn, cuối cùng ngưng kết ra khối băng liên miên không dứt, hư không vốn đang nóng ran giống như mùa đông ập tới, gió rét phất phơ. Mắt Hắc Bạch, Đạo Thư nhắm hai tròng mắt, ấn quyết nhanh chóng nắm lại, đôi mắt của hắn xuất hiện biến ảo quỷ quyệt, hai luồng năng lượng cuồng bạo đang nhảy nhót, sau một phần 1000 giây, đôi mắt hắn mở ra, có thể thấy rõ ràng, mắt bên trái trở nên tối đen, giống như một cái động đen xì, mắt phải là một mảng trắng tuyết, như núi tuyết mênh mông, đôi mắt đồng thời mở ra, hai chùm ánh sáng trắng đen như cột thông thiên bắn xuyên thấu từng tầng hư không, nhắm thẳng vào bản thể Trần Đức. Gần như sùng một lúc. Khí băng hàn của Hy Lăng làm đông cứng hai chân Trần Đức, ngưng kết thành băng, hơn nữa, lan tràn nhanh chóng, trong tích tắc đông cứng anh thành người băng. Xoạt, xoạt, hai đường thần mang trắng đen từ xa tấn công đến, xuyên thủng ngực Trần Đức. Một búa của Bạch Lăng rơi xuống từ đỉnh đầu, con dã thú lớn đập thẳng lên. Ầm, trong nháy mắt, thời không sụp đổ, Trần Đức tiêu tán, hóa thành điểm sáng, không còn tồn tại. Cái này, Bạch Lăng khinh bỉ, bọn họ còn chưa dùng hết toàn lực, Trần Bát Hoang đến hải cốt cũng không còn, nhàm chán, quá thật quá nhàm chán. Ba người chúng ta cùng ra tay, kết quả như vậy rất bình thường, Đạo Thư thản nhiên nói, một tên phế vật ngay cả nguyên khí cũng không có, chúng ta tiến hành đánh trên quy mô lớn, nếu giết không chết, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Đi thôi, xem cổ điện này rốt cuộc có bí mật gì, tại sao Trần Bát Hoang có thể tự do đi lại ở đây? Hy Lăng mặt không biến sắc, trong mắt hắn, đó không phải giết người, mà là giết chết một con kiến. Được. Xa xa, Chu Nhan là kích động hét lớn, mặc dù chiến đấu của bọn họ bị cô lập đến một thế giới khác, nhưng hơn 100 cường giả cấp tôn và Chu Nhan Lạc đều nhìn thấy rõ ràng, Trần Đức hóa thành hư vô, Chu Nhan Lạc giống như đạt được cực khoái, mặt đỏ bừng, phân kích đến mức gân xanh nổi lên. Ầm ầm ầm. Hai. Nhưng, lời vừa dứt, đột nhiên trời đất bắt đầu thay đổi lớn, hội tụ ra lực sát phạt khủng khiếp, trật tự thời gian hiện lên, quy luật không gian bạo động, giống như cối xay thịt, xông về phía ba vị thần không báo trước, phía sau quy luật là bóng người cao gầy của Trần Đức mặc áo trắng xông ra, như chiến thần giáng thế, bàn tay giơ lên đánh thẳng về phía Bạch Lăng. Đạo Thư, Hy Lăng muốn ra tay, nhưng bị quy luật không gian trói buộc, trật tự thời gian cản lại động tác và bước chân của bọn họ. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng lại ngăn cản bọn họ tiếp viện. Bạch Lăng lấy lại tinh thần trước, phát hiện Trần Đức đang xông tới, anh ta muốn phản kích, nhưng bị không gian và thời gian lại một lần nữa trói buộc,
động tác dừng lại một giây. Nhưng, một giây là đủ. Giữa cường giả, một phần vạn giây cũng có thể phân định sinh tử thắng bại, huống chi ước chừng một giây. Phụt! Giữa điện quang hỏa thạch, Trần Đức nắm bắt cơ hội, một trường ngưng tụ thái dương, một trường ngưng tụ thái âm cùng rơi xuống trên người Bạch Lăng, chém hai cánh tay anh ta, lập tức máu thịt tung tóe, xương trắng lộ rõ, đồng thời không gian sôi trào, trong nháy mắt khuấy nát cánh tay anh ta thành thịt vụn. Làm xong tất cả những thứ này, thân ảnh Trần Đức đột nhiên biến mất, ngưng tụ ra từng tiểu thế giới, ngăn cách giữa mình và ba người Bạch Lăng. Ai ị ị, gần như trong một giây, Bạch Lăng ngửa mặt lên trời hét lớn, mắt phủ đầy tia máu như mạng nhện. Anh ta không thể ngờ, thân là thần, lại bị một tên nhãi ngay cả dấu vết nguyên khí cũng không có chặt đứt hai cánh tay. Sáu cánh tay của anh ta lúc này phía bên phải chỉ còn một cái, hết sức buồn cười. Đối với Bạch Lăng, đây là một sự sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Xa xa, hơn 100 võ giả cấp tôn đều trợn tròn mắt. Chu Nhan Lạc và Thánh Nữ Tử Vi bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, thần hồn run rẩy. Từng người đang nhìn chằm chằm vào vết máu còn sót lại trong không gian kia, con ngươi như sắp nổ tung, quả thật không dám tin, nhưng lý trí lại nhắc nhở bọn họ đây là sự thật, Trần Bát Hoang đã chém đứt hai cánh tay của thần. Kết quả như vậy, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bởi vì, không dám nghĩ, thần là gì? Là sức chiến đấu đứng đầu giữa trời, đất. Mặc dù thần cũng có mạnh yếu, có phân cấp, nhưng loại phân cấp kia là phân cấp đối với thần, dưới cấp thần đều là kiến hôi, mặc kệ người ta phân cấp thế nào đi nữa, dùng một ngón tay cũng có thể vô tình nghiền chết vô lượng tôn, mà vô lượng tôn dù có mạnh, có nỗ lực như thế nào cũng khó mà theo kịp. Đây là nhận thức vốn có của tất cả các tu sĩ. Nhưng, hôm nay loại nhận thức và quan niệm này lại sụp đổ. Từng người rơi vào ảo cảnh, bọn họ sống mấy chục mấy trăm ngàn năm, vốn không sợ hãi, lúc này lại vô cùng kinh sợ, thần hồn kinh hoàng đến mức sắp thoát khỏi thể xác, tác động đối với họ thực sự là quá quá lớn. Phải biết rằng, cảnh giới thời kỳ đỉnh phong của Trần Bát Hoang cũng chỉ đến thiên đạo lục trọng. Đó còn là 11 năm trước. Anh bây giờ ngay cả nguyên khí cũng không có. Theo lý, là phế nhân, là cặn bã mới đúng. Ánh mắt mọi người nhìn Trần Đức đều thay đổi, cho dù có ngốc đi nữa, bọn họ cũng sẽ không thực sự cho rằng Trần Đức là phế vật, có lẽ, anh đã đi trên con đường mới được mở ra còn chưa biết rõ. Thì ra, thần cũng có lúc bị thương, Trần Đức đứng lên không trung cao sừng sững, chắp hai tay sau lưng, cất giọng thản nhiên, cúi nhìn Bạch Lăng. Trần Bát Hoang, Bạch Lăng tao thể phải giết mày, Bạch Lăng nổi giận điên cuồng, muốn hồi phục hai cánh tay, nhưng phát hiện cánh tay không thể mọc lại, trong điện cổ này, ngay cả hồi phục cơ thể mà anh ta cũng không làm được, thế nên anh ta càng nổi giận, sợ ồ tóc cũng dựng ngược lên. Sắc mặt của đạo thư, Hy Lăng cũng rất khó cơ nổ. Bạch Lăng mất mặt, bọn họ cũng đâu còn mặt mũi gì nữa. Vốn dĩ, ba vị thần cùng ra tay với Trần Bát Hoang, đã là chuyện đủ mất thể diện rồi. Giết được anh thì không phải nói, hơn 100 người cấp tôn có mặt cũng không phản đối, dù sao, Trần Bát Hoang muốn cướp của tất cả mọi người, bọn họ miễn cường coi như thay trời hành đạo, kết quả thì sao? Bọn họ không chỉ không thể giết anh, mà anh còn chém hai cánh tay của Bạch Lăng trước mặt hai người họ. Việc này chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ. Ngay cả bản thân bọn họ cũng không dám tin tất cả. Nhưng sự thực chính là Trần Bát Hoang đã làm được. Bọn họ rất đau. Không có gì để nói, lại lần nữa, Bạch Lăng ra tay, anh ta đã nổi giận đến cực điểm, khí tức cuồng bạo không ngừng nổi lên, nguyên khí như biến, lập tức bao trùm trời đất, một bước giẫm qua không trung. Rút ra đại chùy, lần này, anh ta sử dụng võ kỹ. Ảo diệt, thập phương chùy. Một tiếng quát lớn, đại chùy vù vù vang lên, trên thần chùy bắt đầu xuất hiện phù văn màu vàng liên tiếp, hào quang lóe lên rực rỡ chói mắt, lập tức đại chùy màu tím nứt ra, từ trên xuống dưới mọi hướng đều bị nó bao trùm, thân chùy rung lên, thời gian không gian sập đổ, sức mạnh vĩ đại vô tận như biển gào giáng xuống. Đạo thư, Hy Lăng cũng tham gia chiến đấu, bọn họ chỉ muốn sớm kết thúc cuộc chiến này. Kích ba đầu băng lạnh có pháp tắc đan sen, giống như một tòa núi băng hùng vĩ sừng sững, trực tiếp đóng băng cả thế giới mà Trần Đức diễn hóa ra, pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian đều bị đông cứng. Cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Đạo thư cởi đạo bào xoay chuyển, giống như che lấp bầu trời, bao bọc,
ngăn cách thế giới chỗ bọn họ khỏi mặt trời. Sức mạnh của thần quá mạnh, hai người đạo thư, Hy Lăng nhẹ nhàng kiếm soát thê, giới chỗ của bọn họ, để thời gian và không gian không ảnh hưởng đến bọn họ lần thứ hai, đại chùy màu tím của Bạch Lăng càng đáng sợ vô song. Ầm ầm ầm. Dưới cái chùy, rất nhiều thế giới nhỏ mà Trần Đức diễn hóa ra đều sập đổ, không ngừng nổ nứt, bị một chiêu của Bạch Lăng đánh vỡ. Bành. Trong đó, một nhát chùy trực tiếp giáng lên người Trần Đức, anh bị đánh bay, nửa bên người hóa thành vũng máu, nhưng anh vận hành thần lực bất tử điều, chẳng mấy chốc, đã hồi phục như cũ, nhưng lúc anh hồi phục, lại một chùy giáng xuống, đập cả người anh thành mảnh vụn. Chết đi cho tao. Bạch Lăng gầm lên một tiếng, sải bước lớn tiến lên, đích thân tiến về phía trước, đến trước người Trần Đức, một chưởng che lấp bầu trời giáng xuống, đánh cho anh thành hư vô, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn khốc, lần này phải chết rồi chứ. Chết cái con mẹ mày. Nhưng liền sau đó, phía sau Bạch Lăng, trật tự thời gian nổi lên, Trần Đức lại xuất hiện, hồi phục như cũ. Tự tại thần ma công. Trần Đức quát lên, thần hồn tỏa ra hào quang như mặt trời chói chang, hai tay không ngừng ngưng tụ ấn quyết, từng đường vân bắt đầu vây quanh bàn tay của anh. Bát Hoàng Ấn. Cách nhiều năm, Trần Đức lại sử dụng đến Bát Hoàng Ấn, đây là ấn thứ tư mà năm đó anh thôi diễn ra dựa theo Nhân Vương Ấn, hàm chứa ý chí vô địch và lòng kiên trì của anh, bây giờ thi triển ra, đương nhiên không nhỏ yếu như uy lực ngày xưa, một ấn giáng xuống, giống như chèn ép trời đất. Muốn đánh thương tao hả? Kẻ ngốc nói mơ. Bạch Lăng xòe lòng bàn tay, đại chùy màu tím quay lại, một chùy tấn công Bát Hoàng Ấn của Trần Đức. Trần Đức muốn dùng sức mạnh không gian và thời gian ngăn cản anh ta. Đáng tiếc, Bạch Lăng đã có phòng bị, hoàn toàn không có tác dụng với anh ta. Trong chớp mắt, chùy và ấn giao. Đấu. Rắc rắc. Bát Hoàng Ấn của Trần Đức tiêu tan như mây khói, khoảng cách cảnh giới giữa hai người rất lớn, vốn không phải cùng cấp độ. Kết quả như vậy cũng rất bình thường. Trần Bát Hoang, tao phải xé xác mày, Bạch Lăng vung đại chùy muốn ra tay, nhưng bỗng nhiên, cũng lúc với Bát Hoang ấn vỡ nứt, lưng của anh ta truyền đến cơn đau dữ dội. Có thể thấy rõ ràng, phía sau Bạch Lăng, một bóng hình khổng lồ gần bằng với Trần Đức lại có khí thức của thần và ma không biết xuất hiện từ lúc nào, anh đưa hai cánh tay tóm chặt cánh của Bạch Lăng. Liền sau đó, giật mạnh. Phụt phụt. Đôi cánh của anh ta trực tiếp bị rút thẳng ra cùng xương vai. Đó là tư tai thần ma thân. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức đạo thư, Hy Lăng cũng không kịp ra tay, bởi vì bọn họ hoàn toàn không ngờ Bạch Lăng sẽ chủ động xông đến, càng không ngờ anh ta sẽ bị thương lần nữa. Trong phút chốc, hai người lại ra tay, hào hùng khí thế, chấn áp về phía Trần Đức. Vù, N, huyền quang tỏa ra, không gian rung chuyển. Nhưng lần này, bọn họ lại không tấn công chúng Trần Đức, ở đó như trống không, bóng hình Trần Đức sớm đã biến mất. Đáng chết! Cả người Bạch Lăng đều run rẩy. Luận tuổi tác, anh ta cũng đã sống mười mấy vạn năm. Mười mấy vạn năm này, anh ta chưa từng có ngày như hôm nay, chưa từng nhếch nhác như lúc này. Hai cánh tay chỉ chém đứt, đôi cánh bị rút ra, máu tươi đầm đìa, có thể nói, thê thảm, khó coi, vô cùng mất mặt, khuôn mặt anh ta méo mó, co giật. Cũng không còn giữ được vẻ cao cao tại thượng và thản nhiên như trước đó. Sắc mặt của Hy Lăng, đạo thư cũng khó coi đến muốn chết. Bởi vì, bọn họ phát hiện, Trần Đức, lại giết mãi mà không chết. Theo lý, ba người họ đã giết chết Trần Đức hai lần. Hai lần đó, đều là giết chết anh rất chân thực, bọn họ có thể phát hiện được, thần hồn và thần thức của Trần Bát Hoang đã biến mất, tiêu tan. Nhưng mỗi lần, khi bọn họ cho rằng Trần Đức đã chết, thì anh đều xuất hiện trở lại. Cho dù là ba người bọn họ, nhất thời cũng khó mà hiểu được là chuyện gì. Phía xa, một hơn trăm cường giả cấp tôn bị ngăn cách ở thế giới khác sớm đã không thốt ra lời, chìm vào tĩnh lặng, trên trán tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Bạch Lăng, lại bị thương lần nữa. Sau khi hai cánh tay, đôi cánh bị hủy, cũng không thể mọc lại nữa. Vốn dĩ, chuyện trước đó đã đủ đả kích bọn họ. Bọn họ cho rằng chỉ là vì Bạch Lăng sơ suất, sẽ không xuất hiện lần thứ hai, nhưng bây giờ đã không thể dùng lời nói để hình dung sự chấn hãi của bọn họ, người nào cũng như đổ xi măng, hóa thành tượng, không nhúc nhích nổi. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, ha ha, Bạch Lăng, mày, cũng chỉ vậy mà thôi, Trần Đức xuất hiện trở lại, cất lời chế nhạo, lung lay tâm thái của Bạch Lăng, ba vị thần các người chỉ vậy thôi hả? Ngay cả một phế vật như tôi cũng không giải quyết được, còn tự xưng là thần.
Trần Bát Hoang. Bạch Lăng nắm chặt đại chùy màu tím trong tay, lập tức vung ra muốn tấn công giết Trần Đức. Nhưng lại giáng xuống hư không. Đại chùy giáng xuống, Trần Đức như một người trong suốt, sức mạnh đáng sợ cuồng bạo vô tận từ trên người anh xuyên qua, anh, không bị làm sao. Nơi này là thế giới của tôi mới là thần, Trần Đức sừng sững trên không trung, đúng thế, các người rất mạnh, sức mạnh thời gian và không gian, không thể ngăn cản các người, giam cầm các người, nhưng lại có thể điều khiển bản thân tôi. Trong điện cổ này, tôi, có thể chết không giới hạn, sống lại không giới hạn. Còn các người, chỉ hơi không cẩn thận, thì cũng không chạm được đến một cọng lông của tôi. Trần Đức khích bác ba người, trong lúc anh nói, có thể nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt ba người Bạch Lăng sắp biến thành màu gan heo, âm trầm đến sắp nhỏ ra nước. Thứ nhất, đời này của bọn họ, đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất bị chế nhạo, khinh thường, nhiều năm nay, là người của ba nước lớn, hơn nữa, còn là người xuất sắc của ba nước lớn, đi đến đâu cũng được vạn người tôn sùng, trăm vạn người kính sợ, hôm nay lại bị một kẻ mấy chục tuổi chế nhạo, sỉ nhục, như vậy, sắc mặt bọn họ đâu thế tốt được. Thứ hai, bọn họ biết rõ, Trần Đức nói thật, nghĩ kỹ lại, mỗi lần anh chết, khi xuất hiện trở lại, trên người đều có sức mạnh thời gian bao trùm, ở đây, anh thực sự, hoàn toàn có thể đảo ngược thời gian, sống lại không giới hạn. Đây là chuyện rất đáng sợ, không vì gì khác. Trần Bát Hoang, bất tử, bất diệt. Còn bọn họ thì sao? Thế giới ở đây và thế giới đại thiên hoàn toàn cách biệt, bọn họ không chỉ không bất tử bất diệt, ngược lại mỗi lần ra tay, nguyên khí trong cơ thể sẽ giảm đi rất nhiều và không được bổ sung. Hơn nữa, sau khi bị thương, hoàn toàn không thể hồi phục. Bạch Lăng chính là như vậy. Nếu ở thế giới bên ngoài, hai cánh tay, một đôi cánh cũng chẳng là gì với anh ta, cùng lắm chỉ là bị thương nhẹ trong số thương nhẹ, cho dù không có thần lực biến thái như bất tử điểu, cũng có thể mọc lại trong phút chốc, nhưng ở đây, thương tích không thể liền lại, càng không thể mọc lại. Ba người rất tức giận. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bọn họ lại rơi vào tình cảnh khó khăn này. Còn nữa, tại sao Trần Bát Hoang có thể tự do đi lại trong thế giới điện cổ, bất tử vô hạn? Điều này không bình thường, phải biết rằng, thời gian Trần Bát Hoang vào điện cổ muộn hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa, bất luận so sánh từ phương diện nào, anh cũng không bằng ba vị thần bọn họ chứ. Mày, là người nước băng hàn phải không? Ánh mắt Trần Đức lướt qua Bạch Lăng, nhìn sang người của nước băng hàn bên cạnh, làm con trai tao, tao thả mày ra ngoài. Mày, lồng ngực Hy Lăng phập phồng, tức đến mặt đỏ tía tai, Trần Bát Hoang, mày muốn chết hả? Làm sao, mày còn muốn mưu sát bố hả? Trần Đức tức giận quát, nếu không nhớ nhầm, hôm nay là ngày của bố, thằng con ngu ngốc đại nghịch bất đạo như vậy, không quỳ liếm cho bố, còn muốn giết tao. Nếu cho tao thêm cơ hội, năm đó tao đã đập mày lên tường rồi. Gân xanh của Hy Lăng nổi lên, không kháng cự lại một chữ. Lúc này, ba ngựa đang dùng thần hồn để giao tiếp, bàn bạc, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giết được Trần Bát Hoang, ngăn cản anh sống lại. Nhưng hiển nhiên Trần Đức sẽ không cho họ thời gian, sau một hồi khích bác, anh thu lại nụ cười nơi khóe miệng, thần sắc nghiêm trọng, được rồi, không chơi với chúng mày nữa, sau đây. Kịch hay, bắt đầu. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, cả thế giới chìm vào bóng tối, đồng thời, trong bóng bối, một bóng người xuất hiện. Đây là, bát, thần, đồng tử của đạo thư run lên. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình đó, cho dù bọn họ là cấp thần cũng không bình tĩnh được. Cùng là thần, so với bát thần, bọn họ chỉ là rác rưởi trong rác rưởi. Nhưng, không phải chân thân, chỉ là một tấm da, Hy Lăng đã nhìn ra, trong lòng thầm thở nhẹ nhõm, nếu bát thần thực sự còn trên thế gian, thì ba người bọn họ chỉ là con kiến mà thôi. Chân thân bát thần giáng xuống, theo như truyền thuyết của hắn. Không cần suy đoán, một cái tát đã có thể đè chết ba người họ cùng một lúc. Đúng thế, thứ xuất hiện trong bóng tối, thực sự là tấm da bát thần. Trên người hắn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, rõ ràng là da người trống rồng, nhưng lại có chiến ý ngút trời. Chiến ý đó khiến ba người hoàn toàn không dám coi thường. Đây chính là con át chủ bài của Trần Đức. Từ lúc hấp thụ điện cổ, Trần Đức sớm đã phát hiện mình có thể giao tiếp, liên lạc được với bát thần. Trước đó, sở dĩ cố ý để ba người Bạch Lăng không ngừng tấn công, chính là vì để kích hoạt hoàn toàn ra người bát thần. Đến nay, Trần Đức Vân nhớ rõ, khi lần đầu tiên gặp được tấm da người bát thần, tấm da người có uy năng đáng sợ,
Lúc đó, trêu đùa đạo sĩ cấp quân đơn giản giống như một vật khổng lồ trêu đùa con kiến, con gà con, không tốn chút sức thổi bụi. Bây giờ thì sao? Trần Đức có hai tấm da người. Rất không trùng hợp là, một loạt tấn công nổ liên tiếp của ba vị thần vừa nãy đã tác động và kích hoạt hai tấm da người, ba người bọn họ đã thành công kích thích chiến ý còn sót lại trong tấm da bát thần. Bù! Hai! Trần Đức mở thần môn, để tấm da người thứ hai bước ra từ trong thần hồn của anh. Khoảnh khắc bước ra, không gian tối tăm cũng rung lên, ba vị thần phía xa suýt té ngã. Soạt! Lập tức, hai tấm da người đồng loạt hành động, mục tiêu của họ lại cùng một người. Bạch Lăng! Cảm thấy mình bị khóa chặt, sắc mặt Bạch Lăng tái nhợt, sắp nôn ra máu. Sao lại là anh ta? Trần Bát Hoang ra tay với anh ta cũng đã đành, hai tấm da người, cũng muốn tấn công anh ta. Nhất thời, Bạch Lăng sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời. Chẳng còn cách nào, tên của người, bóng của cây, hai tấm da đó, tuy là chỉ da người, nhưng đó là da người của bát thần đấy. Hai vị huynh đệ, giúp tôi, Bạch Lăng cầu xin, dồn ánh mắt khổ sở sang Đạo Thư và Hy Lăng bên cạnh. Bạch Lăng kinh hãi trong lòng, nếu là ở bên ngoài, có lẽ anh ta còn có sức chiến đấu. Nhưng, ở không gian này, đối diện với da người bát thần, anh ta có cảm giác dùng mình sởn gai ốc, cầu cứu Hy Lăng và Đạo Thư. Xin lỗi, tôi không phải huynh đệ của anh, luận tuổi tác, tôi gần như có thể làm ông nội của anh, Hy Lăng mau chóng lùi lại, cách Bạch Lăng thật xa. Đạo Thư không nói gì, trực tiếp tránh xa. Khi không có nguy hiểm, ba vị thần sánh vai tác chiến. Nguy hiểm đến, lập tức tránh nhau thật xa. Vù! Bạch Lăng ẩn mình, muốn tháo chạy theo bản năng. Nhưng anh ta đã bị hai tấm da bát thần khóa chặt. Dưới hai tấm da người, khí tức bóng tối nổi lên, làm căng tròn tấm da, giống như bát thần thực sự sống lại, chiến ý ngùn ngụt, chiến lực đáng sợ đó khiến mỗi một tấm da đều đang nuốt nhả thần mang, chiếu rọi bóng tối sáng bừng một vùng. Cùng lúc đó, hai tấm da người bát thần giáng xuống trước người Bạch Lăng, kẹp trước sau, lập tức ra tay. Bạch Lăng thi triển kết giới phòng. Ngự. Nhưng lại không có tác dụng gì. Hai nắm đấm xuyên qua tất cả dễ như bẻ củi khô, hủy diệt tất cả, như cắt đậu phụ, tấn công xuyên kết giới phòng ngự ra hai cái lỗ lớn dễ như trở bàn tay. Thông qua lỗ lớn, có thể thấy rõ ràng sắc mặt của Bạch Lăng như được sơn một lớp sơn màu trắng, cực kỳ khó coi, xương ngực đã bị đâm xuyên thủng. Ầm ầm. Trong lòng Bạch Lăng nảy sinh ý muốn lùi lại, nhưng lại không thể, cánh tay còn lại duy nhất bên phải anh ta giơ thiên chùy màu tím, đập cho bóng tối vang lên leng keng, huyền quang phát ra, ba cánh tay bên trái không ngừng thi triển võ kỹ. Không thể không nói, Bạch Lăng thực sự rất mạnh, không gian mà Trần Đức diễn hóa ra không ngừng sập đổ trong cuộc chiến, mỗi lần không gian sập đổ cũng tương đương với gần trăm địa cầu đang nổ tung, đối diện với hai tấm da người bát thần, anh ta cũng có sức chiến đấu. Vù, n, các loại võ kỹ hỗn loạn hoa mắt ngưng tụ, trong hư không, rồng bay phượng múa, pháp tắc run lên, thiên chùy màu tím mang theo sấm sét vô tận đập xuống liên tiếp, ba cánh tay bên trái giơ nắm đấm như núi, tấn công long trời lở đất, huyết chiến với hai tấm da người bát thần, chỉ đáng tiếc, người Bạch Lăng phải đối diện là bát thần. Mặc dù là tấm da của hắn để lại, nhưng chiến lực cũng vô cùng khủng bố. Hơn nữa, nơi này còn là điện chấn thần. Trong điện chấn thần, trong khi Trần Đức điều khiển thời gian, không gian, hai tấm da người có thể có rất nhiều cơ hội sai sót, nhưng còn Bạch Lăng, nếu sơ suất một lần sẽ bị thương nặng. Dường như bát thần thức tỉnh thực sự, hai bóng hình mặt mày hung dữ, trong đôi mắt hào quang tối tắm lóe lên, tuy bọn họ chỉ là tấm da, nhưng đã kế thừa kinh nghiệm chiến đấu và một số võ kỹ vô cùng đáng sợ của bát thần. Tấm da người đó phía trước, một tay chỉ xuống đất, một tay chỉ lên trời. Giữa hai ngón tay dường như lay động đại đạo, một pháp ấn xuất hiện, lưu chuyển đạo lý vô thượng, sức mạnh không gian và thời gian giữa trời đất bị nó khuấy động. Còn tấm da người phía sau mặt không cảm xúc, hai bàn tay đang xoay trượt, một cánh tay sáng lên xảo quyệt, như trăng sáng, một tay rực rỡ chói mặt như ánh mặt trời gay gắt, đó là Thái Âm và Thái Dương, cùng kết hợp, lại ngưng tụ thành một vùng hỗn độn hồng hoang. Vù! Hai! Hai bóng hình cũng xông giết về phía trước. Khác với Trần Đức, mặc dù bọn họ là vật chết, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều so với tuyệt đại đa số cường giả thực sự, còn mạnh hơn Trần Đức hiện giờ, thời gian và không gian lập tức trói buộc Bạch Lăng, cơ thể của anh ta bị chém thành hai đoạn trên dưới,
mặc cho Bạch Lăng chống cự cũng không có tác dụng gì, đồng thời thần lực hỗn độn đập lên, trực tiếp vung đập thiên chùy màu tím. Keng! Hai! Sóng âm kim loại chấn động màng nhĩ vang lên, đại chùy màu tím chấn rung, sấm sét quấn bên trên đều ảm đạm xuống. Rắc rắc! Liền sau đó, thiên chùy đó lại dạn nứt, nứt ra một đường lớn. Nửa thân trên của Bạch Lăng bị đánh đến bay ngược ra, máu tươi tung tóe, cả người như biến thành người máu, đầu tóc rối loạn, cũng không còn thần khí như trước. Nhưng không cho anh ta cơ hội hít thở, hai tấm da bát thần lại xông lên lần nữa, Bạch Lăng bị ép đấu, ba bóng hình cùng lao vào đại chiến trong bóng tối, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, đó là máu của Bạch Lăng, ba bóng hình chiến đấu ác liệt, dường như trong phút chốc có hàng ngàn hàng vạn cú va đập, đan xen, cánh tay của Bạch Lăng lại bị đánh vỡ. Bên phải hoàn toàn không còn cánh tay nào, duy nhất bên trái còn lại hai cái. Tất cả xảy ra quá nhanh. Tất cả xảy ra quá nhanh. Hy Lăng và Đạo Thư nhìn thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi, trăm ngàn năm nay, bọn họ đã sống thời gian quá dài, hiếm khi có chuyện gì có thể khiến tâm trạng bọn họ thấp thỏm như vậy. Đây chính là bát thần ư, nước băng hàn cực kỳ thiện chiến, trong cơ thể chảy dòng máu hiếu chiến, mặc dù trong tộc thường xuyên xảy ra các cuộc huyết chiến. Nhưng đối diện với bát thần, sức chiến đấu của họ cũng chẳng là gì, chỉ là hai tấm da người đã qua đời không biết bao nhiêu năm, mà đã vượt qua cường giả cấp thần như hắn. Đạo Thư cũng chấn hãi, sao Trần Bát Hoang lại có hai tấm da người này? Bát thần, rốt cuộc đã chết chưa? Nếu chưa chết, tại sao không thấy tung tích? Nếu chết rồi, thì tại sao bây giờ cũng chỉ có da người xuất hiện, không thấy người thật? Hai vị thần cũng đã chấn hãi như vậy, thì các cường giả cấp tôn như Vô Lượng Tôn, Đại Chí Tôn, Đại Tôn càng không cần nói, sớm đã tê dại ra đầu, toàn thân băng lạnh, lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy thần của nước Vĩnh Hằng bị khốn cùng như vậy. Không khó nhìn ra, Bạch Lăng đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, thời gian càng lâu, thậm chí có thể sẽ mất mạng. Chỉ dựa vào hai tấm da người, há chẳng phải Trần Bát Hoang đã đủ chiếm lĩnh thiên hạ ư? Chu Nhan Lạc, Thánh Nữ Tử Vi sớm đã không nói được gì. Mấy vị cấp tôn của nhà họ Trần, đặc biệt là Trần Dược huynh hoang nói phải giết Trần Bát Hoang trước đó càng bày vẻ mặt xám xịt như cái chết, vô cùng khó coi, xét từ cục diện hiện tại, nhà họ Trần bọn họ muốn giết chết Trần Bát Hoang, dường như đã là kẻ ngốc nói mơ, con kiến nhìn trời. A, à, Bạch Lăng đang kêu thảm thiết, phát ra tiếng gầm tức giận vang trời, trên cơ thể khổng phô của anh ta đã xuất hiện rất nhiều lỗ máu, toàn thân là máu, gần như điên cuồng, thi triển các loại thuật pháp quý hiếm, nuốt các loại đan dược thượng phẩm xuống bụng. Cố gắng làm giảm, hồi phục thương tích của anh ta, tăng thực lực. Không thể không nói, là một trong số ít vị thần của thế giới đại thiên, nguồn lực cũng khá thâm hậu, dưới sức tấn công bùng nổ điên cuồng, Bạch Lăng lại tranh thủ được chút thời gian, tạm thời thoát khỏi trói buộc của không gian và thời gian, có được thời gian hít thở. Đáng chết, Bạch Lăng gầm thét, bây giờ anh ta dường như đã bị chém mất 2/3 cái mạng, cho dù rời khỏi thế giới này, xông ra ngoài. Cũng rất khó hồi phục được trong thời gian ngắn, thực sự bị thương rất nặng. Anh ta dùng thời gian khó khăn lắm mới tranh thủ được dồn ánh mắt sang Hy Lăng và Đạo Thư, truyền âm bằng thần hồn, hai người các anh, có muốn rời khỏi đây không? Không gian ở đây đều do tên tạp chủng Trần Bát Hoang diễn hóa ra, điện cổ này rất có thể đã thuộc về hắn, Bạch Lăng mau chóng nói, muốn ra ngoài, thì phải loại trừ 4 thần lực, rút hết nguồn năng lượng của điện cổ, chúng ta làm giao dịch, tôi sẽ tự bỏ mạng. Nổ ra một cái lỗ hổng, hai người bảo vệ thần hồn của tôi, thế nào? Hai người Hy Lăng và Đạo Thư hơi ngẩn người, trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ. Bạch Lăng, đã, bị ép đến mức ấy rồi ư? Trên thực tế, ba vị thần bọn họ sớm đã nhìn ra không gian ở đây là do Trần Bát Hoang diễn hóa ra, tuy ban đầu không biết là vì sao, nhưng đến bây giờ cũng đã suy đoán ra được phần nào, chỉ là ba người bọn họ đều ôm tâm tư, không ai muốn nói ra sự thực. Bởi vì, bọn họ có thể cảm nhận được muốn ra ngoài thì rất khó. Cho dù là ba người họ liên thủ lại, tấn công với sức lực mạnh nhất, cũng chưa chắc có thể xông ra được. Muốn rời khỏi đây, hoặc là phải giết Trần Bát Hoang. Hoặc là buộc phải có một người hy sinh, trả giá bằng mạng sống, tấn công mở ra một lỗ hổng. Giết Trần Bát Hoang, bọn họ đã thử, không thể nào. Ít nhất là không thể giết được anh trong điện cổ này, không những không thể. Thời gian càng dài, bọn họ càng tiêu hao nguyên khí, mà còn có khả năng bị Trần Bát Hoang giết ngược lại. Tự bỏ mạng, thì cũng không có ai muốn, cho nên, vẫn không có ai đề nghị,
Cho đến lúc này, Bạch Lăng chủ động nói ra, hai người mới quay sang nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh hãi, bọn họ biết rõ, không bị ép đến đường cùng, Bạch Lăng sẽ tuyệt đối không thể nào chủ động đề nghị. Không vì gì khác, chỉ vì quá nguy hiểm. Tự bỏ mạng chính là tự sát. Có đồng ý không? Không đồng ý, mẹ kiếp, tất cả phải chết ở đây đấy. Sắc mặt Bạch Lăng âm trầm, sốt ruột đến buột miệng, một khi tôi chết, các anh cảm thấy hai tấm da này sẽ không tìm đến hai người hả? Được, Hy Lăng hơi trầm ngầm, gật đầu, tôi đồng ý bảo vệ thần hồn của anh. Có thể, đạo thư cũng gật đầu. Liên hệ giữa bọn họ rất nhanh. Sau đó, nguyên khí trong cơ thể Bạch Lăng lập tức rối loạn, rõ ràng có thể thấy, từng đường đạo tắc trên cơ thể anh ta đang sụp đổ, một luồng khí tức tuyệt thế đang dạo dực tràn ngập. Xa xa, trong lòng Trần Đức rét lạnh. Tên đó muốn tự nổ, lão yêu hoàng nhắc nhở, bọn họ muốn cưỡng ép xông ra. Nhìn ra rồi, nhưng, đây là hắn muốn dùng mạng giúp hai thần khác chạy trốn, Trần Đức có chút nghi ngờ. Sao có thể, nhất định là hai thần còn lại muốn bảo vệ thần thức của hắn, lão yêu hoàng nói ra chân tướng, ông ta kiến thức rộng, liếc mắt liền thấy manh mối, Hy Lăng và đạo thư lại đang chuẩn bị vận chuyển nguyên khí. Vậy sao? Nếu như vậy, hai người bọn họ chắc không thể quá phân tâm đúng chứ? Đã thế, Trần Đức nói nhỏ. Giữa lúc nói chuyện, anh lại hành động. Hiện thân từ trong bóng tối, chủ động ra tay với Hy Lăng và đạo thư, bốn loại lực lượng thời gian không gian, thái âm thái dương đồng thời bắn về phía Bon Ho. Lão yêu hoàng, tôi mượn dùng sức mạnh của ông một chút. Được. Chớp mắt, trong cơ thể Trần Đức, một luồng khí tức của yêu hoàng tăng lên nở rộ. Sức chiến đấu của anh lại một lần nữa để thăng một bậc, hai quả đấm như búa trời, đồng thời đập về phía hai người. Hy Lăng và đạo thư kinh hãi. Trần Đức lại một lần nữa để thăng đột ngột khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi, vội vàng đưa ra phản kích. Nhưng, Trần Đức đã biến mất, trật tự không gian hiện lên, trước mặt Trần Đức xuất hiện từng không gian mặt kính, chuyển rời công kích của hai người, khúc xạ đến chỗ khác, bản thân anh trong nháy mắt đã gần hai người trong gang tấc. Quả đấm siêu khỏe giáng xuống. Hai. Phụt. Tiếng nổ vang kịch liệt và âm thanh máu tươi nớ rộ cùng vang lên, rõ ràng có thể thấy, quả đấm của Trần Đức đồng thời đánh xuyên qua ngực hai người lộ xương trắng, lỗ màu máu đang nhỏ tí tách. Hai người Hy Lăng và đạo thư đang vận chuyển quy luật, bảo vệ nguyên thần Bạch Lăng, không thể quá phân tâm. Mà Trần Đức lại được tăng cường. Hết đợt này đến đợt khác, hai thần đã bị thương. Hơn nữa, Trần Đức cũng tương đối quả quyết, nhân lúc anh ta bệnh liền lấy mạng, liên tục oanh tạc điên cuồng, nhân vương tam ấn, bát hoang ấn, tự tại thần ma thân cùng thi triển, trong tay dùng thanh khí bản nguyên ngưng tụ ra một thanh kiếm, kiếm đạo phập phồng ác liệt, võ kỹ kiếm linh huyễn tuôn ra, trong thần hồn, một chữ, vạn, xuất hiện, vạn tự thiên âm. Trần Đức chưa bao giờ liều mạng như vậy. Anh gần như thi triển toàn bộ võ kỹ mình nắm giữ, tư thế sẵn sàng. Đồng thời thúc giục thời gian không gian, thái âm thái dương, thử học ra người bát thần hợp nhất thái dương và thái âm, ngưng tụ ra khí hỗn độn hồng mông, may mắn là anh đã thành công. Nhiều loại võ kỹ và thần lực trí cường đồng loạt giáng xuống. Không gian ba người bọn họ hoàn toàn hủy diệt, vỡ vụn, ý chí bá đạo và lực đạo khủng khiếp của Trần Đức lan tràn dạo dực, hai người Hy Lăng và đạo thư cố gắng phòng ngự, lúc này vẫn bị hao tổn, nửa bên đầu đạo thư bị nhân vương tam ấn, bạch hoàng ấn. Tự tại thần ma thân đánh cho nát vụn, toàn bộ cánh tay bên vai phải của Hy Lăng bị một kiếm của Trần Đức, cộng thêm khí hỗn độn thần mông cắt rời, hóa thành máu. Hai vị thần, bị Trần Đức đánh cho trọng thương. Cơ thể hai người không còn lành lặn, không thể hồi phục, vết thương khiến người ta chấn động. Từ khi tiến vào cấp thần, bọn họ chưa từng trải qua tổn thương như vậy. Đánh đẹp lắm, lão yêu hoàng phấn chấn, cảm giác đánh cho thần bị thương nặng thật quá đã. Mặc dù là Trần Đức đánh, nhưng trong đó cũng có phần của ông ta, không phải sao? Hai người Hy Lăng và đạo thư lúc này toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, đó là máu thần của bọn họ, hồng mang lóe lên, đạo văn lưu chuyển, cực kỳ thần dị, máu tươi của thần đối với tu sĩ bình thường mà nói cũng là chí bảo trong chí bảo, lúc này lại đang trôi lơ lửng trên không trung. Cũng do không gian đặc thù này, điện chấn thần hùng mạnh, nếu không thì một giọt máu của bọn họ cũng đủ để xuyên thủng thời không. Vào lúc Trần Đức lại muốn thừa thắng truy kích. Bỗng nhiên, một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi bỗng nhiên truyền đến trong lòng Trần Đức. Anh quay đầu lại.
Cơ thể Bạch Lăng lúc này không ngừng ngọ nguậy. Anh ta muốn tự bảo. Mặc dù anh ta bây giờ đã bị thương nghiêm trọng, hai tấm da người bát thần đang ép anh ta, gần như là nghiền ép, nhưng anh ta vẫn tranh thủ thời gian, lập tức tự bảo. Trần Đức sợ hãi, trong nháy mắt chạy trốn thật xa. Đồng thời, không ngừng vận chuyển thần lực thời gian và không gian đến mức độ cao nhất, ngăn cách với anh ta. Gần như cùng một giây. Ầm, một tiếng nổ cực lớn tràn ra, toàn bộ điện chấn thần lúc này đang run rẩy, lắc lư, cho dù cách cả mấy trăm thế giới, Trần Đức vẫn cảm nhận được làn sóng khủng khiếp, đồng thời cũng bị chút ảnh hưởng. Hơn 100 tôn giả kia, một vài người trong số đó thậm chí còn bị thương. Võ giả cấp thấp như Chu Nhan Lạc nổ tung hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang cực lớn, bóng tối vô tận cũng bị cưỡng ép xé toạc, sau vết nứt đó, cuối cùng mọi người đã nhìn thấy bộ mặt vốn có của điện chấn thần. Bù! Hai người đạo thư, Hy Lăng chống đỡ làn sóng tự bạo, đánh ra hai đường thần hoa thất luyệt, xông về phía trung tâm tự bạo, thần thức Bạch Lăng đang ở đó, nếu chậm một bước, thần thức của Bạch Lăng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Lời hai người bọn họ đã hứa, thân là thần kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không thất hứa. Đồng thời, cũng không dám thất hứa. Nếu như Bạch Lăng thật sự không thể đi ra, phía bên thần quốc Vĩnh Hằng nhất định sẽ đòi giải thích. Không ổn. Ngay lúc hai đường thần hoa thất luyện sắp bao bọc đến Bạch Lăng, Hy Lăng kinh hãi. Trên thực tế, không chỉ là Hy Lăng, ngay cả sắc mặt đạo thư cũng thay đổi. Rõ ràng có thể thấy, trong bạo loạn, hai tấm da người bát thần mặc dù bị ảnh hưởng, đã nứt nhiều chỗ, nhưng công kích của chúng không bị giảm bớt chút nào, chiến ý trên da người cũng không hề yếu ớt, không sợ sống chết, nói chính xác, da người vốn không có tính mạng, với chúng mà nói, không có khái niệm sống chết chưa từng có từ trước đến nay, nhìn vào vạn vật, công kích thần hồn của Bạch Lăng. Một tấm da người mở đường cho một tấm da người khác. Mà một tấm khác, một quyền hoàn toàn rơi xuống trước mặt Hy Lăng và đạo thư. Thời điểm này là lúc Bạch Lăng yếu kém nhất. Đừng nói là ra bát thần. Dù là cường giả cấp tôn, nhưng hễ có thể vượt qua sức mạnh tự bạo đáng sợ để tiếp cận anh ta, cũng có thể tùy tiện xóa bỏ. Không. Bạch Lăng kinh hãi sợ run rẩy, mắt nhìn một quyền kia rơi xuống, cả người đều tuyệt vọng, phát ra tiếng gào giống khiến tâm hồn người ta run rẩy, tê tâm liệt phế. Nhưng, không ai có thể cứu anh ta. Giữa một phần ngàn giây, quyền của bát thần rơi xuống. Bụp, sâu trong trung tâm, thần hồn Bạch Lăng tán loạn. Hai người Hy Lăng và đạo thư đến muộn, không có được bất kỳ tác dụng gì. Xa xa, Trần Đức đã cực kỳ bất ngờ. Ngay cả anh cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển như vậy, khoảnh khắc Bạch Lăng tự bạo, anh định triệu hồi ra người bát thần, nhưng vô dụng, tấm da người đó càng đánh càng hăng, hoàn toàn không bị Trần Đức ảnh hưởng. Thần của thần quốc Vĩnh Hằng. Bạch Lăng. Chết. Chết thật sự. Ầm ầm ầm. Thần hồn Bạch Lăng tiêu tán, uy năng tự bạo ngày càng phát ra mãnh liệt, kẽ hở bị xé rách kia cũng trở nên càng lớn, mà trong tự bạo, tim Trần Đức đang rỉ máu. Bởi hai tấm da người bát thân đang tan rã, rốt cuộc chúng cũng chỉ là vật chết, đối mặt với tự bạo của thần vẫn không thể nào ngăn cản, cuối cùng biến mất. Đi. N. Đạo thư và Hy Lăng rất quả quyết, không cứu được Bạch Lăng thì thôi, phải xông về phía kẽ hở kia trước. Bởi vì, khi năng lượng tự bạo suy yếu, kẽ hở kia đang khép lại. Ầm ầm ầm. Trần Đức lại ra tay, tiến hành oanh tạc cuối cùng với bọn họ, đuổi giết ở phía sau. Đạo thư và Hy Lăng không quay đầu, lập tức xông ra ngoài, nhưng sự cuồng loạn của Trần Đức đã khiến bọn họ bị thương, lúc xông ra, hai người đã không còn hình người. Nổ nó! Hoàn toàn thoát khỏi cổ điện, Hy Lăng nghiến răng nghiến lợi. Đạo thư lại càng nổi sát ý. Thế giới bên ngoài thuộc về bọn họ, sau khi rời khỏi điện chấn thần, vết thương của hai người bọn họ đang nhanh chóng khép lại. Hai người coi thường tôi sao, ngay lúc hai người chuẩn bị ra tay. Một thân ảnh lại chặn ngang trước mặt bọn họ. Đoàn Sơn Nhạc. Ông ta chắp hai tay sau lưng, quét mắt nhìn hai người, cười lạnh, hai thần bị một thiếu niên đánh thành như vậy, còn muốn ra tay đánh lén, có mất mặt không? Sắc mặt hai người đạo thư và Hy Lăng khó coi. Mặc dù vết thương của bọn họ đang hồi phục, nhưng bị thương nặng đâu thể nói hồi phục thì có thể hồi phục hoàn toàn, trạng thái của bọn họ lúc này không ổn, nếu đánh nhau, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của Đoàn Sơn Nhạc. Hai người nhìn nhau. Đi. Thân ảnh cực kỳ chật vật,
cũng không quay đầu, không muốn ớ lại thêm một giây nào nữa. Tiểu thế giới ở bên ngoài có mấy trăm ngàn người nhìn thấy hai người đẫm máu chật vật rời đi, bọn họ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong cuộc trò chuyện giữa bọn họ và Đoàn Sơn Nhạc, không khó nghe ra, hai vị thần hình như bị một người đánh gây thương tích. Còn nữa, không phải có ba người sao, còn một người đâu. Bọn họ quá yếu, chuyện xảy ra bên trong cổ điện không thể nào thăm dò, đối với bọn họ mà nói, đó chính là mê hoặc vĩnh viễn. Đáng tiếc không thể giữ lại hai người kia. Trong điện chấn thần, Trần Đức thở dài, anh vẫn còn quá yếu, dù chiếm ưu thế bẩm sinh, nhưng vẫn không thể có sức lực địch lại cấp thần, không chỉ vậy còn tổn thất hai tấm da người bát thần, mặc dù bình thường da người bát thần không có tác dụng gì, nhưng thời khắc mấu chốt lại giúp đỡ anh, lúc này lại bị Bạch Lăng phá hủy, anh rất tiếc. Hài lòng đi nhóc Trần, tôi đã sống mấy chục ngàn năm cũng chưa từng tàn sát thần, cậu không chỉ đánh ván cờ giết Bạch Lăng, còn truy giết hai thần khác, dù bọn họ chỉ là cấp tiểu thần, cậu cũng đã đủ kiêu ngạo rồi, Thiên Yêu Hoàng cảm thán, thật sự muốn đập chết Trần Đức, con mẹ nó vẫn còn chưa thỏa mãn, muốn thế nào nữa. So sánh thì chủ nhân ngày trước của ông ta là Văn Nhân Hạo Nguyệt cũng không làm được như vậy. Trần Đức là tên yêu nghiệt nhất mà Thiên Yêu Hoàng từng gặp, không có một ai hơn anh. Thôi vậy, Trần Đức lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều thêm. Hôm nay anh cũng xem như là thu hoạch không nhỏ, một mặt có được điện chấn thần, thông qua chiến đấu với ba thần, sử dụng thuần thục hơn lực lượng bên trong điện chấn thần, mặt khác, vẫn còn có hơn 100 con dê béo đang đợi anh, không phải sao? So sánh với ba thần Bạch Lăng, Đạo Thư, Hy Lăng và hơn 100 con dê béo cấp tôn. Không thể nghi ngờ, Trần Bát Hoàng anh mới là người đại thẳng. Nghĩ đến đây, anh cũng bước đi, một bước vượt qua một tầng không gian. Thân hình lóe lên, trong phút chốc xuất hiện hơn 100 con dê béo trên không. Anh phát hiện thánh nữ Tử Vi đang khóc. Khóc vì Chu Nhan Lạc. Đúng là cuồng em trai, Trần Đức lấm bấm, người phụ nữ này sao lại đau lòng vì em trai mình như vậy? Nếu thật sự đau lòng, không có khả năng bảo vệ hắn 100% thì mang hắn để đây để tìm chỗ chết à? Đúng là hết nói nổi. Nhưng, lần này cái chết của Chu Nhan Lạc cũng không thể trách anh. Anh cũng không có cách nào hồi sinh được Chu Nhan Lạc, Bạch Lăng tự bảo, bài xích bốn thần lực lớn thời gian không gian, thái âm thái dương, lúc Chu Nhan Lạc rơi chết đã không còn ở trong quy tắc thời gian của điện chấn thần, xem như đã chết hoàn toàn. Bao gồm Bạch Lăng cũng vậy, đừng nói là Trần Đức không muốn hồi sinh anh ta, dù muốn hồi sinh cũng không có bản lĩnh đó. Không để ý thánh nữ Tử Vi nữa, ánh mắt Trần Đức quét về phía hơn 100 cường giả cấp tôn. Lập tức đám người giống như con gà con bị chim ưng để mắt đến, liên tục lạnh run. Đến thời điểm này, bọn họ nào còn dám thách thức với Trần Đức? Quá trình đánh nhau với ba thần trước đó vẫn còn sờ sờ trước mắt. Những cấp tôn này là cái đếch gì? Tôi nghĩ không cần tôi nói chứ, Trần Đức đưa mắt nhìn vào đám người, ngoại trừ bốn thế lực viễn cổ lớn Thánh Địa Thái Thương, Mục Thị, Tộc Phong, nhà họ La, những người còn lại giao toàn bộ đồ ra thì sống, nếu không sẽ chết. Ánh mặt Trần Đức nhìn sang mấy người nhà họ Trần đầu tiên, bắt đầu từ nhà họ Trần đi, Trần Dược, không phải muốn giết tôi sao? Bây giờ cảm tưởng thế nào? Lời vừa dứt, sắc mặt đám người Trần Dược còn khó nhìn hơn cả cái chết. Tôi, Trần Dược đường đường là một đại chí tôn, trưởng tộc và gia chủ đương nhiệm nhà họ Trần, ông ta ăn nói lắp bắp, nhìn thấy ánh mắt của Trần Đức giống như nhìn thấy Tu La, kinh hãi không thôi. Chỉ là... Lời ông ta còn chưa dứt. Trần Vạn Chi ở bên cạnh hừ lạnh, Trần Bát Hoang, ở đây anh rất mạnh, nhưng anh thử động vào chúng tôi xem, anh nhất định sẽ hối hận, ha ha. Ánh mắt Trần Đức hơi nghiêng về phía Trần Vạn Chi, tôi có lý do gì mà hối hận? Đương nhiên là có. Trần Vạn Chi cười nhạt, Trần Bát Hoang, con gái anh rất ngoan, cũng rất mạnh, tuổi còn nhỏ đã là cường giả cấp quân, dù là sơ tôn nó cũng có sức đánh được. Chỉ có điều lúc này nó đang làm khách ở nhà họ Trần tôi, nếu muốn nó an toàn, Trần Bát Hoang, anh phải cúi thấp đầu, quỳ xuống cho đàng hoàng. Nói xong, Trần Vạn Chi để chứng minh độ tin cậy trong lời nói của mình, hắn dùng nguyên khí ngưng tụ ra dáng vẻ của một cô bé. Cô bé có đôi mắt to như sao trời, khuôn mặt con nít giống như được trời cao chú tâm mài rũa, nhìn dáng vẻ cũng chỉ 3-4 tuổi, trông rất dễ thương, dù tuổi tác nhỏ như vậy. Nhưng không khó nhìn ra, đây tuyệt đối là một mỹ nhân. Trong khoảnh khắc Trần Đức nhìn thấy cô bé,
cảm xúc sôi trào, sắc mặt cũng run bần bật. Anh đi đến ngày hôm nay, gặp bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng chuyện thật sự có thể khiến anh xuất hiện phản ứng dữ dội không nhiều, đến bây giờ gần như không có. Nhưng, trong nháy mắt nhìn thấy cô bé, cảm xúc Trần Đức xuất hiện làn sóng rất lớn. Không có gì khác, chỉ là mặt mũi cô bé kia có 3 phần giống anh, 4 phần giống Âu Dã Tư Linh. Không cần phải nói, cô bé này nhất định là con gái của Âu Dã Tư Linh. Mười mấy năm trước, Âu Dã Tư Linh có thai, chỉ là thai nhi đặc biệt nên mãi chưa ra đời, Trần Đức vẫn luôn nhớ mong chuyện này. Anh không ngờ sẽ nhìn thấy con gái trong tình huống như vậy. Khi Trần Đức đang nhìn đến mất hồn, hình ảnh nguyên khí hội tụ ra đột ngột biến mất, Trần Vạn Chi liên tục cười lạnh, sao hả, Trần Bát Hoang, nhận ra rồi sao? Ha ha, nó có phải con gái anh hay không, trong lòng anh rõ ràng rồi chứ? Lúc này, Trần Dược bên cạnh hắn, sắc mặt u ám đến mức sắp nặn ra nước. Thật đáng chết, Trần Vạn Chi là kẻ ngốc sao? Thời điểm này lại mang con gái của Trần Bát Hoang ra uy hiếp. Mẹ kiếp! Nếu ở ngoại giới thì không nói làm gì, nhưng ở đây Trần Bát Hoang giống như là chúa tể, là thần. Uy hiếp lúc này của Trần Vạn Chi có khác gì tự tìm cái chết. Mấy người đứng sang bên cạnh chờ đi, Trần Đức nhàn nhạt nhìn sang Trần Vạn Chi, suy nghĩ vừa động, toàn bộ đội ngũ nhà họ Trần phân tách ra. Nhà họ Trần lần này đến tổng cộng 5 người. 3 đại chí tôn, 2 đại tôn. Phân chia bọn họ sang một bên xong, Trần Đức cũng không quan tâm bọn họ nữa. Sau đó anh lại nhận ra người của 4 thánh địa viễn cổ là thánh địa Thái Thương, Tộc Phong, Mục Thị, nhà họ La, muốn phân biệt bọn họ cũng không khó, vì những người này ra ngoài sẽ đeo bảng hiệu riêng của nhà mình để tránh những phiền phức không cần thiết. Khi Trần Đức đột phá ớ thành hiên viên, lúc độ kiếp, 4 thế lực viễn cổ này đã phái người đến bảo vệ. Mặc dù, 4 người kia dù không mạnh, nhưng Trần Đức luôn khắc sâu trong tâm khảm, hôm nay xem như trả lại phần ân tình này. Dưới một cái chỉ, 26 người của 4 thế lực viễn cổ đã biến mất. Đồng thời người biến mất còn có thánh nữ Tử Vi. Trong một cái chớp mắt, bọn họ xuất hiện ngoài cổ điện. Ban đầu, bước đi đó của thánh chủ đã đúng, người dẫn đầu thánh địa Thái Thương cảm thán, năm đó khi thánh địa Thái Thương phái người đến thành hiên viên đã bị cản trở không nhỏ, không ngờ đến ngày hôm nay lại vì thế mà tránh được một trận đại kiếp. 3 nhà Phong, La, Mục cũng thổn thức không thôi. Ban đầu, thế lực bọn họ đi đến thành hiên viên là vì hiên viên anh hùng. Suy cho cùng, 4 thế lực lớn dù là cắm rễ ở Nam Hạ Châu hay cách Nam Hạ Châu rất gần tộc hiên viên xuất hiện một vị thần, cho dù ở phương diện nào cũng phải phái người đi, người được phái đi không tính là mạnh, chỉ có thể nói là qua đó để hai bên giữ lại thiện duyên, chỉ như vậy mà thôi. Nhờ một hành động nho nhỏ hôm đó, hôm nay quả thật đã khiến 20 mấy người tránh được một kiếp. Bọn họ bước ra từ trong cổ điện. Lập tức, tản ra khắp nơi, không dám dừng lại chút nào. Mặt đẹp của thánh nữ Tử Vi tái nhợt, cô ta vừa xuất hiện, ngoại giới liền có không ít người vây xung quanh, ở đây dù sao cũng là địa bàn của thánh địa Tử Vi, đệ tử, trường lão, cường giả của thánh địa Tử Vi đến đây cũng tương đối nhiều. Sở dĩ bọn họ không đi vào cũng vì điều này. Đi vào khả năng sẽ có nguy hiểm, ở lại đây tiếp ứng thánh nữ Tử Vi. Ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Thánh nữ, sao vậy, sắc mặt cô sao lại khó coi như vậy, một trưởng lão hỏi, trong đó đã xảy ra chuyện gì thế? Không đúng, thánh nữ, cơ giáp của cô đâu, tại sao tôi không cảm nhận được? Nhan Lạc không đi ra cùng cô sao? Cảm xúc của thánh nữ Tử Vi xuống thấp, điều này khiến đám cường giả thánh địa Tử Vi nhận ra có gì đó không đúng, mà thánh nữ Tử Vi cũng không nói nhiều. Cô ta dùng thần hồn truyền tải tất cả mọi chuyện xảy ra trong cổ điện cho 4 lão giả địa vị cực cao trong thánh địa. Trong nháy mắt, sắc mặt 4 trưởng giả liền thay. Chuyện này rất quan trọng, đi, mau rời khỏi nơi này. Không sai. Có lẽ ở đây sẽ còn xảy ra chuyện lớn, Bạch Lăng chết rồi, người của thần quốc VTNS hằng nhất định sẽ đến trả thù, chỗ này không thích hợp ở lâu. 4 người cũng đi rồi, bọn họ không dám không đỡ eo. Nơi này mặc dù là địa bàn của thánh địa Tử Vi, nhưng chuyện xảy ra đã vượt quá dự liệu của bọn họ, đồng thời cảm thán sức mạnh của Trần Đức, gan anh quả thật lớn đến che trời, dám giết người của thần quốc Vĩnh Hằng. Sau khi cân nhắc các loại hơn thiệt, người của thánh địa Tử Vi đã rời đi. Không chừa một ai. Dù sao trước cổ điện có Thiên Yêu Hoàng và Đoàn Sơn Nhạc canh chừng,
bọn họ không dám ra tay với Cố Điện. Đồng thời, ở đây sắp xuất hiện nguy hiểm cực lớn, khả năng sẽ cuốn vào ân oán giữa bốn nước lớn, cho dù từ phương diện nào, bọn họ cũng không thể tiếp tục ở chỗ này. Trong điện chấn thần, Trần Đức đang cướp sạch đồ của 70-80 vị cấp tôn còn lại. Không thèm quan tâm đến 5 người nhà họ Trần. Trần Vạn Chi kia còn cho rằng Trần Đức kiêng kỵ sợ hãi, hắn đầy đắc ý ngạo mạn, con chim ngu ngốc, còn tưởng rằng hắn thật sự là trời không sợ đất, đất không sợ trời, ha ha, không ngờ vẫn là loại mềm yếu. Mang con gái của Trần Đức ra, Trần Vạn Chi đã ôm theo tâm lý phải chết, hắn cũng không ngờ lại dễ như vậy, thành công uy hiếp một cách dễ dàng. Cũng may đứa con hoang kia ban đầu đến đại thiên thế giới đã la hét muốn giết nhà họ Trần, báo thù cho Trần Bát Hoang, ha ha, nếu không thì chúng tôi không thể bắt được nó rồi, nhốt mấy tháng nay rồi, không ngờ đến hôm nay lại có ích. Đúng vậy, Vạn Chi, làm tốt lắm, cậu là đại công thần của nhà họ Trần, một cường giả đại chí tôn khác nói, hắn ta tên là Trần An Nguyệt, nếu 5 người chúng ta lại tổn thất trong tay Trần Bát Hoang, nhà họ Trần thật sự sẽ sa sút. Hắc, tên nhãi đó thật biết điều, đợi lát nữa hắn tịch thu bảo vật của những người đó, giết chết bọn họ, chúng ta bảo hẳn giao hết đồ ra, thế là ngư ông đắc lợi, lại một người nói, lần này thắng lợi lớn nhất có thể sẽ là nhà họ Trần chúng ta. Không sai. Mấy người anh một câu tôi một câu, chỉ có Trần Dược có dự cảm không lành. Chỉ là... Một lúc sau, Trần Bát Hoang vẫn không tìm bọn họ gây chuyện, Trần Dược mới hoài nghi suy nghĩ của mình liệu có phải sai rồi không. Có lẽ Trần Bát Hoang thật sự sợ rồi. Con gái thật sự là điểm yếu của anh. Nói thật, nếu ở nơi đất khách, Trần Bát Hoang đổi thành Trần Dược, ông ta chắc chắn sẽ làm thịt Trần Vạn Chi, thậm chí là mấy người nhà họ Trần. Nhưng anh lại làm ngược lại, chẳng phải chứng tỏ anh yêu con gái nhiều thế nào sao, chỉ vì một đứa con gái thôi mà, đối với tu sĩ có thể tính là gì. Đối với Trần Dược, con gái con trai cộng lại hơn 10.000 người, mà con số này đối với người ở địa vị như ông ta trong đại thiên thế giới vẫn xem như là ít, không có cách nào khác. Đại thiên thế giới chính là như vậy. Gia tộc lớn, thế lực lớn, cường giả là vua. Sinh nhiều mới có khả năng sinh ra yêu nghiệt, mới có thể sàng lọc yêu nghiệt. Hơn nữa, những người như bọn họ sống đã mấy chục mấy trăm ngàn năm, sinh nhiều là chuyện rất bình thường. Con cái càng nhiều, đương nhiên không đáng giá, trừ phi cực kỳ xuất sắc, có thiên phú đặc biệt, nếu không con cái đối với họ chẳng là gì, thậm chí có một số người còn không biết mình là bố, huống chi còn là con gái. Phải biết rằng cải trắng sẽ có ngày bị lợn ăn. Con gái. Tương lai chính là nước hắt đi. Đa số phụ nữ cũng chỉ dùng để làm vật trao đổi lợi ích. Lúc này, nếu Trần Bát Hoang lựa chọn hy sinh con gái, có thể nhận được rất rất nhiều tài nguyên và bảo vật từ trên người bọn họ, trong đó còn không thiếu một vài võ kỹ tổ tiên triều đại nhà họ Trần để lại. Nếu là Trần Dược, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Đừng nói là một đứa con gái, có vài chục đứa, ông ta cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng, Trần Bát Hoang lại lựa chọn thỏa hiệp, không động vào bọn họ. Thật sự khiến ông ta rất hoài nghi, rất bất ngờ. Trần Bát Hoang cũng chỉ như vậy mà thôi, đúng là thiếu quyết đoán, ha ha, cuối cùng Trần Dược cười lạnh, mãi một lúc lâu Trần Đức không động đến bọn họ, càng khiến ông ta chắc địch anh không dám động vào nhà họ Trần, trong lòng thầm thở phào, đồng thời khinh bỉ, coi thường anh. Phía trước, trong hư không, Trần Đức thu về từng chiếc nhẫn thu di nạp. Lần này, thu hoạch rất lớn. 9 thế gia viễn cổ lớn, 3 thánh địa viễn cổ lớn, tổng cộng 12 thế lực, ngoài 5 nhà Hiên Viên, Phong, La, Mục, Thái Thương, Tử Vi gia, còn 6 nhà, bảo vật của 6 nhà này tương đối nhiều, chỉ tính riêng nguyên thạch thượng phẩm, Trần Đức đã cướp được hơn 300 triệu cân. Đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất, một vài võ kỹ, binh khí, quyển trục, đan dược chí cường đếm không xuể. Đây vẫn chỉ là một vài thế lực lớn. Ngoài ra còn một vài thế lực hạng nhất cũng có cường giả đến, mặc dù không bằng mấy thế lực viễn cổ lớn, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Điều duy nhất khiến Trần Đức thất vọng. Mấy lão đại chí tôn và vô lượng tôn này sắp đã gần đất xa trời, có thể nói, ngoài sức mạnh bản thân ra thì nghèo rất mồng tơi, năng nguyên có thể tiêu hao được đều bị họ dùng hết, cũng may Trần Đức lấy được kha khá võ kỹ và công pháp từ người họ. Những võ kỹ và công pháp đó mà lọt ra ngoài thì có thể dễ dàng khiến thiên hạ đại loạn. Nói tóm lại,
Lần này Trần Đức thu hoạch cũng khấm khá. Lão yêu hoàng hâm mộ muốn khóc đến nơi. Trong số các người, phải có người chết, Trần Đức đảo mắt qua hơn 10 vị cấp tôn, sau khi nói một lời ngân gọn thì bắt đầu ra tay, chưa đến nửa canh giờ đã có hơn 20 cao thủ cấp tôn bị anh giết hại, phần lớn đều là mấy lão bất tử đi ra từ trong phong ấn. Những người đó đều sắp cạn kiệt sinh mệnh rồi, không thể tiến hành phong ấn thêm lần nữa, còn thả bọn họ ra thì Trần Đức rất khó để có thể tưởng tượng được họ sẽ làm ra những chuyện thương thiên hại lý gì. Mấy người họ quá mạnh mẽ. Chỉ một suy nghĩ nho nhỏ trong đầu họ thôi đã hại chết không biết bao nhiêu người yếu ớt hay người bình thường rồi. Giết bọn họ, là để tiêu trừ hậu hoạn. Tất nhiên, còn một nguyên nhân nữa đó là mấy lão bất tử đó dám âm thầm cấu kết đế ra tay với anh, thèm khát cơ thế và thần hồn của anh, nhưng lại bị lão yêu hoàng phát hiện. Một canh giờ sau, bên trong điện cổ, mọi người lần lượt được Trần Đức thả ra. Sau khi ra ngoài, dưới sự quan sát của đoàn sơn nhạc, bọn họ đều không dám ở lại lâu, một đám tản ra bốn phía. Bên trong toàn bộ điện chấn thần, bấy giờ, chỉ còn lại 5 người nhà họ Trần. Đến tận lúc này, suy nghĩ trong đầu anh chợt lóe, xuất hiện trước mặt 5 người nhà họ Trần. Sát ý trong lòng anh đã biến thành những cơn sóng dội mạnh vào bờ, dấy lên những cơn bão táp cuồn cuộn, thế nhưng sự tức giận đó đã được anh kiềm nén lại, cố gắng nén xuống thật chặt. Trần Bát Hoang, ha ha, lấy được nhiều bảo vật quá nhỉ, Trần Vạn Chi cười lạnh, còn chưa chịu lấy ra dâng lên đây, nói không chừng bọn tao vui vẻ lại cho mày quay về nhà họ Trần, cho mày đoàn tụ với con gái mày. Trần Bát Hoang, mau thả bọn tao ra ngoài, nếu không con gái mày chắc chắn sẽ chết. Trần Bát Hoang, cái loại tạp chủng như mày muốn cướp đồ của bọn tao, muốn giết bọn tao lắm mà. Có gan thì tới đây, mẹ nó thứ đê hèn, hèn hạ hệt như thằng bố của mày vậy. Trần Vạn Chi cùng với hai đại tôn kia trực tiếp lên tiếng sỉ nhục Trần Đức, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đầy vẻ độc ác và hèn mọn, như muốn dẫm nát anh dưới chân, có cảm giác hào hứng và kích động đến lạ. Trần Bát Hoang, mày mau thả bọn tao ra ngoài thì còn dễ thương lượng, nếu không thì mày tự đi mà gánh lấy hậu quả, Trần Dược lạnh lùng nói, bấy giờ, ông ta cũng lấy lại vẻ cao cao tại thượng, dáng vẻ của kẻ bề trên. Thương lượng hả, thương lượng cái rằm ấy. Trần Bát Hoang, mày mau thả bọn tao ra ngoài, sau đó ba bước quỳ xuống dập đầu đi tới nhà họ Trần, cầu xin nhà họ Trần thả người, mặt Trần Vạn Chi đầy âm u, mẹ nó thứ con hoang, mày tướng mày là hoang thiên vương thật đấy hả? Đừng quên rằng trên người mày chảy dòng máu của nhà họ Trần, gia tộc muốn giết mày thì sẽ giết mày. Lũ các người, nói xong cả chưa? Lúc này, ánh mắt Trần Đức bỗng nhiên tập trung nhìn Trần Dược và Trần Vạn Chi. Cùng lúc đó, sát ý như những mũi ngọn tỏa ra từ trên người anh, hướng về phía 5 người nhà họ Trần. Nhất thời, 5 người Trần Dược, Trần Vạn Chi, Trần An Nguyệt như rơi vào hầm băng, như bị thần chết nhìn chằm chằm, không thể kiềm lòng được lạnh run, sắc mặt cũng trở nên khó coi như người chết. Trần Bát Hoang, mày làm thế là sao, mày dám lộ cả sát ý hả, mặt mũi Trần Vạn Chi méo mó, quát lớn, mày, không muốn con gái mình được sống nữa rồi đúng. Trần Vạn Chi còn chưa nói hết lời. Đầu, đã rơi xuống đất. Trong tay Trần Đức đã ngưng tụ ra một thanh kiếm, mà bấy giờ thanh kiếm đó lại đang lấy máu, chính là máu của Trần Vạn Chi. Cảnh tượng đó, khiến 4 người còn lại vẫn còn muốn nói gì đó lập tức câm miệng, chẳng dám ho he lấy một chữ. Tâm niệm Trần Đức chợt hiện. Ngay sau đó, Trần Vạn Chi sống lại. Chẳng qua, lần này sắc mặt hắn trắng bệch như xác chết. Không dám nhiều lời thêm một chữ. Lúc nãy, lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, cảm giác đó là thứ hắn không muốn thử thêm một lần nào nữa. Có biết tại sao tôi lại để cho các người đứng một bên chờ hay không? Lúc này, Trần Đức mới thản nhiên mở miệng. Tại sao, theo bản năng, Trần Dược hỏi. Trần Vạn Chi, Trần Đức cười lạnh lẽo, nụ cười đó còn giống ma quỷ hơn cả Tu La, đúng, các người đã đoán rất đúng. Tôi, cực kỳ đế tâm đến con gái mình, tuy đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa từng nhìn thấy con bé, nhưng từ khoảnh khắc nó được sinh ra thì đã trở thành thịt trên đầu quả tim, là bảo bối tôi nâng niu trong tay, là người mà Trần Bát Hoang tôi quan tâm nhất. Nhưng, các người ngàn lần, vạn lần không nên bắt con bé, lại càng không nên dùng con bé để uy hiếp tôi. Tôi biết mình và nhà họ Trần vẫn còn chảy chung một dòng máu, nên đến ngày hôm nay, tuy đã giết khá nhiều người nhà họ Trần nhưng chưa từng muốn đối phó với các người một cách nghiêm túc,
Thế mà hôm nay, xin chúc mừng, các người đã thành công khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. Trần Đức vừa nói đến đó. Chẳng hiểu tại sao. Cả năm người Trần Dược, Trần Vạn Chi, Trần An Nguyệt đều bất giác dùng mình một cái, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt và không thể tin được. Trần Bát Hoang, mày muốn làm gì? Da đầu Trần Dược run lên, lưng bắt đầu cảm thấy lạnh toát. Các là các người cũng đoán được cả rồi. Trần Đức hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh thốt ra 6 chữ. Tôi, muốn diệt nhà họ Trần. Tuy 5 người nhà họ Trần đều đoán được kết quả đó, nhưng khi những từ đó chính thức được thốt ra từ miệng Trần Đức, thì 5 người họ vẫn tái hết cả mặt, lòng đầy sợ hãi, kinh hoàng đến mức không gì so sánh được. Trần Bát Hoang, nói thế nào nhà họ Trần cũng là thế lực viễn cổ, không phải thứ mày nói diệt là diệt được. Hơn nữa, nhà họ Trần còn có thần quốc Vĩnh Hằng bảo vệ, mày có thể diệt được không? Sau một thoáng yên lặng, Trần Dược nhỏ giọng quát, dám diệt nhà họ Trần thì mày chắc chắn phải chết. Thế hả? Y ngắn. Trần Đức nở nụ cười. Nếu tôi nói tôi muốn thử thì sao? Giữ mạng của 5 người lại là để cho các người tận mắt nhìn thấy nhà họ Trần bị diệt đấy. Ha ha. Nói xong. Không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện. Trần Đức biến mất. Trong nháy mắt. Đã xuất hiện bên ngoài điện chấn thần. Đồng thời tòa thần điện cũng khẽ run lên giữa không trung, sau đó biến mất, xuất hiện lại trong thần hồn Trần Đức. Nó dường như thay thế thần phủ trước kia, lơ lửng giữa không trung với phong cách cổ xưa, sừng sững và mạnh mẽ. Nhóc Trần, làm rất tốt, Trần Đức vừa xuất hiện thì lão yêu hoàng đã ra đón, nhưng mà cậu định ra tay với nhà họ Trần thật ư? Trần Đức gật đầu, bắt cóc con gái tôi muốn bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. Thật lòng xin lỗi nhé nhóc Trần, hiếm khi thấy thiên yêu hoàng cúi đầu như thế, đó cũng là sai lầm của chúng tôi, con gái cậu đến đại thiên thế giới mà chúng tôi lại không biết, cũng chẳng hề phát hiện. Lúc này, Đoàn Sơn Nhạc bèn đi tới, thản nhiên nói, chuyện nhà họ Trần tôi sẽ không tham gia, nhắc nhở cậu một câu, mau rời khỏi nơi này đi. Bạch Lăng đã chết, tuy điện chấn thần vẫn còn tồn tại nên tin tức sẽ không được truyền về thần quốc Vĩnh Hằng. Nhưng Hy Lăng và Đạo Thư nhất định sẽ đưa tin về đó, đến lúc đấy. Thần quốc Vĩnh Hằng nhất định sẽ cử người tới, hai người tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đoàn Sơn Nhạc đã biến mất. Nếu muốn đụng tới nhà họ Trần thì nhất định phải có phần tôi trong đó, lão yêu hoàng hét lên, đi. Trần Đức, lão yêu hoàng lao thẳng đến nhà họ Trần. Tuy Trần Đức có được thanh khí bản nguyên nhưng trên thực tế anh vẫn chưa hồi phục thực lực hoàn toàn nên không thể bay được. Lão yêu hoàng đành phải hạ mình làm thú cưỡi, Tuy là ông ta không muốn thừa nhận, nhưng sau khi ký khế ước với Trần Đức xong thì ông ta chính là thú cưỡi của anh. Chỉ một lần này thôi nhé, không có lần sau. Lão yêu hoàng chở Trần Đức một đường bay như điên, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía nhà họ Trần, mỗi bước chân bay tận 100.000 dặm, tốc độ đó đúng là nhanh đến cùng cực. Thế nhưng, dù thế thì họ vẫn sử dụng trận truyền tống. Hết cách. Dù tốc độ của lão yêu hoàng rất nhanh, nhưng đại thiên thế giới lại quá rộng lớn. Nhà họ Trần, từ xưa đã đứng ở đầu hướng gió, lại có thần quốc Vĩnh Hằng săn sóc, tất nhiên cũng chiếm cứ nơi có lượng tài nguyên vô cùng dồi dào, trung tâm nhà họ Trần nằm ở Trung Nguyên Châu. Nửa giờ sau, Trần Đức đã đến rồi. Thiên yêu hoàng chở anh đứng bên trên Trung Nguyên Châu, cách mặt đất hơn 10 vạn trượng. Trần Đức mở con mắt thấu thị lên. Ngay sau đó lập tức phát hiện bên trong không gian có tồn tại một bí cảnh, đó chính là cổng vào nhà họ Trần. Chẳng thèm nói gì nhiều. Trần Đức trực tiếp ra tay, gọi ra điện chấn thần, ném thẳng ra ngoài. Hai. Tiếng nổ vang ầm trời, vang vọng các tầng mây, lan ra khắp các châu lục. Vô số ánh mắt đều hướng về phía trời cao. Xảy ra chuyện gì thế? Trời ạ, âm thanh gì thế? Nơi đó vừa xảy ra cuộc đại chiến ư? Sao lại thế này? Hướng đó, hình như, nhà họ Trần. Hai. Vô số, người bay lên trời, tập trung nhìn về hướng bên kia để tìm hiểu xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Má nó, đó là một thiếu niên mười mấy tuổi. Sao lại thế này, tên đó đang cưỡi. Thiên yêu hoàng, má nó, tôi hoa mắt rồi phải không? Má nó. In hai. Một đám tu sĩ trợn mắt há hốc miệng. 11 năm nay, Thiên Yêu Hoàng đã làm rất nhiều chuyện, hơn nữa ông ta vô cùng mạnh mẽ và khủng bố, cùng với lôi kiếp đột phá bán thần kia khiến ông ta nổi danh khắp thiên hạ.
11 năm nay, ông ta đã giết không biết bao nhiêu người, lần nào cũng giết sạch nam giới, mang nữ giới đi, ngông cuồng đến đòi mạng. Quan trọng nhất là, bình thường, ông ta vẫn còn ầm ĩ cái gì mà tự do, ngang hàng, đời này không bao giờ làm thú cưỡi, gì gì đó. Thế mà hôm nay, lại bị một thiếu niên mười mấy tuổi, môi hồng răng trắng cưỡi trên người. Cảnh tượng đó, khiến rất nhiều người phải giật mình. Má ơi, thiếu niên đó đang làm cái gì thế, điên rồi hả? Tại sao lại nổ ầm trời thế? Đúng đó, tên đó đang làm gì vậy? Cổng vào nhà họ Trần rất bí ẩn, thậm chí nó còn được đổi thường xuyên, vì thế nên có rất ít người biết. Trần Đức có thể tìm được tới đây đều do anh đã thăm dò thần thức của 5 người nhà họ Trần nên mới biết chỗ nhà họ Trần đang ẩn náu. Điện chấn thần chớ nên ngày một lớn, mang theo cái bóng của mình không ngừng đánh về phía trước, hết lần này đến lần khác, lần lượt đập vào khiến chân trời lung lay sắp đổ. Trong tình huống bình thường, tấn công với mật độ dày như vậy, hư không cũng nên vỡ tan ra từ lâu rồi. Nhưng, nơi đó, vẫn hoàn hảo không tổn hao. Gì? Đến lúc này, ai cũng biết được sau không gian kia chắc chắn có thứ gì đó, thậm chí họ còn đoán nó đang che giấu thế lực hay gia tộc lớn nào đó, nên ai cũng tò mò. Một vài người nhà họ Trần thì nhìn với vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Có người dám ra tay tấn công cửa nhà họ Trần? Chán sống rồi hả? Là ai, kẻ nào chán sống dám dương oai trước cửa nhà họ Trần? Đúng lúc này, giữa hư không xuất hiện một khe hở, bên trong là một võ giả rất mạnh. Đó là một cao thủ cấp quân. Phía sau hắn, còn có hơn 10 cao thủ cấp đạo. Sự xuất hiện của bọn họ, nhất thời khiến mọi người đang quan sát ở phía xa xa rung động. Nhà họ Trần. Không ngờ lại là nhà họ Trần. Thiếu niên đó đang ra tay với nhà họ Trần ư. Một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc miệng, quả thật cứ như đang mơ, mẹ nó nhà họ Trần dễ bắt nạt như thế à? Một thiếu niên mười mấy tuổi lại đánh đến tận cửa nhà. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì đều đoán được chuyện này không đơn giản. Có lẽ thiếu niên đó cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thì sao có thể cưỡi lên đầu thiên yêu hoàng được. Đoàn người nhà họ Trần xuất hiện, Trần Đức cũng chẳng nói chẳng rằng, kiếm được ngưng kết trong tay, cưỡi thiên yêu hoàng xung phong tấn công. Phập, N, Phập, Phụt, mười mấy hộ vệ của nhà họ Trần đã chết. Bọn họ còn chẳng có cơ hội để ra tay đánh trả. Rầm rầm rầm. Sau đó, Trần Đức tiếp tục tấn công. Sau hơn 10 lần, cuối cùng, hư không, nứt ra rồi. Trên 9 tầng mây cao hơn 10 vạn trượng, không gian liên tục run lên, như tấm khăn che mặt thần bí được vén lên, vắt ngang hư không, nhưng cung điện nối liền không dứt hiện lên trong mắt tất cả mọi người, như cả thiên đình sừng sững, mọi kiến trúc đều lơ lửng giữa không trung. To lớn và khí thế, nguy nga lộng lẫy. Đó, chính là nhà họ Trần ư. Thật khổng lồ. Đó chính là thế gia viễn cổ ư. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó thì lập tức sợ ngây người. Sau cánh cổng hư không đó như một thế giới hoàn toàn khác, những dãy núi chập trùng, thú bay lượn quanh, những con thủy thú đang không ngừng bay lượn. Trong làn sương mù đó là khu cung điện rực rỡ hoa lệ, khí tường thủy vần quanh như đang nói cho mọi người biết nơi này hệt như tiên cảnh. Có thể sánh ngang với mấy tòa thành cố. Không. Nói chính xác hơn, với những võ giả bình thường thì đây là tiên cảnh. Ai dám gây chuyện ở nhà họ Trần? Một tiếng hét to vang lên. Ngay sau đó, sau cánh cổng hư không kia là một đoàn người đang lao tới. Đồng thời, có người rung vang chuông cảnh báo của nhà họ Trần, tất cả mọi người bên trong đều bắt đầu hành động, vô số người tụ tập về, những vầng sáng chợt lóe. Dù là người đang ở một nơi xa, ở vùng đất khác, ở các châu khác thì cũng dùng trận truyền tống để nhanh chóng về nhà họ Trần. Chẳng mấy chốc, bên trong hải thành đó, trên các đỉnh núi và những ngã tư đường đều hội tụ đến hàng trăm triệu võ giả. Những võ giả đó là rất mạnh. Thực lực tổng thể mạnh hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Bọn họ chưa chắc đều là người nhà họ Trần, nhưng dù không mang dòng máu của họ Trần thì cũng là những người nổi bật do nhà họ Trần chọn lựa từ bên ngoài để gia nhập gia tộc. Vài trăm ngàn võ giả hội tụ, nguyên khí sôi trào. Vòm trời đó bỗng chốc trở nên áp lực vô cùng. Màn trời nhanh chóng tối đen, người nhà họ Trần như thiên binh thiên tướng tập trung như mây, quy mô là vô cùng khủng bố. Ánh mắt của tất cả mọi người, toàn bộ đều tập trung vào người Trần Đức, nhìn anh với ánh mắt quái dị. Tên này.
Một người, một thú, lại dám xông vào nhà họ Trần, giết hộ vệ của nhà họ Trần, đúng là gan to bằng trời. Soạt, một bóng người lao về phía trước, đó là một thái thượng trưởng lão của nhà họ Trần, so với Trần Dược thì không hề yếu hơn, sau lưng ông ta còn có 13 cao thủ, đều trên cấp tôn, 9 người còn lại cũng ở cấp bậc đại tôn. Đó có thể nói là đội hình mạnh nhất của nhà họ Trần. Một hàng mười mấy người dàn sẵn hàng để đón địch. Đành vậy. Bọn họ đã nhận ra sức mạnh to lớn của thần và cũng nhận ra cả Thiên Yêu Hoàng. Về phần thiếu niên mười mấy tuổi trên người Thiên Yêu Hoàng, trực tiếp lờ đi là xong. Thiên Yêu Hoàng, nhà họ Trần chúng tôi không thù không oán gì với ông, tại sao lại tới đây phá cửa nhà chúng tôi, thái thượng trưởng lão kia quát lên đầy chói tai, lời nói ẩn chứa sự chất vấn, nơi này là nhà họ Trần, dù Thiên Yêu Hoàng là bán thần, thì lời ông ta nói vẫn đầy sắc bén, không có chút nào núng. Bởi vì khắp Trung Nguyên Châu này đang có không biết bao nhiêu người dõi mắt về phía họ, một khi ông ta sợ hãi thì nhà họ Trần sẽ mất mặt lắm. Thứ hai nơi này là nhà họ Trần, bên trong là những người với tư chất cực mạnh, nếu đánh một trận thì cũng chưa chắc đã thua. Nhưng, trả lời ông ta là một kiếm của Trần Đức. Bấy giờ, anh và Thiên Yêu Hoàng có tâm linh tương thông nên không cần những trao đổi dư thừa, nhanh chóng thuấn thân chém một kiếm về phía Thái Thượng Trưởng Lão. Thanh kiếm dài trực tiếp đâm thẳng vào tim thái thượng trưởng lão, máu tươi điên cuồng bắn ra, ông ta không thể tin nổi nhìn chằm chằm Trần Đức, cậu. Thế nhưng, ông ta còn chưa dứt lời thì Thiên Yêu Hoàng đã ra tay. Keng, cùng lao xuống, trực tiếp giẫm thái thượng trưởng lão thành nhân bánh, sức mạnh khổng lồ của bán thần thì sao một đại chí tôn có thể chống đỡ được. Trong nháy mắt, thái thượng trưởng lão đó đã trực tiếp chết tươi. Thần hồn đều bị diệt. Tất cả những cảnh đó đều được truyền về cho Điện Chấn Thần, mặt mấy người Trần Vạn Chi, Trần Dược xám như cho tàn, họ hoảng hốt, sắc mặt vô cùng khó coi, muốn truyền tin tức ra ngoài, bảo tất cả dồn lực đón địch, đồng thời cũng liên lạc với thần tộc Vĩnh Hằng. Đáng tiếc, chẳng có một tin tức nào được truyền ra ngoài cả, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. To gan! Mấy người còn lại nổi giận, lập tức kéo giãn khoảng cách với Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng. Dù họ có ngốc cũng biết kẻ đến không tốt lành gì, cứ nhảy ra nói lý cũng chỉ tổ mất mạng mà thôi. Trong đó có một người hét to. Chợt, tiếng hét vang vọng, tất cả mọi người trong nhà họ Trần chuẩn bị nghênh chiến. Tu tu, trong đám người có tiếng kèn thổi lên. Cùng với tiếng kèn đó, hơn 1 tỷ người võ trang đầy đủ đứng dậy, gọi vũ khí ra, gọi cả những con thần thú mà bình thường khó gặp, chúng đều bị tước đoạt linh trí, chỉ còn mỗi cảnh giới và thực lực cực mạnh. Gào, gào, một con man thú giống to, tiếng rít rung trời. Một số người lại bắt đầu tạo thành đại trận, bên trên nhà họ Trần là những trận văn bắt đầu lan tràn, đó chính là đại trận hộ tộc. Không thể để trận được tạo thành, nếu không sẽ rất khó để tấn công vào trong, Thiên Yêu Hoàng nhắc nhở Trần Đức. Được, hai mắt Trần Đức bắt đầu biến ảo, đồng tử cũng hóa thành màu tím yêu dị. Bỗng nhiên, bên trong gia tộc họ Trần, 100 vạn dị thú đều thay đổi màu mắt, những làn xương tím bao trùm lấy đồng tử của chúng, cả bọn bắt đầu điên cuồng gào giống và giãy giụa. Một người gấu cao tới mấy chục trượng đánh thùm thụp vào ngực mình, gào giống trong đám người, sau đó vung tay đánh xuống, lập tức biến 1000 võ giả thành bùn máu, đỉnh núi cũng bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, xương trắng dày đặc, máu tươi chảy dài. Bên kia, một con sư tử vàng 3 đầu rít gào. Dao động thần hồn mạnh mẽ nhộn nhạo lan rộng, lại ảnh hưởng đến mấy ngàn người. Còn có một con ve sầu. Nó đập cánh vù vù, ầm ầm ông ông, cánh ve mỏng lướt qua đám người chẳng khác gì thiên đao thần kiếm, trong nháy mắt đã chém bay đầu 3, 4 ngàn người. Đầu một đám võ giả như vỏ đạn rơi lả tả xuống đất, chết không nhắm mắt. Rầm rầm rầm. Đó chính là một con kiến màu đỏ, so sánh lại thì nó cũng không to, chỉ có 2, 3 mét nhưng lại ngang với một tông sư võ đạo, sức mạnh có thể lay động cả trời cao, khiến cả vòm trời rung chuyển, từng mảng hư không bị đập nát bởi nắm đấm của nó, mỗi một đấm là lại có một người ngã xuống. Tất cả, đều là sức mạnh của nhà họ Trần, đó là dị thú mà bọn họ nuôi dưỡng, nhưng lúc này lại bạo loạn, dưới con mắt ngự thú của Trần Đức, nó ra tay với người trong nhà, có ít nhất 2 đến 3 ngàn dị thú giống vậy, mà những con yếu hơn chúng lại càng nhiều vô số. Trong nháy mắt, bên trong nhà họ Trần, Tiêu Tùng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục.
bị ảnh hưởng bởi tình huống đó. Những cao thủ đang tạo thành trận văn cũng phân tâm khiến cả đại trận hộ tộc trở nên yếu đi rất nhiều. Bấy giờ, Vô Sô, người nhìn chằm chằm vào những cảnh tượng đó, ai cũng kinh hãi đến cùng cực. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao dị thú của nhà họ Trần lại nổi loạn? Tại sao Thiên Yêu Hoàng và thiếu niên kia thân cô thế cô lại dám đánh vào nhà họ Trần? Quan trọng nhất là, một người, một thú. Quá mạnh mẽ, quá điên cuồng. Tổ hợp của bọn họ có thể nói là vô địch, đã chủ động lao về phía 13 trưởng lão và thái thượng trưởng lão. Trần Đức quát khẽ, hoàn toàn không cho nhà họ Trần thời gian để phản ứng. Anh gọi điện chấn thần ra không ngừng đánh vào cổng nhà họ Trần, dưới sự hỗ trợ của Thiên Yêu Hoàng. Anh khiến đại trận hộ tộc của nhà họ Trần cùng với cánh cổng hư không kia thủng một lỗ to. Bỗng, anh lao về phía 13 người mạnh nhất kia. Anh phải tốc chiến tốc thẳng. Thứ nhất, nhà họ Trần có thần quốc Vĩnh Hằng bảo vệ, cứ kéo dài thời gian thế này mà bên kia có cao thủ nào đó tới thì sẽ vô cùng phiền toái. Thứ hai, người nhà họ Trần thật sự quá đông, những người đó vẫn liên tục kéo đến, tuy có một những con dị thú hỗ trợ nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Không thể kéo dài quá lâu. Tóm lại, thời gian tiêu hao càng nhiều thì càng bất lợi cho bọn họ. Mái tóc Trần Đức bay bay, có thể nói là điên cuồng, nhà họ Trần dám bắt con gái anh thì nhất định phải trả một cái giá đắt, trả một cái giá đầy máu. Vừa mới chạm mặt, nhà họ Trần đã máu chảy thành sông, có mấy chục ngàn người đã chết dưới sức mạnh của dị thú. Điện chấn thần bao phủ trời cao, đè xuống 13 vị cấp tôn mạnh nhất. 13 người nhận ra được sự quỷ dị của điện chấn thần, trực tiếp đỡ đòn, liên tục tung đòn ra để đánh lui, nhưng cùng lúc đó, Trần Đức lại cầm kiếm xông lên. Đó là thanh kiếm anh lấy được từ một vô lượng tôn, thân kiếm màu đỏ, dài 8-9 thước, khá rộng, trên thân kiếm là mùi máu tanh nồng đậm. Xoẹt! Anh trực tiếp nhắm về phía ba đại tôn, đó là nơi yếu nhất của 13 người, kiếm lướt qua để lại bóng mờ, ánh đỏ nhộn nhạo như một luồng máu đang bay. Trần Đức chẳng nói chẳng rằng lấy đi mạng ba người họ. Đồng thời, Thiên Yêu Hoàng cũng ra tay với 10 người còn lại. Ba người cấp tôn kia thấy là Trần Đức đánh, nghĩ anh chỉ là một thiếu niên gà mờ nên cười lạnh tung sát chiêu, chẳng qua một giây sau họ đã hối hận, kiếm đỏ như máu đâm thủng cơ thể bọn họ. Trần Đức đánh thêm một quyền xuống khiến thần hồn họ vỡ nát, trong khoảnh khắc ba người đã mất mạng, cả chút lực chống cự cũng không có. Chuyện này vô cùng bình thường. Cơ thể và thần hồn của Trần Đức có thể đánh ngang tay với bọn họ, huống chi lúc này trong người anh còn có thanh khí bản nguyên, tuy cảnh giới vẫn chưa thật sự hồi phục, nhưng lực chiến cũng rất nghịch thiên, anh còn có cả tự tại thần ma công và sức mạnh của Thiên Yêu Hoàng nữa. Phụt, 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 giết liên tục ba người, Trần Đức lại rơi xuống lưng Thiên Yêu Hoàng, một lần nữa liều mạng xông lên. Biểu hiện của Trần Đức đã khiến rất nhiều người kinh hãi. Đến lúc này, tuy đã có rất nhiều người biết Trần Bát Hoang quay trở về, nhưng không ai biết thiếu niên trước mặt chính là Trần Bát Hoang, thấy anh còn trẻ đã xung phong giết chết 13 cao thủ cấp tôn, cả đám nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quá mạnh mẽ! Trung Nguyên là nơi có rất nhiều thế lực lớn, gia tộc lớn và cũng là nơi tập trung nhiều người nhất. Lúc này, ít nhất cũng có trên 100 triệu người nhìn chằm chằm vào nơi này. Đành vậy! Một thế lực viễn cố bị một người một thú đánh tới tận cửa, đây chính xác là một chuyện kinh thiên động địa, rất nhiều thế lực lớn đang nhìn chăm chú, một vài thế lực liên minh với nhà họ Trần đang suy nghĩ coi có nên viện trợ không. Tộc Công Tây, nhà họ Tống, Thánh Địa Âm Dương, ba thế lực viễn cổ khác cũng theo dõi bên này xít sao. Chuyện xảy ra trong điện chấn thần thì một vài người bên trên đã biết, cũng nhận ra thân phận Trần Đức, bị anh làm cho khiếp sợ. Lúc này họ cũng chỉ dám ra xem chứ không dám tiến lên, lại càng không dám chủ động công khai thân phận của anh, sợ chọc anh nổi giận. Các thế lực lớn như họ cũng bị dọa sợ, không ai ngờ được Trần Bát Hoang lại mạnh mẽ như thế, trực tiếp đánh thẳng vào nhà họ Trần. Xoẹt! Xoẹt! Trần Đức vừa mới đánh trọng thương hai đại tôn, 10 cao thủ cấp tôn liên hợp lại có thể nói là rất mạnh, nhưng Trần Đức còn mạnh hơn. Anh đánh tới cùng sát ý vô tận. Có thể nói là hoàn toàn không muốn sống, liều mạng nhất từ trước đến nay, dù trên người có vết thương nhưng không hề có ý định lui bước. Giết! Giết! Lúc này, cuối cùng những người đủ mạnh của nhà họ Trần cũng đã ra tay, dù sao bọn họ cũng có rất nhiều người, giải quyết một số dị thú là chuyện hết sức nhanh chóng. Mà trong tộc lúc này đang có hơn 1 tỷ người hội tụ, bọn họ có tổ chức, có trật tự,
một khi đánh trả là vô cùng khủng bố. Họ thông qua trận văn, nhưng tụ hơn 10 cuộn sóng nguyên khí, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng. Mẹ nó cái lũ này, đúng là chán sống mà. Lão Yêu Hoàng giống to một tiếng, một tay kỳ lân đánh xuống, thực lực khủng bố của cấp bán thần nhanh chóng lấy ông ta làm trung tâm, dấy lên làn sóng sức mạnh khổng lồ, hư không như biển rộng sôi trào, không gian khổng lồ đánh úp về bốn phía. Đó là bán thần, dù có hàng tỷ người cùng dồn sức thì cũng không thể tổn thương ông ta dù chỉ nửa phần, sự chênh lệch cảnh giới đó đôi khi không thể bù lại bằng số lượng. Tất nhiên, bọn họ cũng không tệ, làn sóng nguyên khí đó khiến Thiên Yêu Hoàng cũng phải dựng lên toàn bộ lá chắn tinh thần, nhưng sau khi đám người kia vừa chết đi thì lập tức có người vào thay bọn họ. Mà pha tấn công đó, thật ra chỉ để tranh thủ cơ hội thở dốc cho 10 cao thủ cấp tôn kia mà thôi. 10 người liên tục lùi lại, sắc mặt còn khó coi hơn cả người chết một vạn lần, thật sự không hiểu tại sao nhà họ Trần lại rước lấy hai vị sát thần này, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả. Thế nhưng, đây không phải là lúc để cho họ suy nghĩ, những lúc thế này, suy nghĩ thêm một giây thôi cũng là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Cứ thế này, nhà họ Trần sẽ gặp đại nạn, không thể do dự được nữa, mọi người, sử dụng sức mạnh thần đế, thái thượng trưởng lão mạnh nhất trong 10 người ra lệnh, đồng thời cũng ra lệnh cho một người dùng tốc độ nhanh nhất để liên lạc với thần quốc Vĩnh Hằng. Soạt, người mạnh nhất gọi ra pháp chỉ ánh vàng rực rỡ vừa xuất hiện đã chiếu sáng khắp cửu thiên thập địa, toàn bộ bán kính trăm triệu dặm khắp Trung Nguyên Châu đều bị vầng hào quang đó bao trùm. Đồng thời, hơi thở khiến lòng người kính sợ cũng nhảy nhót lan xa cùng với sự xuất hiện của pháp chỉ. Đó là sức mạnh của thần, pháp chỉ của thần đế, đó từng là pháp chỉ sắc phong nhà họ Trần, khâm định họ là thế gia viễn cổ, một võ giả già nua nói. Lai lịch của người này không nhỏ, là lớp người đi trước của tộc Công Tây, trong nháy mặt đã nhận ra lai lịch của pháp chỉ. Năm đó, nhà họ Trần tham gia vào cuộc chiến thần ma của thần quốc Vĩnh Hằng, sau trận đánh đó, thần đế Vĩnh Hằng đã ban xuống pháp chỉ, sắc phong nhà họ Trần, tưởng thưởng vô số tài nguyên. Thậm chí còn trao một phần huyết mạch của thần cho hậu thế của bọn họ. Pháp chỉ đó không phải là loại pháp chỉ đơn giản, bình thường. Bên trong đó ấn chứa một chút thần thức của thần đế, được cung phụng trong từ đường nhà họ Trần, xem như chí bảo, trấn áp toàn bộ tộc Trần thị. Nó là ngọn nguồn giúp nhà họ Trần phất lên, cũng là thứ sức mạnh lớn nhất của nhà họ Trần. Xem ra Thiên Yêu Hoàng và Trần Bát Hoang thật sự rất mạnh, ép nhà họ Trần phải đi đến bước đường này. Nên biết rằng pháp chỉ này chỉ được sử dụng đúng một lần. Nhà họ Trần trải qua bao nhiêu gian nan khốn khó, mười mấy vạn năm qua, chưa từng dùng pháp chỉ lấy một lần. Xem ra, lần này họ bị ép đến đường cùng rồi, một cao thủ thế lực viễn cổ vô cùng khiếp sợ. Trung Nguyên Châu, cùng với các thế lực viễn cổ đều kinh hãi đến cùng cực, ánh mắt nhìn pháp chỉ kia cũng đầy kính sợ và hoảng hốt. Dầm. Pháp chỉ như một cuộn thật dài mở ra, ánh sáng ngọc rực rỡ chiếu thế, từng mũi nhọn của thần rơi xuống như mưa sao băng giữa đất trời. Thần uy minh mông, cùng ta trường tồn, đại chí tôn mạnh nhất thì thào tự nói, huyết mạch của ông ta bắt đầu sôi trào, thần huy nở rộ, cả người ông ta bồng chốc rực sáng, trong suốt, bên trong pháp chỉ là những đạo cách xỏ xuyên qua, rót vào cơ thể ông ta, trong đó có lực nguyên thần của thần đế cũng được rót vào thần hồn ông ta. Trong phút chốc, có thể cảm nhận rất rõ, đại chí tôn kia đang dần mạnh lên. Hơi thở cảnh giới khủng bố không ngừng đột phá, từ đại chí tôn lên thẳng vô lượng tôn, cuối cùng là vượt cả vô lượng tôn, thần uy trong người bắt đầu lan tràn, quấn quanh. Bán thần, tiểu thần. Trong thoáng chốc, ông ta đã lên tới tiểu thần. Hơn nữa, còn có được một phần nguyên thần và ý thức của thần đế. Trong nháy mắt, ông ta nhắm lên cửu tiêu, vạt áo dài bay bay. Quan sát núi rừng sông suối. Thiên Yêu Hoàng, ông tự tiện xông vào nhà họ Trần tôi. Ngày hôm nay, Trần Hùng tôi sẽ kết liễu ông. Trần Hùng oai nghiêm tỏa sáng, dáng người già nua lập tức trẻ trung hơn vạn tuổi, trở nên khôi ngô và mạnh mẽ hơn, hơi thở mạnh mẽ cùng lực thần hồn dao động ép xuống khiến cửu thiên thập địa đều sợ run, như thể ông ta mới là mặt trời duy nhất, soi sáng khắp mười phương. Mà pháp chỉ, thì dần phai nhạt, hóa thành giấy vụn, rơi xuống nền đất. Trong lúc nói chuyện, Trần Hùng giơ một đấm đánh về phía Thiên Yêu Hoàng. Nắm đấm như núi đục lỗ cả bầu trời, trong bí cảnh của nhà họ Trần, hàng ngàn ngọn núi đang lay động, vòm trời thất sắc, một đấm phá cả pháp tắc thiên địa,
khiến hư không ảm đạm sụp đổ. Tới đi, tiểu thần thì sao, hôm nay để ông đây thử xem. Lão yêu hoàng quát lên, phải kỳ lân toàn thân tỏa ra ánh vàng và tím, đồng tử phát sáng, một tiếng gầm thét vang lên, cõng Trần Đức liều chết xông tới, mỗi một bước chân của ông ta đạp trên hư không giống như đánh trống trận, ầm ầm giữa trời đất. Ánh mắt Trần Đức sắc bén, đối phương để thăng lên làm tiếu thần, anh vẫn không sợ, từng sợi tóc dựng đứng, huyết kiếm trong tay nở nộ từng mảng sáng, nhuộm đỏ cả nửa mảng trời, một tay cầm kiếm, tay còn lại xuất hiện một thanh chiến kích tràn ngập hung quang lấy đi tính mạng của hàng trăm triệu người. Đồng thời, trên đỉnh đầu, điện chấn thần ầm, âm vang dội, hóa thành núi lớn khổng lồ, ép về phía Trần Hùng, như cối xay nghiền ép xuống. Ầm ầm ầm. Giữa điện quang hỏa thạch, bọn họ và Trần Hùng đụng nhau, không thể không nói, đề thăng của Trần Hùng thật sự đã nhảy vọt, lúc trước bị ép cho không thở nổi, đánh đến mức không có cơ hội thở dốc, lúc này lại mơ hồ chiếm thế thượng phong, lão yêu hoàng bị đánh lùi vài 300 mét, Trần Đức cũng bị dư âm đánh trúng, nhưng có điện chấn thần bảo vệ, cộng thêm thần lực bất tử điều, anh không có gì đáng ngại. So sánh, Trần Hùng chỉ lùi 3 bước. Đương nhiên. Nếu so sánh thì hắn đã là tiểu thần. Dưới thần chỉ là con kiến hôi, hắn lùi 3 bước đã rất khiếp người rồi, khờ lê người ta sợ hãi. Vô số người lúc này đều im lặng. Bọn họ phát hiện không chỉ là lão yêu hoàng vô cùng mạnh mẽ, thiếu niên môi đỏ răng trắng chỉ mới mười mấy tuổi trên lưng ông ta cũng mạnh muốn đòi mạng, lúc hành động đều có tư thế bá vương dòm ngó ngôi báu, khí tức và cảnh giới trên người anh và sức chiến đấu biểu hiện ra đã vượt qua rất nhiều nhân vật cấp bậc hóa thạch sống. Vô số thế hệ trẻ nhìn thấy anh mà tự thẹn với bản thân. Giữa trời đất này tại sao lại có người biến thái như vậy? Trời ơi, rốt cuộc hắn có lai lịch ra sao? Dáng vẻ vô địch của hắn khiến tôi nghĩ đến Trần Bát Hoang dưới thành Hiên Viên 11 năm trước. Trần Bát Hoang thứ hai xuất thế rồi sao? Không không không, hắn còn biến thái hơn cả Trần Bát Hoang ấy chứ. Trần Bát Hoang ít cũng mấy chục tuổi rồi. Mà thiếu niên kia dù huyết mạch hay khí tức cũng chỉ 16-17 tuổi, tuổi này một vài thiên chi kiêu tử cũng vẫn đang được nuôi dưỡng trong gia tộc, không dám xuất thế đúng chứ? Hai hai. Vô số người thán phục, quét mắt nhìn thiếu niên kia, cũng có rất nhiều người đang trong trận chiến này nghĩ đến Trần Bát Hoang 11 năm trước, bây giờ tin tức Trần Bát Hoang quay về đã truyền ra, nhưng thiếu niên này còn mạnh hơn anh, rất nhiều thiên chi kiêu tử nhìn thấy cảnh tượng này liền có chút hoài nghi đời người, muốn hộc máu. Trần Hùng thật sự sợ hãi đến cực điểm, ngón tay vung lên, có hàng chục thiên thạch bay từ ngoài bầu trời xuống bắn phá về phía Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng, mỗi lần rơi xuống đều gây ra chấn động, toàn bộ Trung Nguyên Châu đều run rẩy kịch liệt, tối tăm trời đất giống như động đất đến, xuất hiện từng cái hố khổng lồ ngút trời, vô số sơn nguyên sụp đổ, hóa thành phấn vụn, trở thành nham thạch, sông Trường Giang rộng lớn đền khô cạn, vô số sinh linh chết thảm. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới trận chiến này. Học hỏi các loại phương thức. Càng xem càng cảm thấy kinh khủng. Nhà họ Trần đã kinh khủng rồi. Thiên Yêu Hoàng và thiếu niên đó cũng khiến người ta kinh hãi. Bụp, bụp, bụp. Trần Đức đánh nát từng thiên thạch, cùng Thiên Yêu Hoàng liên minh tác chiến, lại một lần nữa chém Trần Hùng. Trần Đức không sợ sống chết, Thiên Yêu Hoàng lại cho thấy sức chiến đấu khủng khiếp. Hai người tương hợp, chưa từng có từ trước đến nay, sức chiến đấu cũng để thăng lên cao. Điện chấn thần lần lượt rơi xuống, đụng vào Trần Hùng. Sau hàng ngàn hiệp, lão yêu hoàng và Trần Đức mặc dù bị thương, nhưng Trần Hùng cũng không dễ chịu, thoáng chốc, hắn bị điện chấn thần đụng vào một lần, sức mạnh thái âm thái dương, thời gian không gian buông xuống, giam lại tạm thời, lão yêu hoàng và Trần Đức bắt được cơ hội tốt, bất chấp vết thương xông lên. Thiên Yêu Hoàng một cước đạp lồng ngực hắn, một kiếm của Trần Đức bổ về phía đầu hắn, kích nhắm thẳng vào phần hồn. Phụt. Ngực Trần Hùng bị đạp bẹp, toàn bộ lồng ngực lõm xuống, biến hình, máu bắn tung tóe, kiếm của Trần Đức chém cổ hắn, chém ra một vết thương sâu, kích nặng nề đâm vào mi tâm, xen lẫn sức mạnh thần hồn đánh giết, thần hồn của hắn cũng bị xé toạc. A! À, Trần Hùng giận dữ, cuồng lang khủng khiếp tản ra bốn phía, trong nháy mắt đánh văng Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng, bản thân bay rớt ra ngoài, vận chuyển thần lực, thoát khỏi thời gian và không gian, ép thái dương và thái âm ra khỏi cơ thể. Không ngờ sức chiến đấu của Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng lại kinh khủng như vậy, còn đánh hắn trọng thương. Nhưng, một lúc sau, từng đường trật tự sán lạn quấn xung quanh cơ thể hắn, vết thương bắt đầu hồi phục, mặc dù sắc mặt tái nhợt, quả thật bị thương,
nhưng bề ngoài nhìn qua lại không có gì đáng ngại. Trần Thị, tất cả mọi người nghe lệnh, hợp lực, tru diệt hai người này, hắn đứng trên 9 tầng mây, ngưng thần quát một tiếng. Cuối cùng, hắn không chiến đấu một mình nữa, bắt đầu ra lệnh cho cả nhà họ Trần. Thoáng chốc, 8 đại chí tôn, đại tôn, thậm chí trên 100 cường giả cấp sơ tôn cùng với trên 10 tỷ tu sĩ các cảnh giới lớn lúc này đều đồng loạt di chuyển, cơ thể tiêu tan, như châu chấu quá cảnh, hội tụ lại, khóa kín Trần Bát Hoang và Thiên Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng, hai người hôm nay phải chết. Trần Hùng mặt mày dữ tợn, ngay cả lá bài tẩy cũng đã sử dụng, hôm nay nếu không giết chết hai người, hắn còn mặt mũi nào ở lại trên đời. Lúc này, lửa giận của hắn đã lan ra khắp nơi, muốn Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng phải chết, hiệu triệu sức mạnh toàn tộc, cùng nhau ra tay. 10 tỷ tu sĩ tập trung là khái niệm thế nào? Liếc nhìn trên trời dưới đất rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là người, mà những người này hiện giờ đều đang hội tụ nguyên khí, trong tư thế sẵn sàng, ra tay với Thiên Yêu Hoàng và Trần Đức, từng đường quy luật thiên địa hiện ra, hư không ầm ầm vang dội. Thoáng chốc, bầu trời vốn đang mờ tối, lúc này đã hoàn toàn xám xịt. Tí tách, một tia chớp xẹt qua bầu trời, ngay sau đó, tiếng sấm nổ ầm vang khắp bốn phương tám hướng, các tu sĩ đứng nhìn phía xa hoàn toàn kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. 10 tỷ người, cùng ra tay với hai người. Điều này cũng không xuất hiện mấy lần trong lịch sử toàn bộ đại thiên thế giới đúng chứ? Phải biết rằng, trong 10 tỷ người còn có một tiểu thần. Trong lòng mọi người rét lạnh. Lần này, bọn họ chết chắc rồi đúng chứ? Chắc vậy rồi, ông nghĩ đi, một tiểu thần như Trần Hùng đã đủ giết được bọn họ trong nháy mắt, bây giờ có nhiều người ra tay như vậy, bọn họ có lý do gì mà không chết? Thiên Yêu Hoàng đúng là điên rồi, mang theo một thiếu niên đến tấn công nhà họ Trần, đúng là quá tự phụ, hôm nay e rằng khó khăn rồi. Từng người nhìn hai thân ảnh cô đơn trên 9 tầng mây đều bất đắc dĩ lắc đầu, thiên phú dù mạnh thì sao, vô cùng kinh khủng thì sao. Quá ngông cuồng, quá tự phụ, cuối cùng vẫn phải chết trên con đường trưởng thành. Soạt. Lúc này, Trần Hùng cũng đang ra tay, mặc dù hẳn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với trạng thái mạnh mẽ như vậy, nhưng dù không thích ứng, lúc phát huy thực lực vẫn kinh khiếp dọa người, lòng bàn tay giống như đang hấp thu năng lượng trời đất. Nguyên khí trong chu vi vạn dặm phút chốc đều kéo về lòng bàn tay hắn, ngưng tụ ra một vòng xoáy khủng khiếp, tình cảnh cực kỳ dọa người. Mẹ kiếp, người đông ước hiếp ít à, lão yêu hoàng lớn tiếng quát, trong lòng mặc dù có hơi sợ, nhưng ngoài miệng lại chịu buông tha cho người ta. Đồng thời, ông ta âm thầm truyền âm cho Trần Đức, nhóc chân, nhân lúc bọn họ tập trung toàn bộ nhân lực trên người tôi, vẫn không nhận ra cậu, mau tìm xem con gái cậu ở đâu, tôi ở đây giữ chân mấy người này. Cậu đi cứu nó. Lão yêu hoàng, ông gánh nổi không? Yên tâm, không có gì đâu, lát nữa cậu sẽ hiểu, lão yêu hoàng tôi cũng là một người có nguyên tắc, hôm nay nói diệt nhà họ Trần thì nhất định phải diệt, chỉ là con gái cậu vẫn chưa được cứu ra, trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được. Sắc mặt Trần Đức nghiêm túc, lựa chọn tin tưởng lão yêu hoàng, cùng giây đó, anh lấy điện chấn thần bao phủ thân mình, dưới sự che chở của lão yêu hoàng, thuật hư không thi triển. Xé toạc hư không, biến mất khỏi người Thiên Yêu Hoàng, lúc xuất hiện đã xông vào nhà họ Trần. Nhưng, thân ảnh vừa xuất hiện, anh liền bị người của nhà họ Trần phát hiện, một đám người bắt đầu xông về phía anh, đương nhiên vẫn nhiều người hướng mũi dìu nhắm vào Thiên Yêu Hoàng hơn. Theo bọn họ thấy, chỉ cần Thiên Yêu Hoàng chết, muốn giết một thiếu niên không phải chỉ là chuyện trong vài phút sao. Gào, Thiên Yêu Hoàng gào giống một tiếng, trực tiếp quay đầu, không để ý đến Trần Hùng. Mà nhắm vào đám người nhà họ Trần, chẳng ai ngờ ông ta lại quay đầu bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch, giống như thiên thần hạ phàm, bốn móng vuốt của con kỳ lân giáng xuống, lập tức không biết bao nhiêu người bị đạp thành thịt vụn, kêu thảm thiết. Cùng giây, vô số công kích đánh xuống, bao hàm một kích chí mạng của Trần Hùng, tập kích đốt Thiên Yêu Hoàng, thế tấn công kinh sợ như vậy khiến toàn bộ bầu trời đều vỡ vụn, đất đai đã sớm hóa thành biến dung nham, từng đường đại đạo xen lẫn trong hư không. Cùng tia chớp khuấy động trên 9 tầng mây, sấm rền liên hồi, từng mảng núi lớn nổ âm, trong chu vi vạn dặm sắp bị san thành bình địa, dù là bí cảnh của nhà họ Trần, từng tòa cung điện đang sụp đổ, núi lớn nghiêng ngả. Thiên Yêu Hoàng gắng sức chống cự, nhưng vô dụng, cảnh giới bây giờ giữa ông ta và Trần Hùng có chênh lệch không nhỏ, lúc này lại có gần 10 tỷ người ra tay với ông ta, những người này mặc dù yếu, nhưng cùng nhau tập hợp lại cũng tương đối mạnh,
huống hồ trong đó còn có đại chí tôn, đại tôn và không biết bao nhiêu cường giả cấp sơ tôn. Thiên yêu hoàng mệt mỏi đối phó, chúng không biết bao nhiêu chiêu, toàn thân bị ném bay ra ngoài, máu trên người rầm rề, giống như đi ra từ trong vũng máu, trưởng kia của Trần Hùng xuyên thủng cơ thể ông ta, các loại quy luật đan xen lóe sáng, nhất thời ông ta khó mà khôi phục. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, thiên yêu hoàng gần như bị thương nặng, thân hình lảo đảo muốn ngã, thiếu chút nữa rơi xuống từ trên cao. Thiên yêu hoàng, đừng cho rằng ông là nhân vật trong truyền thuyết mà dám ngang ngược với nhà họ Trần, cho dù ông đến đây có nguyên nhân gì, hôm nay nhất định chỉ đến được chứ không về được. Trần Hùng quát lên chói tai, hai tròng mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ ác liệt, pháp chỉ thần đê, mang lại cho ông ta tự tin tuyệt đối. Mà lúc này, vị đại tôn đi nước Vĩnh Hằng cũng đã quay lại, nhưng mang theo tin tức không được tốt, trưởng lão, thần đế đang bế quan, không có thần đế hạ lệnh, nước Vĩnh Hằng không định tiếp viện cho nhà họ Trần. Không sao. Trần Hùng giơ tay lên, lần này hắn đã có dự liệu từ sớm, dù sao nhà họ Trần cũng có một vài liên quan với nước Vĩnh Hằng. Nhà họ Trần xảy ra chuyện, nước Vĩnh Hằng không thể nào không biết, nếu quả thật muốn cứu viện thì đã đến thông qua cửa truyền tống của nội bộ gia tộc rồi. Cho đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức của nước Vĩnh Hằng, như vậy còn gì không sáng tỏ nữa. Mặc kệ nước Vĩnh Hằng vì sao không đến, bọn họ cũng không dám trách tội. Thứ Trần Hùng dùng lúc này cũng là sức mạnh pháp chỉ của thần đế Vĩnh Hằng, không phải sao. Nơi này đã không cần đất nước đích thân đến. Trần Hùng tôi vẫn có thế chém thiên yêu hoàng dưới kiếm. Trần Hùng tràn đầy tự tin, thái độ như vua trước thiên hạ, hắn tự cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, ngay cả thiên yêu hoàng thanh danh hiển hách cũng bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, không phải sao? Vậy thì đâu cần nước Vĩnh Hằng đích thân đến nữa. Lão già kia, mẹ kiếp, thiên yêu hoàng kêu gào, có bản lĩnh thì đấu một mình với tao, người đông ăn hiếp kẻ yếu thì có bản lĩnh gì, dù sao mày cũng là thần mà. Đồ rác rưởi. Tiếng thiên yêu hoàng như sấm rền, cuồn cuộn vang dội, mặc dù rơi vào thế hạ phong, bị thương nghiêm trọng, nhưng ngoài miệng lại không hề muốn buông tha người ta chút nào. Thiên yêu hoàng tao ở đây gửi lời chào hỏi toàn bộ phụ nữ của nhà mày, chúc những đứa trẻ bọn họ sinh ra đều là kỳ lân. Giọng nói của ông ta truyền khắp hơn một nửa Trung Nguyên Châu. Gần như tất cả mọi người đều nghe thấy. Mọi người đều hết nói nổi. Thiên yêu hoàng này mồm miệng đúng là độc địa. Hừ. Trần Hùng hừ lạnh, giận không kiềm chế được, tập hỏa, giết chết lão kỳ lân này. Đồng thời, hẳn lại ra tay. Kiếm trong tay bổ xuống, dù 10 tỷ người nhà họ Trần ra tay cũng không thể nào che giấu được thần uy kiếm của hẳn. Thần lực khủng khiếp kia khiến toàn bộ Trung Nguyên Châu đều đang rung chuyển. Ánh sáng của một kiếm chiếu sáng cửu thiên thập địa, một kiếm chiếu sáng cả Trung Nguyên, cách cả vạn vạn dặm. Rất nhiều người vẫn cảm nhận được kiếm ý khủng khiếp kia. Thiên yêu hoàng sử dụng chuông đồng ngăn cản, chuông đồng màu cổ đồng xanh, tỏa ra ánh sáng nặng nề sáng chói, từng là món binh khí của thần, mặc dù tàn tạ, nhưng vẫn còn vang vọng thần uy, lúc này được thiên yêu hoàng sử dụng để nghênh đón một kiếm kia. Chuông đồng như núi, nằm ngang trên đất. Giữa điện quang hỏa thạch, kiếm mang cùng chuông đồng đụng nhau. Chuông đồng cuối cùng không bằng kiếm mang. Ngăn cản không đến một giây liền bị một kiếm chém thành hai, mà nó cũng chỉ triệt tiêu 1/10 uy lực của kiếm. Uy lực còn lại phong tỏa thiên yêu hoàng, tất cả uy lực gần như ngưng tụ thành một điếm, hoàn toàn khóa kín bao trùm ông ta. Thiên yêu hoàng muốn tránh cũng không được. Phụt! Lập tức, cơ thể của ông ta bị chém thành hai đoạn trước sau, nhưng cũng may kinh nghiệm chiến đấu của thiên yêu hoàng cực kỳ phong phú, sau khi cơ thể đứt lìa, lợi dụng khe hở uy lực của thanh kiếm kia tiêu tan. Nửa thân trước chạy trốn, máu trong cơ thể sôi trào, lóe lên ánh sáng chói mắt màu tím, cưỡng ép nổ nửa thân sau, nổ trúng đám người nhà họ Trần. Ầm ầm, đây là cơ thể bán thần bùng nổ, trong nháy mắt giống như bom nguyên tử nổ tung, ngay cả Trần Hùng nhất thời không kịp ngăn cản, uy lực khủng khiếp phập phồng bốn phía, không biết đã nuốt được bao nhiêu người, một cái hít thở ngắn ngủi, nhà họ Trần ít nhất có mấy trăm ngàn người chết oan uổng, ngay cả thi thể cũng không còn. Mà đây vẫn còn là kết quả thiên yêu hoàng thu liềm lại. Dù sao, lúc này ông ta ở trong bí cảnh nhà họ Trần, nếu như thật sự khiến cơ thể của bán thần nổ tung không chút kiêng kỵ, toàn bộ nhà họ Trần dù có Trần Hùng bảo hộ, chí ít cũng phải hư hại hơn nửa địa vực, ông ta lo lắng sẽ lỡ tay làm tổn thương con gái của Trần Đức. Đáng chết! Sắc mắt Trần Hùng nặng nề đến mức sập chảy nước, mắt thấy mấy trăm ngàn người chết,
Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều run lẩy bẩy, nhưng hắn lúc này cũng nhìn ra Thiên Yêu Hoàng không có bung toàn bộ uy lực, dường như đang kiêng kỵ gì đó. Nhưng, Trần Hùng nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc ông ta đang kiêng kỵ điều gì. Có lẽ, là bởi vì thiếu niên kia. Trần Hùng đưa mắt nhìn vào trong bí cảnh, một thiếu niên đang đi trên con đường giết chóc, cũng không ra tay, có thể dùng anh để ngăn cản Thiên Yêu Hoàng cũng không tệ. Lão già kia, bổn yêu hoàng giết chết mày, Thiên Yêu Hoàng gầm lên, ông ta cố ý dẫn tới thù hận, chủ động ra tay với Trần Hùng, đồng thời thúc giục Trần Đức. Tôi đã tìm thấy vị trí của con bé. Dưới chân Trần Đức đã là một vùng máu, dòng máu gợn sóng hội tụ lại, giống như một hồ nước màu đỏ, Trần Đức dẫm trên máu, liều mạng xông lên, trên mặt trên người đều là máu tươi, mỗi lần thi triển binh khí hai tay trái phải, đều có người ngã dưới chân anh. Mục tiêu của anh chỉ có một. Nơi đó, là lao ngục của nhà họ Trần. Lao ngục phân thành rất nhiều gian phòng chằng chịt, mỗi một gian đều nhốt một người, liếc mắt nhìn, trong lao ngục cao tầng ít nhất cũng phải nhốt mấy trăm ngàn người, đồng thời trong lao ngục có không ít quy luật trói buộc bọn họ, từng dây xích sắt chế tạo từ kim loại đặc biệt thỉnh thoảng đánh vào người bọn họ, mà trên đỉnh đầu bọn họ là lửa, dưới chân là nước. Lửa đương nhiên không phải lửa bình thường, nước cũng không phải nước bình thường, đều là nguyên tố đặc thù. Ngay cả tu sĩ cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo và nóng rực. Mà ở trong lao ngục kia, anh phát hiện bóng dáng con gái mình, trên cơ thể nhỏ bé chồng chất vết thương, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc rối bù xù, toàn thân đều là máu tươi, nhìn như đang thoi thóp. Lúc phát hiện ra, trái tim Trần Đức giống như bị dã thú đánh vào, ánh mặt đỏ bừng. Ầm ầm ầm, điện chấn thần hết lần này đến lần khác giáng xuống, giống như búa trời, mỗi lần hạ xuống, người cản đường anh đều chết. Dù là một vài cường giá cấp sơ tôn cũng khó mà ngăn cản được bước chân của anh. Tốc độ của anh rất nhanh. Gần như để thăng sức mạnh cơ thể lên cao nhất, toàn bộ thần hồn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cuối cùng, anh đã xuống dưới lao ngục. Tên nhóc, tôi khuyên cậu đừng cố mà đánh vào đâu, Trần Đức vừa đến liền có một cường giả xuất hiện, đó là một đại tôn, dù bên ngoài tình hình chiến trận vô cùng căng thẳng, ông ta vẫn canh giữ ở đây. Có thể thấy lao ngục này quan trọng với nhà họ Trần thế nào. Không có gì phải nói. Trần Đức trực tiếp xông tới, ra tay mãnh liệt với người đó. Nhưng, đại tôn vẫn là đại tôn, Trần Đức chỉ có thể miễn cưỡng kiềm hãm ông ta. Nhưng, sau khi kiềm hãm, anh vẫn âm thầm di chuyển điện chấn thần. Cùng dây, đùng đoàng, điện chấn thần đột ngột xuất hiện từ trong không gian, phóng đại liên tục. Thoáng chốc đã hung hăng đập vào lao ngục cao mấy chục ngàn mét. Trực tiếp đánh lao ngục đó lảo đảo sắp đổ, trong nháy mắt đại lao chế tạo từ kim loại đặc biệt bị đập thành một lỗ thủng lớn. Anh không chỉ muốn cứu con gái, mà còn muốn cứu phạm nhân bên trong ra. Tại sao nhà họ Trần lúc này phải phòng thủ lao ngục? Không phải là sợ người bên trong chạy mất sao? Nếu như bọn họ đi ra, nhà họ Trần sẽ gặp phiền toái. Những người bị nhốt bên trong liên lụy rất nhiều. Trần Đức thì sao? Lúc này anh chính là muốn nhà họ Trần loạn càng tốt. Tốt nhất là xuất hiện bạo loạn thật lớn. Điện chấn thần kia lại nện xuống hết lần này đến lần khác. Mà lao ngục kia cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ, lảo đảo. Có người cứu chúng ta. Trong nháy mắt đại lao nổ nát, quy luật hư hại, giam cầm trên người tất cả bọn họ đều biến mất, không còn gì tồn tại. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, sau kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức liền nhận ra lỗ hổng kia. Tiếp đó, từng thân ảnh lao ra khỏi đại lao. Có vài người chạy mất, còn một vài người nhìn thấy nhà họ Trần đại loạn thì không chạy. Nhà họ Trần giết cả nhà tao, hôm nay dù tao có chết, chúng mày cũng phải trả giá bằng máu. Ha ha, không ngờ nhà họ Trần cũng có ngày hôm nay. Con mẹ nó, nhốt ông đây hơn 5.000 năm. Hôm nay ông đây bắt chúng mày phải trả giá. Một vài cường giả hấp thu nguyên khí thiên địa với tốc độ nhanh nhất, trong đó có số ít mấy vị đại chí tôn, một người nhìn thấy Trần Đức đang đánh nhau với cai ngục, người đó liền giơ tay đánh cai ngục kia tan xương nát thịt. Thiếu niên, đa tạ đã cứu giúp, sau khi nhìn thấy Trần Đức, người đó có chút bất ngờ, nhưng cũng gật đầu cảm ơn anh. Trần Đức không có thời gian quan tâm đến ông ta, dù sao cũng không quen biết. Anh trực tiếp xông về phía lao ngục, trong mắt chỉ có con gái mình. Giết, bị hành hạ nhiều năm như vậy, hôm nay nhất định phải khiến người đang chảy dòng máu nhà họ Trần trả cái giá thật đắt.
Dù sao mấy năm nay ông đây đã không khác gì chết rồi, chết thêm lần nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Đúng. Trong những phạm nhân này có một vài người lo lắng nhà họ Trần hùng mạnh nên đã bỏ trốn, còn một số bị nhà họ Trần diệt môn, bản thân chịu không biết bao nhiêu thống khổ, bọn họ chưa từng nghĩ có ngày nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Bây giờ ngày đó đến rồi, ai này đều điên cuồng xông vào đám người, giống như dã thú, mớ ra cuộc tàn sát điên cuồng với người nhà họ Trần. Trong lao ngục, Trần Đức ngược dòng, không ngừng xông về phía trước. Cuối cùng, anh đã đến, tới trước một gian phòng, ngây ra nhìn cô bé trong đó. Cô bé lúc này đang bất tỉnh. Trần Đức xông đến với tốc độ nhanh nhất, ôm cô bé, đồng thời rót vào trong cơ thể cô bé thanh khí bân nguyên. Mặc dù nguyên khí và thanh khí bản nguyên lẫn nhau có chút bài xích, nhưng cô bé vẫn hấp thu. Ngay sau đó, anh lại lấy ra một vài viên đan dược cướp được từ trong tay các cường giả cấp đại tôn, cho cô bé ăn. Rất nhanh, cô bé đã tỉnh. Đôi mắt như thiên sứ từ từ mở ra, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Đức, trong mắt cô rơi xuống từng giọt nước mặt như trân châu. Bố, là bố đúng không, bố? Khóe miệng cô bé hiện ra nụ cười buồn bã, bố. Con lại nằm mơ thấy bố rồi, bố lần này trẻ quá, bố à, con gái nhớ bố quá, mẹ nói bố là đại anh hùng, nhưng tại sao bố chưa từng quay về nhà thăm con? Bố, từ khi bị người nhà họ Trần bắt, con lâu rồi không mơ thấy bố. Khốn kiếp, nhà họ Trần khốn kiếp, dám phái 7 cường giả cấp tôn đi giết bố, hu hu. Bố, nếu bố còn sống thì tốt quá, y y trốn đến đại thiên thế giới, nhưng nghe nói bố chết rồi, hu hu. Cô bé vừa nói vừa khóc, khóc rất thương tâm, khuôn mặt tái nhợt nhưng không giấu được vẻ xinh đẹp, cô bé vẫn nhìn chằm chằm Trần Đức, giống như sợ anh sẽ rời đi, sẽ biến mất, bố, nếu con đi ra ngoài được, nhất định con sẽ giết sạch nhà họ Trần, báo thù cho bố, y y chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất giữa trời đất này, nghĩ mọi cách khiến bố sống lại. Trần Đức không nói gì, cứ nghe đứa bé trong ngực nói. Cô bé càng nói, Trần Đức càng khó chịu. Anh là một người chồng không làm tròn bổn phận, cũng là người bố không làm tròn trách nhiệm, nhiều năm nay bận rộn nhiều việc, rất ít ở bên Âu Dã Tư Linh, ngay cả con gái của mình ra đời mà cũng không biết, khi gặp lại thì cô bé đã trông khoảng 4 tuổi. Mặc dù giờ đây dung mạo của anh đã thay đổi, nhưng con gái vừa nhìn đã nhận ra anh, có thể thấy, cô bé đã nhìn ảnh chân dung của anh biết bao nhiêu lần, phải biết rằng sau khi anh thay đổi dung mạo, thì rất ít người trong thiên hạ có thể nhận ra anh. Cô bé càng như vậy thì Trần Đức càng đau lòng. Cô bé còn đang tự lẩm bẩm, dường như không nói hết chuyện, nói về chuyện của mẹ cô bé, và mong muốn gặp Trần Đức thế nào. Bố ơi, bố vẫn như trước đây, mỗi lần mơ đến bố, bố đều không nói gì, tuy cô bé bị đau, nhưng khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc, nhưng lần này mơ gặp bố, thời gian dài hơn các lần trước, con vẫn rất vui. Con gái, không phải con nằm mơ đâu. Hồi lâu, Trần Đức lên tiếng với giọng nghẹn ngào, dường như cổ họng bị chặn vậy, bố quay về rồi, bố đến cứu con đây. Nghe thấy những lời này, cô bé ngẩn người. Dường như không tin, giơ tay véo mạnh chân của mình. Đau, đau quá, thực sự không phải nằm mơ ư, cô bé nhìn Trần Đức, dường như vẫn rất khó tin. Không phải nằm mơ, Trần Đức chắc chắn lần nữa, cầm bàn tay nhỏ của cô bé áp lên mặt của mình, cười nói, con xem. Có cảm thấy khuôn mặt của bố ấm nóng không, là bố đây. Bố đến rồi, đến đưa con rời khỏi đây. Nói xong, Trần Đức đứng lên, bế cô bé rời khỏi nơi này. Đúng rồi, con tên là Y Y, đúng không? Vâng, Y Y trong lưu luyến ngóng trông, hồi lâu cô bé mới định thần lại, lần này, cuối cùng cô bé đã chắc chắn là Trần Đức, bố ơi, cuối cùng con đã gặp được bố rồi. Y Y, Trần Y Y. Lưu luyến trông ngóng. Cái tên nghe rất hay, đồng thời cũng thể hiện nỗi nhớ nhung của mẹ cô bé với Trần Đức, cách núi non biển cả, cách hết thế giới này đến thế giới khác, vẫn luôn lưu luyến nhớ nhung Trần Đức. Xin lỗi, Y Y, là lỗi của bố, lâu như vậy mà không về thăm con. Lén đến thế giới đại thiên phải không? Vâng. Trần Y Y gật đầu, bố ơi, con xin lỗi, là Y Y quá bướng bỉnh nghịch ngợm. Không sao, con gái của bố, vui vẻ là được. Trần Đức bế cô bé, kinh ngạc phát hiện, sau khi cô bé tỉnh lại, thương tích trên người đang tự hồi phục, đó là thần lực bất tử điều, con gái lại kế thừa thần lực bất tử điều của cô, đồng thời, năm nay cô bé mới 4 tuổi, mà khí thức cảnh giới của cô bé đã đạt đến cấp quân đỉnh phong. Biến thái vậy sao? Phải biết rằng,
trước đây cảnh giới của Trần Đức cũng chỉ là thiên đạo lục trọng thiên thôi. Còn cách cấp quân cả một cảnh giới lớn. Tuy vì phương thực tu luyện đặc biệt nên anh đột phá rất chậm, nhưng cũng có thể chứng minh sự biến thái và đáng sợ của Y, tính theo độ tuổi của cô bé, cũng chỉ khoáng 4 tuổi, cũng có nghĩa là Âu Dã Tư Linh phải mang thai đến mười mấy năm, không thể không nói, đúng là cái thai kỳ quái. Con gái, con đến thần điện của bố trá đi trước, bên ngoài nhà giam đã rất hỗn loạn, vô cùng tanh máu, Trần Đức không muốn để Y nhìn thấy cảnh này, chỉ là có biết bao lời muốn nói, biết bao niềm thương nhớ, cũng phải đợi chuyện này kết thúc rồi tính. Ngoài ra, vào trong điện chấn thần, còn có thể khiến thương tích của Y hồi phục nhanh hơn. Vâng, thưa bố. Cô bé rất hiểu chuyện, từ sau khi gặp Trần Đức, vẫn luôn nở nụ cười, ngoan ngoãn nghe lời anh. Sau đó, Trần Đức liền cho cô bé vào trong điện chấn thần. Diễn hóa một thế giới vô cùng tươi đẹp, chim hót hoa nở dành riêng cho cô bé. Cậu Trần, thế nào rồi? Tôi thấy đại lao cũng bị cậu phá vỡ rồi mà còn chưa tìm được con gái cậu sao? Mẹ kiếp, tôi sắp không chống đỡ được rồi, đúng lúc này, giọng của lão yêu hoàng vang lên, cho dù là thần hồn truyền âm, cũng rất khó khăn và gấp gáp. Trần Đức nhìn qua, thì nhìn thấy lão yêu hoàng đã bị thương nặng, toàn thân từ trên xuống dưới, không có chỗ nào không dính máu, đôi mắt đã đỏ bừng. So sánh ra, Trần Hùng đó chỉ bị thương nhẹ, thái độ kiêu ngạo, đang truy sát lão yêu hoàng. Cứ tiếp tục như vậy, lão yêu hoàng sẽ chết chắc. Lão yêu hoàng, tôi đã tìm được con gái và bảo vệ nó rồi, qua đón tôi đi, Trần Đức nói. Đồng thời, anh vụt người, như con vượn, bay về hướng của lão yêu hoàng. Lão yêu hoàng cũng nhìn thấy Trần Đức, thân hình lóe lên, dưới chân 4 con kỳ lân, từng pháp tắc đan xen, trong phút chốc đã đến trước mặt Trần Đức. Trần Đức lại vụt người nhảy lên lưng của nó. Ôi mẹ ơi, hôm nay coi như làm vật cưỡi rồi, tuyệt đối không thể có lần sau, lão yêu hoàng càm ràm, ngoài miệng thì phản kháng nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn dẫn theo Trần Đức không ngừng né tránh đòn tấn công của Trần Hùng. Đáng tiếc, lúc này Trần Hùng thực sự quá mạnh, tấn công mấy lượt, lão yêu hoàng càng bị thương nặng hơn, ngay cả Trần Đức dưới sự ngăn cản của lão yêu hoàng và điện chấn thần mà cũng bị mất một cánh tay. Lão yêu hoàng, chẳng phải nói có con át chủ bài sao? Có con át chủ bài gì, đừng giấu nữa, mau lấy ra đi, Trần Đức nói, tuy Trần Hùng chỉ tăng cấp tạm thời, không thể duy trì bao lâu, nhưng cứ tiếp tục như vậy, e rằng hai người bọn họ không chết thì cũng bị thương nặng. Được. Lão yêu hoàng đang vội vã xông lên, đột nhiên phanh gấp, dừng lại, lão già chết tiệt, cứ chờ đi, ngày chết của ông sắp đến rồi. Mắng Trần Hùng một tiếng xong, sau đó, lão yêu hoàng dừng một chút, gầm lớn nói. Linh lung, còn đợi cái gì, thời cơ đã đến, còn không mau hiện thân, ra tay đi. Lão yêu hoàng gầm một tiếng, Trần Đức ngồi trên người ông ta hơi ngạc nhiên, linh lung. Linh lung cũng đến ư. Đang trong lúc anh nghi hoặc. Ha ha, một giọng nói nhỏ nhẹ du dương như âm thanh tự nhiên vang lên, sau đó, trong hư không bên trên đám người đông đúc phía xa, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, cô ta mặc váy đỏ, ngũ quan tinh tế, đôi mặt như nước mùa thu, đẹp không tì vết, đôi chân ngọc như món quà được ông trời ban tặng, thon dài, lại không chút vết nào. Đại Chí Tôn, nhìn thấy cô ta, Trần Hùng cười lạnh lùng, lão yêu hoàng, tôi thấy ông già hồ đồ rồi đấy. Đã lúc nào rồi? Một đại chí tôn cũng có thể lấy mạng của thần, ha ha. Bù. Nhưng ông ta vừa dứt lời, trên hư không vô tận đột nhiên xuất hiện quang hoa rực rỡ, đó là những ký tự cổ xưa, dường như giao tiếp với đại đạo thiên địa, trên không trung cao 2-300 ngàn trượng, lóe lên hào quang lấp lánh chiếu rọi mây xanh. Trận văn. Đó là hàng loạt trận văn. Vù vù. Trận văn đáng sợ giống như máy giết người, dường như có thể hủy diệt tất cả, càn quét tất cả. Hào quang lấp lánh bao trùm toàn bộ không gian bán kính hàng chục triệu km, thậm chí cả bí cảnh nhà họ Trần, ánh sáng sát phạt lóe lên, quang hoa đáng sợ vô song liên tiếp nổi lên. Đó là khí tức của thần. Soạt. Trong phút chốc, thần uy đại trận quét qua, gần 10 tỷ người, không biết có bao nhiêu người hóa thành xương máu, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng thì đã chết, phóng mắt nhìn, giống như bị lưỡi liềm lướt qua, trong đám đông, xuất hiện một khoảng trống lớn. Tay ngọc thon nhỏ của Linh Lung điểm nhẹ, trong khoảng trống đó xuất hiện từng trận văn. Đó là truyền tống trận. Có thể thấy rõ ràng, sau truyền tống trận đó có một bóng người hội tụ xông ra ngoài. Tu La Tử gia tộc Tu La, bái kiến Hoang Thiên Vương. Trong trận văn,
Một tiếng quát lớn vang khắp bầu trời, sau đó liền thấy tử khí, khí tu la tràn ngập, dập dờn. Đó là tu la tử. Không, nói một cách chính xác là tộc tu la. Khí tức chết chóc đáng sợ truyền khắp xung quanh, tộc tu la dẫn 50 triệu người trực tiếp xuất hiện ở khoảng trống này, bắt đầu xông giết trong bí cảnh nhà họ Trần. Ầm ầm. Ở bên khác, trong truyền tống trận xuất hiện hàng loạt âm thanh bước qua hư không. Đó là kỳ lân. Mỗi một con giống như dãy núi, mang theo ánh sáng may mắn, dẫm lên mây sáng bảy sắc, không nhiều, cũng chỉ mấy vạn con, nhưng khí tức của bọn họ lại đáng sợ đến muốn chết. Tộc trưởng kỳ lân, phụng lệnh của Thiên Yêu Hoàng, bái kiến Hoang Thiên Vương, người dẫn đầu khom lưng hành lễ với Trần Đức. Ông ta vừa dứt lời, giọng của một cô gái cũng vang vọng. Tộc Hồ, bái kiến Hoang Thiên Vương, cung nghênh Thiên Vương trở về. Hết bóng hình này đến bóng hình khác xuất hiện trong truyền tống trận, tộc Hồ tương đối nhiều người, vừa nhìn qua thì có 20-30 ngàn người, đông đúc như hạt mua, người dẫn đầu chính là Trúc Mặc Uyên, người mà đưa Trần Đức về thành Hiên Viên khi anh nhập ma 11 năm trước. Hoang Thiên Vương, cả gia tộc Hiên Viên dốc hết sức đến giúp cậu một tay. Lại một giọng trầm vang lên, người dẫn đầu là một ông lão già nua, nhưng lại là thực lực vô lượng tôn, từng cường giả cấp tôn như Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Vân Hải đều đi theo phía sau ông ta, theo sau nữa là một đám người đông như kiến, không nhìn thấy tận cuối. Tộc Hiên Viên là một trong thế lực cổ xưa, tuy số người ít hơn nhà họ Trần, nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu. Nhà họ Cơ ở Tây Hải, bái kiến Hoang Thiên Vương. Nhà họ Cơ ở Tây Hải cũng đến, tổng thể thực lực của bọn họ mạnh hơn trước đây rất nhiều, dường như được nâng cao, người lên tiếng là Cơ Tuyết. Cô ta nhìn sang hướng của Trần Đức với ánh mắt chan chứa tình cảm, hơn 10 năm không gặp, nỗi nhớ nhung trong lòng cũng được thể hiện hết qua đôi mắt xinh đẹp. Mấy thế lực lớn cùng xuất hiện, đám đông nghìn nghịt người lập tức khiến vùng đất vốn đông đúc càng trở nên chen chúc chật chội, nhưng cũng may những người này đều có thể phá vỡ hư không, ẩn mình trong hư không mới không xảy ra tình trạng chen lấn. Anh Bát Hoang. Cuối cùng, một cánh cửa truyền tống đặc biệt xuất hiện, trong cánh cửa truyền tống đó. Có một con cự thú chẳng như tuyết xuất hiện, trên đầu có hai cái sừng, đôi mắt như bảo thạch, vô cùng thần dị, còn gọi Trần Đức là anh. Là Tiểu Y. Tuy nó không hóa thành hình người, nhưng cũng có thể nói tiếng người. Nhìn bóng người liên tiếp tập trung đến, Trần Đức vô cùng chấn hãi. Dù thế nào cũng không ngờ bọn họ lại đến đây. Không nói việc khác, chỉ nói tộc Tu La thôi, trước đây dưới thành Hiên Viên, còn có cường giả của tộc Tu La ra tay với anh. Hôm nay với Tu La Tử dẫn đầu, lại đến giúp anh. Còn cả nhà họ Cơ ở Tây Hải, đối với thế giới đại thiên mà nói, nhà họ Cơ ở Tây Hải thực sự quá yếu, ngay cả quyền lên tiếng cũng không có, mà nay, lại nâng cấp rõ ràng, thực lực tổng thế mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu vạn lần. Còn tộc Hiên Viên, Trần Đức cho rằng Hiên Viên Liệt và Hiên Viên Chiến đã quay đi, không nghĩ, họ lại xuất hiện thông qua truyền tống trận của Linh Lung. Trên thực tế, không chỉ Trần Đức chấn hãi. Cả Trung Nguyên Châu đều chấn hãi. Trung Nguyên Châu, rất nhiều người cố hết sức nhìn về phía xa, ngóng nhìn đến tận chiến trường phía xa bằng mọi cách, nhìn thấy từng bóng hình xuất hiện, người nào cũng trố mắt há hốc miệng, vô cùng kinh hãi. Ba chữ Hoang Thiên Vương lập tức trở thành danh hiệu được tất cả mọi người biết đến. Hoang Thiên Vương, Hoang Thiên Vương, anh ta là Trần Bát Hoang. Đúng thế, dưới bầu trời này, chỉ có Trần Bát Hoang mới được gọi là Hoang Thiên Vương. Tuy không biết danh hiệu này từ đâu mà có, nhưng chắc chắn anh ta chính là Hoang Thiên Vương. Trần Bát Hoang, thì ra thiếu niên đó là Trần Bát Hoang, tại sao anh ta lại biến thành trẻ đến vậy? Đáng sợ thật, tộc Hồ, tộc Kỳ Lân, gần như đều là chủng tộc cổ xưa đã ở ẩn, hôm nay tất cả lại xuất hiện, tộc Kỳ Lân là vì Thiên Yêu Hoàng, còn tộc Hồ đó tại sao cũng muốn trợ giúp Trần Bát Hoang? Còn có tộc Tu La cũng đứng về phía Trần Bát Hoang ư? Hình như tôi nhớ năm đó dưới thành Hiên Viên, người gây khó dễ đầu tiên chính là tộc Tu La phải không? Từng tiếng cảm thán kinh hãi vang lên, một số thế lực viễn cổ Trung Nguyên Châu cảm thấy may mắn vì không tham gia cuộc chiến này, một số thế lực phụ thuộc của nhà họ Trần tê dại ra đầu, trong lòng mừng thầm, xét tình hình trước mắt, những thế lực phụ thuộc như bọn họ không thể tham gia cuộc chiến hôm nay. 11 năm này, xem ra đã xảy ra không ít chuyện, Trần Đức bật cười. Những người này xuất hiện thực sự khiến anh rất bất ngờ. Không có gì bất ngờ cả, 11 năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, là tôi đã giúp nhà họ Cơ ở Tây Hải tăng thực lực, tộc Tu La vốn là nô bộc của chủ nhân ấn ký thiên tâm,
đó là lời thề năm đó của gia tộc bọn họ. Lúc trước cậu bị mất tâm trí, tộc Hồ đã đưa cậu về thành Hiên Viên, chính là cô gái Hồ tộc đó phải không? Tộc Hiên Viên, nhận di mệnh của Hiên Viên anh hùng, đời này bất luận thế nào cũng phải bảo vệ cậu, giúp cậu, Thiên Yêu Hoàng truyền âm bằng thần hồn giải thích cho Trần Đức. Nói đến đây, Thiên Yêu Hoàng lại truyền âm. Còn về tộc Kỳ Lân, đều là con cháu của tôi, đương nhiên trợ giúp tổ tông nhà mình là chuyện quá bình thường. Đây chính là con át chủ bài của tôi, à không? Nói chính xác hơn, cậu Trần, đây là con át chủ bài của cậu, là hậu thuẫn trung thành, kiên định của cậu. Còn Linh Lung, ngay từ ban đầu cô ta đã đi theo bọn họ. Nhưng từ đầu đến cuối cô ta không xuất hiện, dùng trận văn để ấn náu trong hư không. Tại sao cô ta không xuất hiện? Bởi vì Linh Lung biết quá rõ, với tính cách và cơ duyên của Trần Bát Hoang, chỉ hơi không cẩn thận sẽ gây ra đại loạn, một khi cô ta và Thiên Yêu Hoàng cũng ra, thì chẳng khác nào tất cả thực lực đều bị lộ. Cuối cùng, sau khi bàn bạc xong, Thiên Yêu Hoàng sẽ ra mặt gặp Trần Đức, còn cô ta, thì âm thầm bảo vệ. Đến nhà họ Trần, Linh Lung cũng vẫn âm thầm bày trận, đồng thời liên lạc với các bên. Đương nhiên, cô ta sớm đã bày ra rất nhiều trận văn. Là hậu duệ của trận tộc, đương nhiên trận pháp của cô ta là trận pháp đỉnh cao nhất trong thiên hạ, trong đó, trận pháp bao trùm tất cả mọi người là trận pháp thần cấp, tuy không toàn vẹn, có chút thiếu sót, nhưng cũng tỏa ra khí tức của thần khiến người ta sợ hãi. Những năm nay, mọi người vất vả rồi, Trần Đức nói với Thiên Yêu Hoàng, và cũng truyền âm với Linh Lung. Trần Bát Hoang, thì ra là mày. Lúc này, sắc mặt của Trần Hùng đã rất âm trầm nhìn Trần Đức, trước đó, dù thế nào ông ta cũng không ngờ thiếu niên trước mặt lại. Lại là Trần Đức đã biến mất 11 năm. Nhìn những bóng hình không ngừng xuất hiện trong truyền tống trận đó, Trần Hùng cũng hơi lo sợ. Những người này hợp lực, e rằng hôm nay nhà họ Trần ông ta sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng Trần Hùng cũng khá quyết đoán. Chuyện đã đến nước này thì không còn đường để rút, đôi mắt ông ta lóe lên tia hung ác, trực tiếp xông đến Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng, Trần Bát Hoang, hôm nay, Trần Hùng tao phải chém mày, báo thù cho các cường giả nhà họ Trần đã qua đời. Chém tôi. Trần Đức tỏ vẻ mặt bình tĩnh, vậy, thì phải xem ông có bản lĩnh đó không đã. Giết. Lão Yêu Hoàng tức giận hét lên một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người đều ra tay. Được hỗ trợ bởi trận pháp của Linh Lung, tất cả cùng nổ ra một màn chém giết tanh máu. Giết. Không chết không thôi. Dám động đến thần uy Hoang Thiên Vương, giết sạch. Từng tiếng hô quát chấn hãi vang khắp trời đất, trong vòng bán kính vạn vạn km, sấm chớp ầm ầm, trời rung đất chuyển, mùi máu tanh ngập tràn, có thể thấy bằng mắt thường, giữa vùng trời này, ngoại trừ chém giết thì là chém giết, từng mạng người không ngừng ngã xuống, chết như ngả dạ. Máu tanh và tương huyết, hợp lại thành sông, dấy lên từng trận sóng màu máu cao ngất ngường. Nhà họ Trần đón tai họa. Đối diện với các trận pháp của Linh Lung đã bày sẵn từ lâu. Lại thêm mấy tộc lớn như Hiên Viên, tộc Kỳ Lân, tộc Hồ, tộc Tu La, còn có nhà họ Cơ ở Tây Hải, tình hình cuộc chiến dường như nghiêng về một bên, bí cảnh nhà họ Trần chẳng mấy chốc hóa thành đống đố nát. Hôm nay, cả Trung Nguyên Châu, tiếng hô giết vang trời. Rất nhiều người đều nhìn về hướng chiến trường, muốn quan sát trận chiến. Bất lực, đến cảnh địa như này, bọn họ cũng không nhìn rõ được gì. Phóng mắt nhìn qua, chỉ có tiếng sấm chớp ầm ầm. Đại đạo vần quanh, chỉ có máu tươi tràn ngập, tử khí quấn quanh, hỗn loạn giống như bên rìa địa ngục. Vù, N. Trên không trung cao nhất chiến trường, đó là chiến trường giữa Trần Hùng và Thiên Yêu Hoàng với Trần Đức. Trần Hùng cầm một thanh trường kiếm, bên dưới đã thất bại rõ ràng, ông ta không thể rút lui, dốc hết toàn lực xông giết. Bất luận kết quả thế nào, ông ta cũng phải giết Trần Bát Hoang và Thiên Yêu Hoàng, ông ta phải thắng thì nhà họ Trần mới có cơ hội chuyển mình. Một đường kiếm chém ngang bầu trời, diệt trừ đại đạo, ông ta mang theo sát khí giao chiến với Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng. Lão già, đối thủ của ông, còn có tôi nữa đấy, bỗng nhiên, một bóng hình xinh đẹp từ xa đi đến, là Linh Lung, cô ta khoác lên mình từng trận văn lấp lánh, thúc động trận pháp của thần, lao về phía Trần Hùng. Còn có tôi nữa. Ngoài ra, Hiên Viên Trường Không, tộc trưởng tộc Hiên Viên cũng đến, tuy ông ta đã già, nhưng có sức chiến đấu vô song. Cây trượng trong tay hóa thành giao long, mang theo sức mạnh đáng sợ vô tận xông về phía trước. Ha ha, giết chết lão ta đi, lão Yêu Hoàng lẩm bẩm, toàn thân phát ra hào quang, tức giận hét lên, thần hồn đáng sợ dao động dập dờn khắp bốn phương.
Trần Đức lấy điện chấn thần ra, tấn công điên cuồng xuống phía dưới, phía sau tự tại thần ma thân hiện lên, từ trong hư không vô tận cầm một luồng điện quang thô to hơn cây cổ thụ gấp trăm lần, quật về phía trước. Bù! Râu tóc Trần Hùng dựng ngược, không nén được cơn giận, chém một đường kiếm về phía trước, chống lại bốn người cùng một lúc. Lúc này Trần Hùng thực sự rất mạnh. Một mình ông ta đại chiến với bốn người Trần Đức, Thiên Yêu Hoàng, Linh Lung, Hiên Viên Trường Không, uy lực của đường kiếm đó vô cùng khủng bố, đánh lui cây trượng của Hiên Viên Trường Không, đánh tan uy lực của trận pháp, đối kháng với sức mạnh thần hồn của Lão Yêu Hoàng. Điện chấn thần giáng xuống, ông ta cũng tránh được. Trần Đức hơi sững lại, ông ta chỉ có một chút thần thức 10 vạn năm trước của thần đế Vĩnh Hằng thôi, vậy thì thần đế Vĩnh Hằng đó phải mạnh đến thế nào đây? Anh đã từng hứa với Ma Hoàng, sẽ có một ngày thực lực đủ mạnh, giết thần đế báo thù cho ông ta. Hiện giờ xem ra, thần đế đó còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Không có thời gian nghĩ nhiều, sau khi bốn người đánh xong một đòn, cuộc đối quyết thực sự bắt đầu, trong nháy mắt, tấn công giao chiến với Trần Hùng hàng ngàn hàng vạn đợt, bầu trời cũng bị đánh ra một cái hố lớn, trong cái hố dường như có một thế giới khác, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Từ trên không trung bí cảnh nhà họ Trần, bọn họ chiến một trận tanh máu, hoành hành không biết bao xa, trên bầu trời chỉ còn lại tiếng sấm sét ầm ầm, cảnh tượng đáng sợ đến mức khiến trời đất xuất hiện dị tượng, bắt đầu đổ mưa máu. Trần Hùng gầm thét vang trời, băng lạnh rùng rợn vang khắp, khiến người ta lạnh đến tận xương cốt, vỡ nứt bầu trời, điên cuồng, ánh mắt còn hung dữ hơn hung thú hồng hoang, tuy ông ta đã bị thương, nhưng vẫn thể phải giết ra một con đường máu bằng sức mình. Hôm nay là ngày thứ 7 của cuộc đại chiến, đã đến mức tôi sống ông chết, ông ta không kêu một tiếng, mỗi một chiêu đều vô cùng chí mạng, một đường kiếm chém xuống như chém một phương thế giới, chấn áp bốn người Trần Đức. Trần Hùng, hôm nay nhà họ Trần ông khó mà thoát khỏi kiếp nạn, Trần Đức quát lên, tự tại thần ma thân thúc động điện chấn thần, sức mạnh thái dương thái âm được anh hút ra, thần lực thời gian và không gian cũng ngưng tụ thành đại đạo, vận hành hết thanh khí bản nguyên. Đôi mắt Thiên Yêu Hoàng gần như biến thành hai vầng mặt trời gay gắt, bốn chân như trụ trời, lân giáp trên người hóa thành lưỡi đao, vô cùng sắc nhọn, như thiên nữ tung hoa bắn đến Trần Hùng. Linh Lung điếm từng trận văn, mỗi một trận văn đều vô cùng đáng sợ, trong đó có đại trận khi thiên, ánh sáng trận văn lấp lánh, khiến lòng người sợ hãi, dưới đại trận, ngay cả bầu trời cũng trắng bệch, hơi ảm đạm, từ đó có thể suy đoán tộc trận mấy triệu năm trước cường mạnh và hùng vĩ đến mức nào. Trong tay Hiên Viên Trường Không cũng xuất hiện một thanh kiếm, đó là kiếm Hiên Viên, di vật của Hiên Viên Anh Hùng, uy năng của thần dập dờn, kiếm ý đáng sợ rung động hư không, từng pháp tắc cọc kiếm vần quanh, trời đất âm lạnh băng giá, kiếm Hiên Viên tỏa hào quang chói mắt, khiến cả khu vực sinh ra cộng hưởng với kiếm Hiên Viên. Đây là lúc quyết chiến, không có ai buông lỏng, người nào cũng lấy ra sát chiêu mạnh nhất, muốn phân thắng bại, định sống chết. Bởi vì, bọn họ biết rất rõ. Trần Hùng đã bị thương, uy năng thần đế trong cơ thể ông ta đang suy giảm dần, ảnh hưởng đến chiến lực và tâm trí của ông ta, đây là thời cơ tốt nhất để giết ông ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, điện quang chớp lóe, bọn họ đập vào nhau. Năng lượng khổng lồ như vậy đập vào nhau sinh ra uy năng quá khủng bố, trong không trung cao vô tận, xuất hiện tiếng nổ lớn, lúc này 1/3 thế giới đại thiên đều cảm nhận được, trời và đất đều đang kêu gào, chấn rung. Trong lòng vô số thú hoang, vô số tu sĩ dâng lên nỗi sợ hãi và bất an. Sau khi va đập, Linh Lung, Trần Đức, Hiên Viên Trường Không, Lão Yêu Hoàng đều bay ngược ra, người nào cũng như muốn đổ, sặc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ nổ. Phụt! Trong hỗn loạn, có thể thấy rõ ràng, thanh kiếm trong tay Trần Hùng đã vỡ vụn, 2/3 cơ thể bùng nổ, hóa thành xương máu, tuy ông ta là tiểu thần, lúc này vẫn bại trận, thất bại thảm hại. Không. Hai. Tao không cam tâm. Nguyên thần của Trần Hùng gầm lên, nhưng không thể làm gì được. Sau một tiếng gầm thét, ông ta không suy nghĩ gì, liều mạng trốn chạy. Trước khi khai chiến, ông ta vốn không nghĩ mình sẽ bại trận, càng không nghĩ sẽ có kết quả như vậy. Nhưng kết quả lại rất chân thực, khiến ông ta mệt mỏi ồ suy sụp, vòng hồn rung lên. Lúc này, ông ta đã mất đi thần lực, hồi phục chiến lực đại chí tôn. Thần thức của ông ta tỏa ra thần quang rực rỡ, muốn bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần ông ta còn sống, thì còn có cơ hội. Chỉ đáng tiếc, Trần Đức sẽ không cho ông ta cơ hội,
trực tiếp chặn lại, giáng xuống một quyền, tấn công thần thức của ông ta rách nứt chia năm xẻ bảy. Trần Hùng đã chết. Trong điện chấn thần, tất cả đều hiện ra trước mặt năm người Trần Dược, Trần Vạn Chi, bọn họ tận mặt chứng kiến cuộc chiến này, tận mắt nhìn thấy Trần Hùng chết, càng có thể nhìn rõ được bí cảnh nhà họ Trần phía dưới bị san bằng, hết người này hết người khác nhà họ Trần đang ngã xuống, sặc mặt năm người trắng bệch, đặt mông ngồi xuống đất, trong lòng đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Trần Vạn Chi vô cùng hối hận. Bắt nguồn của mọi việc chính là vì hắn bắt con gái của Trần Bát Hoang để uy hiếp anh, nếu không phải hẳn, thì cùng lắm chỉ năm người bọn họ chết, càng có khả năng chỉ cần bọn họ giao ra bảo vật là được, chính vì hắn ngu xuẩn quyết định mới gây đại họa cho nhà họ Trần. Muốn khóc mà không có nước mắt, Trần Vạn Chi muốn tự vấn đế tạ tội, nhưng trong không gian điện Trần Thần, hẳn muốn tự sát cũng chỉ là kẻ ngốc nói mơ. Đám người Trần Dược cũng không nói một lời, không gian vô cùng yên tĩnh. Người mạnh nhất của các người đã chết rồi, vẫn còn muốn kháng cự sao? Lão yêu hoàng đá nửa cái đầu còn lại của Trần Hùng vào không trung, rơi vào giữa đám người nhà họ Trần. Lập tức, rất nhiều người nhà họ Trần chấn hãi, sắc mặt tuyệt vọng. Trần Hùng sử dụng pháp chỉ chính là trụ cột tinh thần của bọn họ, cũng là niềm hy vọng duy nhất để bọn họ khổ chiến đến hôm nay. Bây giờ ông ta chết rồi, lập tức khiến tất cả mọi người mất đi niềm tin. Còn mấy tộc Hiên Viên, tộc Kỳ Lân nhìn thấy bốn người Thiên Yêu Hoàng, Trần Đức, Linh Lung, Hiên Viên Trường Không, lòng tin lập tức dao động. Trong trận chiến tiêu diệt lẫn nhau, nhà họ Trần bại trận như núi đổ. Hành động của lão yêu hoàng, có thể nói là giết người giết cả tâm, đẩy nhà họ Trần xuống vực sâu hoàn toàn. Nhà họ Trần diệt vong đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, Trần Đức và Thiên Yêu Hoàng, Linh Lung, Hiên Viên Trường Không đều không tham dự vào cuộc chiến này nữa, dù sao, bên dưới đã bị nghiền áp, không cần bọn họ đích thân tham dự. Ba ngày trôi qua, nhà họ Trần không còn một ai. Nhà họ Trần, thế gia viễn cố siêu mạnh, hùng bá thế giới đại thiên 10 vạn năm, hôm nay, toàn hoàn trở thành lịch sử. Cả chuyện này, người của nước Vĩnh Hằng chưa từng tham dự. Ngoại trừ người của Trần Đức, lão yêu hoàng chém giết nhà họ Trần, còn có rất nhiều thế lực từng bị bọn họ ức hiếp cũng đều nổi dậy, báo thù, truy sát, chia lợi ích. Nhưng Trần Đức hạ lệnh, bất kỳ ai cũng không được làm trẻ con nhà họ Trần bị thương. Trẻ con vô tội. Nhưng sau cuộc chiến, anh tập trung tất cả trẻ con nhà họ Trần lại, xóa sạch ký ức của hôm nay cho bọn nhỏ, phong cấm chân tay kinh mạch, lục phủ ngũ tạng của bọn nhỏ, cắt đứt con đường tu hành của chúng, sau đó đưa đến các ngóc ngách của thế giới đại thiên, trong vòng hàng ngàn hàng vạn năm, bọn nhỏ sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian. Còn năm người Trần Vạn Chi, Trần Dược đương nhiên cũng khó mà thoát chết. Trong cuộc chiến này, con số thương vong lên đến hơn 10 tỷ người. Trong đó, ngoại trừ nhà họ Trần, tộc Tu La, tộc Hiên Viên, tộc Kỳ Lân, tộc Hồ, nhà họ Cơ ở Tây Hải, cũng đều có tổn thất, nhưng so với nhà họ Trần, tổn thất của bọn họ hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng dù là vậy, Trần Đức cũng bù đắp rất hậu hĩnh cho người đã qua đời. Đương nhiên, anh cũng phân chia phần thưởng cho những người tham gia. Ha ha, cuộc chiến này thật sảng khoái. Nhà họ Trần ỷ vào có nước Vĩnh Hằng chống lưng, 10 vạn năm nay vô cùng ngạo mạn. Nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ bị chúng tôi tiêu diệt phải không? Thiên hạ có rất nhiều thế lực sớm đã rất bất mãn với nhà họ Trần, bọn họ thường xuyên đe dọa người khác, tác phong khiến người ta kinh tởm. Hôm nay Hoang Thiên Vương dẫn dắt chúng tôi đi tiêu diệt nhà họ Trần, đáng đời. Trong tiệc mừng công, đám người Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Chiến đã uống nhiều, bày tỏ ra sự bất mãn với nhà họ Trần, tộc Tu La cũng như vậy. Lúc này, Tu La Tử cầm lên một vò rượu, đến trước mặt Trần Đức. Bát Hoang huynh, theo lý thì tôi phải gọi cậu là chủ nhân, đó là lời hứa và khế ước của tộc Tu La với chủ nhân của ấn ký thiên tâm. 11 năm trước, tôi bị trưởng bối trong tộc nhốt lại, bọn họ muốn thoát khỏi lời hứa và khế ước này, mới đến tấn công cậu, hôm nay, Tu La tử tôi thay mặt cả tộc Tu La nhận lỗi với cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện bát gia tái thế, Trần Đức.